Bọn họ ngồi đợi ở phòng khách, đợi tới khi Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết đi xuống, Vương Hải Thúc chú ý quan sát Lâm Tuyết, thấy tóc cô ta hơi rối, vẻ mặt ửng hồng, mắt long lanh xuân tình, chóp mũi còn có giọt mồ hôi, càng khẳng định suy đoán trước đó, thầm khinh bỉ nhổ phì một cái. Nhưng thấy dung nhan kiều mị, làn da như mỡ đông, ánh lên một vẻ cực kỳ láng mịn, trông mà chảy nước dãi, loại nữ nhân này mặc dù không thể chiếm hữu thì thi thoảng hưởng thụ nhục thể của cô ta cũng là khoái cảm tột đỉnh. Vương Hải Thúc cũng chỉ mơ tưởng xuống thế thôi, hắn không quên thủ đoạn độc ác như rắn rết của Lâm Tuyết, nhớ xem thế giới động vật, bọ ngựa cái sau khi giao phối với bọ ngựa đực, coi bọ ngựa đực như đồ dinh dưỡng, ăn thịt nói, hắn coi Lâm Tuyết chính là loại như con bọ ngựa cái kia. Hôm nay Văn Tín không về kịp, có chuyện gì chúng ta thảo luận trước thôi. Nghiêm Văn Giới thản nhiên nói, nhìn mặt hắn căn bản không thể đoán ra được hắn và Lâm Tuyết vừa làm cái gì trên kia. Vương Hải Thúc lại nghĩ, chắc Nghiêm Văn Giới không phải con bọ ngựa được dễ ăn, đứng dậy theo bọn họ vào nhã phòng đằng sau. Chỉ số Nasdaq phục hồi mạnh mẽ, TTCK trong nước cũng phục hồi mạnh mẽ, bọn chúng còn chưa kịp huy động tài chính can thiệp, giá cổ phiếu của Hải Thúc trong 3 ngày đã phục hồi 14%. Thu phục toàn bộ mảnh đất đã mất trong một tuần trước đó. Hiện có hai con đường bày trước mặt bọn chúng. Trước đó khi giá cổ phiếu liên tục đi xuống, Hoành Tín dùng 600 triệu ném vào TTCK để đẩy giá cổ phiếu lên, hiện chính là thời cơ tuyệt hảo để chúng tung ra đổi thành tiền mặt. Vương Hải Thúc phỏng đoán suy tính của Nghiêm Văn Giới, có lẽ hắn có dã tâm lớn hơn, nếu lần phục hồi này đủ mạnh, đủ dài, Hải Thúc có thể thừa thế cổ phiếu quay lại giá 34 đồng cổ phiếu. Tức là thỏa mãn điều kiện phát hành cổ phiếu của Ủy ban chứng giám. Nếu Nghiêm Văn Giới có suy tính này, chẳng những không thể bán cổ phiếu ra, còn phải tung lượng tiền lớn thúc đẩy cổ phiếu Hải Thúc nhanh chóng tăng giá, chỉ là không biết đà phục kéo dài bao lâu, nếu nó hết đà giữa chừng, tài chính mới điều động sẽ lần nữa xa lầy không thể bứt ra được. Nhưng cơ hội tốt thế này mà không liều một phát lại làm người ta không cam tâm. Nghiêm Văn Giới mở đầu, Kỳ Tuấn, đem tình hình nói qua đi. Lưu Kỳ Tuấn giới thiệu tình hình mà ai cũng thấy cho mọi người nghe, nhưng bộ phận đầu tư không thể đưa ra dự đoán mang tính khẳng định với lần phục hồi này. Vương Hải Thúc mắt nheo lại, không nói gì, nhưng lòng cười thầm đám người bộ phận đầu tư là tinh anh do Lưu Kỳ Tuấn mang tới từ Hoành Tín cũng luống cuống chân tay như thế, chẳng lẽ cần ngoài nghề như hắn ra quyết sách sao? Nhưng lần phục hồi này quá bất ngờ, quá mạnh. Cổ phiếu Hải Thúc trong 3 ngày qua phục hồi nhanh chóng, nhưng theo ghi nhận của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, các điểm giao dịch của chứng khoán Tinh Hà tại Văn Chu và Kiến Nghiệp không có động tĩnh gì, có lẽ bọn chúng đang chờ đợi thời cơ. Mông Nhạc làm việc ở Mỹ 1 năm rưỡi, khá hiểu chuyện thao tác vốn rồi, trước khi hắn về nước đã được xem báo cáo dự đoán chỉ số Nasdaq phục hồi. Có thể nói những cơ cấu đầu tư và tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới đều có dự đoán hoàn thiện về lần phục hồi này, như Cao Thịnh, HSBC đều tích cực chủ tính trước đó, có lẽ lần phục hồi này do chính bọn họ thao tác đằng sau cũng chưa biết chừng. Nhưng không có con số ủng hộ suy đoán này, tất nhiên bọn họ không dễ dàng để lộ điểm yếu cho người ta nắm lấy. Nhìn người khác đi nhầm một bước nhỏ có phải là càng có lạc thú hơn đúng không? Trương Khắc cười, có điều nhiều lắm cũng chỉ đẩy bọn chúng một cái thôi, còn tự mình ra trận thì mất thân phận quá. Đẩy bọn chúng một cái thế nào? Đỗ Phi cũng rất hứng thú với loại chuyện hại người không lợi mình này. Trước tháng 5 tin tức Hải Thúc phát hành cổ phiếu đã lan truyền trong quy mô nhỏ. Lượng lớn tiền đổ vào cổ phiếu Hải Thúc cũng là do những nhà đầu cơ liên hợp thúc đẩy, cho nên mới khiến cổ phiếu Hải Thúc trong thời gian ngắn tăng lên giá 42.6 đồng cổ phiếu. Sau đó giá cổ phiếu Hải Thúc liên tục giảm mạnh, một số nhà cầu cơ còn chưa kịp rút đi, nhưng sau đó Hoành Tín trong thời gian ngắn đổ tiền giữ giá, lại khiến nhà đầu cơ tin vào quyết tâm phát hành cổ phiếu của Hải Thúc, lại bắt đầu tích trữ tài chính lớn mua cổ phiếu, tới tận khi Hải Thúc đột ngột buông tay, tiền của nhà đầu tư đa phần bị mắc kẹt bởi cổ phiếu. Không thể thoát thân. Trương Khắc phân tích, lần phục hồi này trông có vẻ mạnh, nhưng càng mạnh thì càng ngắn, không cho Hải Thúc nhiều thời gian thao tác. Do Hoành Tín trước đó không có đủ chuẩn bị, nên lúc này hẳn còn đang do dự, khả năng lớn nhất là bọn chúng đang chuẩn bị cả hai đường. Nhưng huy động tài chính cũng cần thời gian, sẽ lỡ thời cơ. Một khi bọn chúng lựa chọn phát hành cổ phiếu, là định sẵn bọn chúng sẽ ngã một vố nữa, chúng ta phải đẩy chúng về hướng này. Tao không hứng thú với chuyện này. Bọn mày đi mà làm. Chương 1262, bước ngoặt hay cạm bẫy 2. Đỗ Phi ngồi trên bàn làm việc đọc báo cáo, mày thấy sẽ là khả năng nào? Hoành Tín thiếu tầm nhìn đủ rộng ra quốc tế, trước khi phục hồi lại không có điều động tài chính quy mô lớn, đương nhiên là loại khả năng sau cao hơn,
loại vấn đề này về sau đừng hỏi tao. Trương Khắc vòng tay sau gáy, thoải mái dựa lưng vào chế, bọn họ không quan tâm lắm kinh tế công nghệ toàn cầu phục hồi, nhưng lo lắng để Hoành Tín được thế, Hoành Tín thiếu chuẩn bị tâm lý, mọi người thảo luận xem bọn chúng khả năng có đối sách gì. TT nghiên cứu bỏ công lớn như thế thu thập con số kinh tế để theo kịp tình hình toàn cầu, phán đoán tình thế hơn hẳn cơ cấu đầu tư khác, vì sao Cẩm Hồ không lập cơ cấu đầu tư trong nước. Thời Học Bân thắc mắc, nếu Cẩm Hồ lập cơ cấu đầu tư trong nước, thể nào cũng chơi chết bọn chúng, hiện giờ không cần phải đau đầu suy đoán sách lược ứng phó với bọn chúng, có thể hả hê ngồi xem trò hay rồi. Nếu bọn chúng ứng phó thỏa đáng, chẳng phải chúng tôi uất ức chết thôi à? Phục hồi sẽ rất mạnh, nhưng nguy cơ còn xa mới tới lúc kết thúc. Trương Khắc thở dài, vụ án lũng đoạn của Microsoft chỉ là giọt nước làm tràn ly, Microsoft có thể chuyển nguy thành an không có nghĩa là toàn bộ sản nghiệp có thể chuyển nguy thành an, vấn đề mang tính căn bản không được giải quyết, nguy cơ làm sao mà kết thúc được. Mọi người chuẩn bị chiến đấu trường kỳ gian khổ đi, TTCK trong nước còn chưa tới thời cơ để lập cơ cấu đầu tư trong nước. Ở trong nước đầu tư sản nghiệp, đầu tư cổ phần cũng đều do thương vụ Cẩm Hồ phụ trách, tâm thái đầu cơ ở TTCK trong nước quá nghiêm trọng, nó đi ngược lại với văn hóa xí nghiệp Trương Khắc ra sức phổ biến ở Cẩm Hồ. Căn cơ của Cẩm Hồ còn quá mỏng, thành công trước kia tới dễ dàng, thêm vào tầng quản lý lại đa phần là người trẻ tuổi, rất dễ sinh ra thói sốc nổi, nếu có thể tùy tiện đầu cơ vào lĩnh vực nào đó có thể kiếm lợi lớn thì ai còn có thể tĩnh tâm lại kiên trì làm thực nghiệp. Tinh thần hăng hái, một lòng tiến lên là chuyện tốt, nhưng phải đề phòng kiêu ngạo nóng vội. Xét từ nhiều lo lắng, Trương Khắc thả bỏ qua thủ đoạn đả kích đối thủ cạnh tranh hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất còn hơn để nội bộ sinh kiêu binh, đi nhầm đường. Hoành Tín lúc này đã không còn là đối thủ của Cẩm Hồ nữa, không cần thiết phải dồn lượng lớn tài nguyên đánh hạ nó, mục đích của Cẩm Hồ còn to lớn hơn, không thể vì đả kích Hoành Tín mà hoãn lại. Người ta nói thương trường như chiến trường, nhưng cách đấu tranh trên thương trường không giống chiến trường. Không phải là cuộc đấu tranh tiêu diệt đối thủ là có thể sinh tồn được, thương trường là chiến trường mở, xa lầy vào đấu tranh chỉ làm các đối thủ khác thừa cơ quật khởi. Thực tế ở trong nước xưa nay Cẩm Hồ luôn giữ thái độ ôn hòa thiện chí với mọi người, thái độ quá mạnh mẽ ác liệt, tuy có thể làm đối thủ sợ hãi, nhưng cũng làm những người đứng ở vị trí trung lập bài xích Cẩm Hồ, được không bằng mất. Trong quá trình phát triển của Cẩm Hồ, mặc dù cũng có vài thằng hề nhảy ra cản đường, nhưng bọn chúng đều không thành công. Nguyên nhân là vì số người ủng hộ Cẩm Hồ còn đông đảo hơn. Cho dù Hoành Tín đang thao tác hải túc tranh vinh ở một bước thiên đường, một bước địa ngục, nhưng Trương Khắc vẫn chỉ lặng lẽ nhìn tình thế phát triển, còn đám Đỗ Phi, Thời Học Bân tuổi trẻ bồng bột không kiềm chế được, tuy vậy Trương Khắc cũng chẳng ngại dẫn dắt chơi Hoành Tín một vố nho nhỏ. Mấy kỳ giao dịch cuối cùng của tháng 6, cổ phiếu của hải túc có hai lần vọt lên qua mức 30 đồng cổ phiếu. Đều bị nhà đầu cơ đang vội thu lợi bán lượng lớn cổ phiếu ra ép quay về, tạo thành áp lực cực lớn cho việc cổ phiếu hải túc tăng giá trở lại. Trên tường phòng hội nghị treo một chiếc màn hình LCD cực lớn, Lưu Kỳ Tuấn đang đọc báo cáo mới nhất của cơ cấu đầu tư. Nghiêm Văn Giới hai chân gác lên cao, mắt chăm chăm nhìn màn hình. Nghiêm gia có mối quan hệ cực kỳ sâu rộng ở TTCK trong nước, nếu như phát hiện ra có kẻ nào giở trò sau lưng. Nghiêm Văn Giới sẽ bán ra bộ phận cổ phiếu bí mật mua vào để giữ giá trước đó, bộ phận này ít nhất kiếm được lợi nhuận từ 300, 400 triệu, còn thuận lợi cứu thoát hơn 1 tỷ đồng đầu tư đang mắc kẹt của Hoành Tín. Chính bởi vì không phát hiện ra có ai giở trò đằng sau cho nên hắn mới quyết đoán chấp hành phương án thứ hai, chuẩn bị phát hành cổ phiếu công khai lần nữa, vì thế hắn điều động thêm 500 triệu, không ngờ lực cản lớn như thế, tiêu hết sạch 500 triệu, giá cổ phiếu vẫn bị áp xuống dưới mức 30 đồng. Chỉ còn cách giới hạn phát hành cổ phiếu một chút nữa thôi mà không sao vượt qua được. Liệu có phải là Cẩm Hồ chơi bẩn sau lưng chúng ta không? Vương Hải Thúc thấy Nghiêm Văn Giới và Lưu Kỳ Tuấn để hút thuốc cũng lấy một điếu thuốc đặt lên môi, nói ra nghi hoặc trong lòng. Lưu Kỳ Tuấn liếc nhìn Vương Hải Thúc một cái, chẳng thèm trả lời, hắn hoàn toàn xem thường Vương Hải Thúc. Nghiêm Văn Giới gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn nói, không thể, Cẩm Hồ không có khả năng ẩn nấp kín như thế trước vành mắt chúng ta. Ngữ khí của Nghiêm Văn Giới còn làm người ta tiếp nhận được, ánh mắt của Lưu Kỳ Tuấn lại làm mặt Vương Hải Thúc hơi nóng lên, Trương Văn Tín không nói gì, hắn chuyên tâm vào nghiệp vụ cụ thể, còn đối chuyện thủ đoạn thao tác không tích cực lắm, và lại mảng đó cũng là của Lưu Kỳ Tuấn, nếu không phải hết sức cần thiết, hắn không nói chen vào. Sâu trong nội tâm Lâm Tuyết càng muốn tin Cẩm Hồ dở trò đằng sau, cô ta cũng biết Trương Khắc chẳng có thiện ý gì với phía mình, nhưng chẳng nắm được chút manh mối nào, nên không lên tiếng phụ họa Vương Hải Thúc.
Hoành Tín lần này ném 500 triệu vào, vậy là tổng cộng tung ra thị trường tới 1.1 tỷ, mặc dù sổ sách còn lợi nhuận hơn 500 triệu, nhưng nếu lúc này kiên trì rút ra, ít nhất phải mất 3% giá mới ổn định được cổ phiếu, Hoành Tín gần như bỏ hết lợi nhuận mới có thể thoát thân. Hoành Tín đã bao giờ chịu làm ăn không lãi, hơn nữa cắn rắn đem cổ phiếu Hải Thúc tăng lên thêm một chút nữa thôi là thỏa mãn được điều kiện phát hành cổ phiếu rồi, như thế có nghĩa là có thể kiếm lại gần 5 tỷ từ thị trường công khai. Mặc dù tài chính tính vào tài khoản của Hải Thúc, nhưng với hệ thống giám sát chứng khoán trong nước, Hoành Tín có cả đống thủ đoạn đưa số tiền này ra rửa sạch cho vào ví của Hoành Tín. Một mặt là mất hết công sức không thu được đồng nào, một mặt cách thành công lớn chỉ một bước chân, Lâm Tuyết hiểu rõ Nghiêm Văn Giới sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng chỉ có quyết tâm thôi chưa đủ, còn phải có chủ tính và hành động chu đáo, còn cần cả tài chính để hỗ trợ hành động, Lưu Kỳ Tuấn dự tính còn cần từ 1,5 tỷ nữa mới đủ tiền thực hiện kế hoạch. Chỉ cần số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu công khai cũng dư thừa bù đắp tổn thất của bọn chúng. Như vậy trước sau đã tống vào con thuyền Hải Túc này hơn 2.5 tỷ, vì tinh điển khắc yếu, cho nên gây áp lực lên tài chính của Hoành Tín. Về lý luận tài sản cố phần có thể thế chấp cho vay vô hạn chế, nhưng ngân hàng cũng phải có đủ tiền cho mà vay mới được. Hoành Tín 2 năm qua tăng cường đầu tư vào lĩnh vực sắt thép, đóng tàu, hạn ngạch đi vay đã lớn lắm rồi. Gần như đã ép tất cả các khoản vay ở ngân hàng có liên quan tới mức cực hạn. Như ngân hàng Tín Thông, tới 20% hạn ngạch cho vay là đổ sang Hoành Tín, Hoành Tín có thể khống chế tầng quản lý của Tín Thông, nhưng nếu vượt ngưỡng, các cổ đông khác sẽ không để yên. Mặc dù chúng tôi là đại cổ đông của Tín Thông, nhưng không thể lấy danh nghĩa Hoành Tín hay xí nghiệp trực tiếp liên quan tới Hoành Tín vay vốn, với tinh điển thì không thành vấn đề. Nghiêm Văn Giới nói thẳng thừng làm Vương Túc Hải thắc mắc. Tại sao hắn không trao đổi riêng với Lâm Tuyết chuyện này, nhất là ở trên giường càng thích hợp. Lâm Tuyết hơi nheo mắt lại, tựa hồ đang chăm chú xem sổ tay, cánh môi hồng nhuận mang đường uốn lượt gợi tình hơi cong lên, giọng như kể khổ, anh tháo xương tôi đi bán cho xong, tinh điển sao có nhiều tài sản thế chấp cho Tín Thông như thế, và lại thời gian cũng không kịp. Chương 1263, trêu ghẹo rắn độc. Chuyện này cô không cần lo, trước kia tôi đã suy tính tới tình hình này. Nên bảo Tín Thông chuẩn bị hồ sơ trước rồi, Tín Thông có thể nâng cao tài sản của địa ốc tin điển, tài chính sẽ được cấp trong vòng một tuần. Nghiêm Văn Giới bình thản nói, Hoành Tín còn có thể gom thêm 500 triệu, nhưng tôi muốn chuẩn bị thật đầy đủ, có 1.5 tỷ mới nắm chắc 10 phần, 1 tỷ này có thể gửi cho tinh điển trước. Để tôi suy nghĩ đã, Lâm Tuyết trầm ngâm, tinh điển ngưng tụ bao nhiêu tâm huyết của cô ta, không thể mạo hiểm gác vào hết trong một lần, không thể không thận trọng. Nhưng đối diện với dụ hoặc lớn như thế, tâm tư của cô ta cũng dao động. Lâm Tuyết từ trong tổng bộ Hải Túc đi ra, chui vào trong xe, không để lái xe đi theo, lái xe đi lòng vòng trong thành phố, trời đổ mưa nhỏ, xua đi cái nóng nực ngày hè, cô ta nhìn màn mưa bên ngoài, do dự không biết có nên đặt địa ốc tinh điển vào vụ này liều một vố không, cho dù bất lợi cũng không tới mức mất trắng. Đi qua đường Tĩnh Hải Thiên, Lâm Tuyết liếc thấy một chiếc Mercedes lướt qua, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Thấy Phó Tuấn gần như bám sát Trương Khác như hình với bóng ngồi trong xe, còn có cả người khác, chắc là vệ sĩ, thầm nghĩ tên nhóc kia chắc cũng quanh quẩn đâu đây. Lâm Tuyết giảm tốc độ, thấy phía trước là quán bar âm nhạc bình thường có tên là Kiến Hàm. Cô ta đã lâu lắm rồi không tới những chỗ thấp kém như thế, mặc dù chẳng biết vì sao với địa vị và tài phú như Trương Khác còn cứ thích trà trộn vào những nơi thế này, nhưng cô ta biết khả năng Trương Khác ở bên trong rất cao. Lâm Tuyết lái xe vào bãi đỗ. Đỗ xe ở bãi đỗ bên cạnh, cầm túi sách đi vào quán bar, có hai cô gái trang điểm diêm dúa lòe loẹt đứng ở bên cửa, không vào vội, có lẽ đang đợi ai đó. Lâm Tuyết nhíu mày, cô ta ghét loại con gái như thế, cùng là bán thân, vì sao không động não bán cái giá cao. Cô ta đi vào trong, ánh sáng lờ mờ, mùi cà phê thuốc lá, rượu và mùi nước hoa rẻ tiền của nữ nhân trộn vào lẫn nhau, rất là khó ngửi. Vừa bước chân vào quán bar. Thấy tuyệt đại đa số nam nhân đều không kìm được hoặc ngẩng đầu hoặc quay đều nhìn mình, Lâm Tuyết hơi hết mũi lên, trong lòng lại cực kỳ đắc ý, ánh mắt của nam nhân chính là suối nguồn tự tin của cô ta. Trương Khác đang nói chuyện với một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp mặc váy liền thân ở góc đại sảnh, Lâm Tuyết thấy y cũng ngẩng đầu lên, đang định giả bộ không quen biết gì ngồi xuống bên cạnh gọi đồ uống, hoàn toàn không ngờ tới Trương Khác giơ tay lên chào hỏi mình, hơn nữa tay trái còn xòe cả năm ngón ra vẫy vẫy. Lâm Tuyết theo bản năng giơ tay trái lên, cũng xòe năm ngón tay ra vẫy vẫy, không ngờ Trương Khác lại thay đổi dấu tay kỳ lạ, ngón cái và ngón út gập lại, chỉ đưa ra ba ngón tay. Hành động kỳ quái của Trương Khác làm Lâm Tuyết khựng lại,
hay là y đang chào hỏi người khác, mình nhầm mất rồi. Lâm Tuyết cố trấn tĩnh ngồi xuống bàn bên cạnh, chú ý vừa rồi ở xung quanh mình không có ai, không nhịn được nhìn Trương Khác, chỉ thấy miệng y nhếch lên thành nụ cười, một loại nụ cười khiến người ta rất muốn đấm thẳng vào mặt y. Này em, 500 đồng là bao cả đêm hay chỉ một lần thôi vậy? Đột nhiên có một thanh niên mặc áo sơ mi sán tới, mắt hao háo nhìn vào cổ áo Lâm Tuyết. Lâm Tuyết chớp mắt hiểu ra tên nhóc kia khốn nạn cỡ nào, vừa rồi y đột nhiên xòe tay ra giống chào hỏi mình cũng xòe tay ra, tiếp đó y gập hai ngón lại, chẳng phải khiến người ta hiểu lầm gái gọi và khách làng chơi đang mặc cả với nhau hay sao? Lâm Tuyết chỉ muốn đập Trương Khác một trận, lại nhìn tên thanh niên coi mình thành gái gọi đang nuốt nước mọt xăm soi những vị trí nhạy cảm trên người mình, bao nhiêu căm hận đều trút hết lên đầu hắn, nhưng lại không muốn mất kiểm soát trước mặt Trương Khác, tay nắm chặt mép bàn. Khẽ thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, mặt nở nụ cười điệu đà, ánh mắt phát ra vẻ mê ly nhìn thanh niên đối diện. Thấy tên thanh niên kia muốn đưa tay ra sờ tay mình, nhưng lại tỏ ra hết thiếu tự tin, Lâm Tuyết khẽ mím môi, nhẹ nhàng tay lên bàn, lấy ngón tay khẽ chạm vào móng tay thanh niên kia, giọng êm tới rợn người, anh nóng vội quá đấy, em còn chưa kịp thở lấy hơi nè, có thể mời em ly rượu trước đã được không? Rồi đưa một tay lên khẽ vuốt ngực, động tác khiến nam nhân nào cũng phải phun máu mũi. Đã thế còn tựa vô tình kéo cổ áo trễ xuống lộ ra làn mép bầu ngực trắng nõn nã, đắc ý nhìn ánh mắt ngây dại của tên thanh niên kia, cầm lấy chiếc di động hắn đặt trên bàn, thốt lên, chiếc di động đẹp quá, hẳn đắt tiền lắm phải không? Chẳng đáng giá mấy, chưa tới 1 vạn, là di động mới nhất của Ái Đạt, trong nước bán rất ít. Thanh niên kia được ngón tay Lâm Tuyết khẽ chạm vào, hơi thở đã loạn rồi, giọng bất giác lớn thêm 3 phần, đứng dậy nhìn về phía quầy bar, đây là quán bar kiểu Anh. Mua nước phải tới quầy ba trả tiền, do dự một lúc, ngại không đòi di động lại, chạy tới quầy ba mua rượu. Hắn lo Lâm Tuyết lén cầm di động của mình chuồn mất, khi phục vụ pha rượu còn xoay lưng lại dựa vào quầy ba, nhìn Lâm Tuyết đang hết sức hứng thú chơi đùa chiếc di động của mình, thi thoảng còn ngẩng đầu lên nở nụ cười với hắn, làm tâm hồn hắn chao đảo, nhận ly rượu trong tay phục vụ để sánh ra ngoài quá nửa, đợi phục vụ đổi cho hắn một ly rượu khác mới quay về bàn, thấy Lâm Tuyết đặt di động của mình trên bàn. Tay đang cầm chiếc di động tinh xảo khác nói chuyện, đợi hắn đến nơi liền cúp điện thoại. Thanh niên không nghĩ gì khác, chỉ chú ý thấy chiếc di động trong tay Lâm Tuyết rất đẹp thì nghĩ, nữ nhân xinh đẹp đúng là dễ kiếm tiền. Trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu vì đêm nay có thể đắm chìm trong mỹ sức đẹp như thế, thật là may mắn, vội đặt ly rượu lên bàn rồi ngồi xuống, sợ người trong quán ba nhìn thấy chỗ xấu của mình. Em tắt di động của anh đi rồi, anh ngồi đây tâm sự với em một lúc được không? Lâm Tuyết thỏ thẻ nói. Thanh niên kia cầm lấy di động đã tắt máy, hắn cũng sợ vợ gọi điện tới tra hỏi phá hỏng hứng chí, về rồi tùy tiện lấy cớ gì đối phó sau vậy. Ba hồn bảy vía của hắn sớm bị Lâm Tuyết hút mất một nửa rồi, và lại chân bị Lâm Tuyết lấy mũi giày cao gót cọ đi cọ lại, làm hạ thân bất giác dựng đứng lên, hắn cũng muốn chơi vui vẻ có tình thú một chút, tất nhiên không ngại bỏ thêm tiền cùng nữ nhân xinh đẹp này ngồi tâm tình trong quán bar. Lâm Tuyết nói chuyện câu được câu trăng với thanh niên đó, mắt thì như vô ý quan sát phía Trương Khác, đầu tiên là y trò chuyện với thiếu nữ váy hoa kia, về sau lại có một đám con gái chạy tới, y ngồi cùng đám con gái đó trò chuyện uống nước, thầm nghĩ có lẽ y chuyên môn tới quán ba thấp kém để dụ dỗ con gái. Đám con gái đó tướng mạo đại đa số là bình thường, chỉ duy nhất cô gái yên tĩnh ngồi bên cạnh Trương Khác đó là hết sức xinh đẹp, có khí chất thoát tục bất phàm, có vẻ gì đó cao sang kiêu ngạo cô độc như hoa mai trong tuyết. Mặc dù Lâm Tuyết hết sức tự tin vào dung mạo của mình, nhưng nhìn cô gái không nhuốm bụi trần đó cũng nghĩ một cô gái như vậy ở bên Trương Khác mới thích hợp. Thế như nhìn sang Trương Khác thì y lại ba hoa chọc mấy cô gái bình thường kia cười ngặt ngoéo, còn cô gái xinh đẹp bên cạnh lại chẳng chú ý mấy, không thể hiểu nổi tâm tư của y. Mặc dù bị Trương Khác đùa bỡn, vừa thẹn vừa giận, nhưng chẳng thể làm được gì, địa vị và quyền thế của y lúc này, cô ta hít bụi chẳng kịp, căn bản không có tư cách gì mà hận. Chương 1264, thủ đoạn của Lâm Tuyết. Lâm Tuyết lòng suy nghĩ lung tung, cũng chú ý thấy mặc dù mình ngồi phía chính diện Trương Khác, nhưng y rất ít khi nhìn mình, tựa hồ trò đùa nho nhỏ không thành công kia căn bản không để trong lòng. Lâm Tuyết thấy hơi chua chát, cảm giác bị xem thường không dễ chịu một chút nào, chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Thanh niên kia chỉ coi cô ta làm bộ thẹn thùng, thấy Lâm Tuyết mặc váy đen trễ cổ, bờ vai trần lõa lộ, da rẻ trơn bóng như ngọc. Non mịn tới mức tựa hồ chỉ cần bóp khẽ một cái là có nước chảy ra, khe vú lập lờ kia, ánh mắt mê người kia, cùng chiếc mũi thẳng cảnh môi hồng đẹp đẽ,
nếu chẳng phải nhìn thấy cô ta mặc cả với Trương khác, thật khó tưởng giai nhân khí chất mê đắm lòng người này lại đi làm cái nghề ấy. Trong lòng hắn thầm tính nếu như bao cô gái này sẽ tốn bao nhiêu tiền, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú, hoàn toàn không để ý thanh niên lúc nãy mặc cả với cô gái trước mắt đang cười đùa với một đám con gái, vậy sao có thể tới quán ba săn tình. Hắn cũng hoàn toàn không ý thức được lúc này cửa quán ba bị người ta đẩy ra, có một thiếu phụ mặc váy đi vào, ánh mắt lo lắng nhìn quanh quán ba tìm kiếm, tới khi dừng trên người mình thì thở phào. Thiếu phụ đó thấy hắn ánh mắt si mê nhìn Lâm Tuyết ngồi cùng bàn thì có chút nghi hoặc, nhưng có hai thanh niên sơ mi trắng, cắt đầu đinh đi vào thì thầm bên tai cô ta vài câu, thiếu phụ đó nhìn chằm chằm vào gáy thanh niên, sắc mặt tối sầm lại. Thiếu phụ đó vừa đi vào quán ba là Trương Khác đã chú ý rồi, y nhìn sang Lâm Tuyết, thấy cô ta đang nhìn thiếu phụ kia với ánh mắt quỷ dị, miệng cười nhạt làm người ta rợn người, đoán ngay được thiếu phụ kia tới đây tìm chồng. Nam nữ đang uống rượu trong quán ba cũng nhìn ra cửa, có mỗi thanh niên kia hồn vía bị Lâm Tuyết bắt mất là không hề nhận ra sự khác thường trong quán ba. Trương Khác khẽ huých vai Trần Phi Dung, bảo cô nhìn sang bên đó, Trần Phi Dung mặt ửng đỏ, mắng y, bạn trêu cô ta, làm người khác nhìn mình cứ quay quái. Cả hai đều chẳng phải thứ tốt đẹp, mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy. Trương Khác trêu ghẹo Lâm Tuyết, làm khách trong quán ba hiểu lầm cô ta là gái gọi. Trần Phi Dung ngồi bên cạnh Trương Khác tất nhiên cũng khiến người khác suy nghĩ lung tung, thi thoảng có ánh mắt dâm dục liếc sang, làm cả buổi cô ngồi im thít bên cạnh Trương Khác, còn phải cúi đầu tránh những ánh mắt đáng ghét kia. Nhưng những chuyện này không tiện nói với đám bạn cùng ký túc xá, lúc này lại nhìn vẻ mặt của thiếu phụ mới vào, đoán ra được Lâm Tuyết giở thủ đoạn gì, ghé vào tai Trương Khác rủ rỉ hơn mắng, vẻ mặt ám muội khiến đám bạn học càng hiểu lầm. Đám con gái cùng nhau nhau mỗi người một câu, nép bên người ta như con chim non cả tối rồi, giờ lại thì thầm thầm, có phải muốn đuổi chúng tôi đi sớm một chút, để hai người tiếp tục tình trạng ý thiếp với nhau không? Trong 4 năm qua, Trương Khác tiếp xúc với các cô bạn cùng ký túc xá của Trần Phi Dung không ít, bọn họ sắp rời trường, có người thậm chí sẽ rời kiến nghiệp, cho nên làm chủ mời các cô tới tụ họp một lần. Những cô gái này chẳng biết nghe được từ đâu quán ba âm nhạc này rất đặc sắc, liền chọn nơi này làm nơi tụ họp lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Cút! Mình và bạn ấy có gì để tình chàng ý thiếp chứ, bọn mình đã quen nhau 6 năm, nếu có chuyện gì cần xảy ra đã xảy ra hết rồi. Trần Phi Dung thường bị các cô bạn gán ghép với Trương Khác, nên từ lâu đã có sức miễn dịch, hơn nữa mấy cô bạn này cũng quen cả Đường Thanh, cho nên có thể tự nhiên đùa, tới hiện giờ chuyện gì không xảy ra là sẽ không xảy ra nữa. Rồi huých vai Trương Khác, đúng không? Đúng, đúng, Trương Khác vẫn đang chú ý phía bên Lâm Tuyết, gật đầu phụ họa. Cho dù mình có mưu đồ đó cũng sợ Đường Thanh cầm dao chém mình. Trần Phi Dung lườm Trương Khác một cái, ý tứ là nếu thực sự như vậy y đã sớm bị chém cho 9-10 phát rồi. Trước kia Trần Phi Dung luôn do dự có nên làm trợ lý cho Trương Khác không, chỉ sợ tiếp xúc càng mật thiết với y, rồi sẽ đến lúc cả hai không kiềm chế được dính vào quan hệ nam nữ hỗn loạn, lúc đó nhìn Trương Khác thân mật với nữ nhân khác, mình sẽ phải làm sao mới được? Phải đối diện với Đường Thanh như thế nào? Nút thắt này cho tới tận bây giờ vẫn chưa được cởi bỏ, chỉ là không thể tưởng tượng được nếu rời Trương Khác, cuộc sống sau này sẽ ra sao, cô quá quen với việc ở cùng Trương Khác rồi, cứ thế do dự mãi, bị động để mọi chuyện diễn ra, tới khi chuyện thành trợ lý cho Trương Khác trở thành kết cục không thay đổi được. Cô tự an ủi mình không có lựa chọn nào khác, đành đi bước nào hay bước nấy thôi. Trương Khác cười lấp liếm, nếu nói y không có mưu đồ gì với Trần Phi Dung thì tới chính bản thân y cũng không tin. Có điều khao khát chiếm hữu cơ thể cô thực sự không lớn lắm, cảm giác được ở gần nhau càng mỹ diệu hơn, như tối nay, Trần Phi Dung ngồi bên cạnh gần như chẳng ngồi bên cạnh, thế là đủ rồi, tạm thời là thế. Nhìn sang phía Lâm Tuyết, thấy cô ta còn cởi giày ra, dùng mũi chân đi tất lụa, cọ vào chân hắn, dùng đôi mắt đẹp như hoa đào bắt mất hồn hắn, thanh niên kia không kìm nén nổi, nhích giới gần Lâm Tuyết, nắm tay cô ta. Thiếu phụ ở cửa quán ba không xem tiếp được nữa, gần như nhào bổ tới. Tóm lấy cổ áo thanh niên, giật mạnh ra sau, lớn tiếng quát, anh đang làm cái gì? Thanh niên kia không kịp đề phòng, cả người ngã ra sau, ngã vật ra đất, đang định lên tiếng chửi bới, đợi nhìn rõ mặt thiếu phụ kia, mặt tức thì tái mét, tiểu hà. Chống tay xuống đất bò dậy, cuống quýt giải thích, tiểu hà, em đừng hiểu lầm, cô ấy là khách hàng của anh, đây là công việc. Hắn còn chưa ý thức được lúc mình bò dậy, hạ thân vẫn dựng lên cái lều lớn. Bại lộ tâm tư vừa rồi của hắn. Bốp, thiếu phụ kia nổi đóa tát một phát, mọi ánh mắt trong đại sảnh đổ dồn tới, làm cô ta phẫn nộ át đi lý trí,
cảm thấy sự nhục nhã chưa từng có trong đời, muốn khóc không ra nước mắt. Thanh niên kia cũng ý thức được mình lộ mặt xấu rồi, mặc cho hắn thường ngày mồm mép ra sao cũng không thể giải thích nổi. Lâm Tuyết đứng dậy cầm di động trên bàn, đi tới trước mắt thanh niên, đưa tay khẽ vuốt má hắn, cười duyên dáng, anh giải quyết xong việc nhà rồi gọi điện cho em nhé. Rồi tha thướt lắc mông bỏ đi. Thanh niên kia tới lùng này cũng chưa ý thức được tất cả do nữ nhân quyến rũ kia đặt bẫy, bị ngón tay mịn màng nhỏ nhắn kia lướt qua, còn cảm thấy siêu hồn lạc phách, cái má nóng rát vì bị vợ mới cưới tát cho tức thì đỡ đau hơn rất nhiều, ngây ra như phỗng, đến khi Lâm Tuyết ra ngoài quán ba mới nhớ mình không có số điện thoại của cô ta. Thanh niên đầu đinh theo vợ hắn vào quán ba lúc này theo Lâm Tuyết rời đi. Thiếu phụ thấy chồng chẳng an ủi mình, chẳng giải thích, ánh mắt còn dõi theo bóng lưng nữ nhân kia, tà khí bốc lên trong lòng, rít lớn, nhận được điện thoại của anh, rồi đột nhiên tắt máy, nghe có người nói anh xảy ra chuyện, vội vã tới đây, anh lại ở con hồ ly tinh đó. Như phát điên cào mặt chồng, này thì cho anh mê con hồ ly tinh. Thanh niên kia né sang bên, va vào bàn cạnh đó. Hai người khách bàn đó tránh không kịp, rượu nước đổ hết lên người, ly cốc rơi xuống đất vỡ loảng xỏng, những khách ở gần thấy cảnh đó vội cầm lấy rượu của mình tránh đi, sợ bị tai bay vạ gió. Lâm Tuyết quay người lại, nhìn cảnh tượng do chính tay cô ta đạo diễn, nở một nụ cười duyên dáng, mặc dù dung mạo cô ta tuyệt đẹp, nhưng càng làm người ta sởn gai ốc, có điều mọi người đều nghĩ hắn ta đáng đời. Trước khi đi Lâm Tuyết còn liếc mắt nhìn Trương Khác một cái. Chương 1265 bất ngờ có thai. Trong quán ba náo loạn, mấy nhân viên công tác quán ba tới giữ lấy thiếu phụ nổi điên kia, mời cả cô ta lẫn chồng ra ngoài, tránh làm ảnh hưởng tới những người khách khác. Động tĩnh phía quán ba, đặc biệt là sự xuất hiện của Lâm Tuyết và vệ sĩ của cô ta trước quán ba làm kinh động tới Phó Tuấn và các vệ khác đợi bên ngoài, vội vàng chạy tới. Trương Khác vẫy tay gọi Phó Tuấn, giải thích qua chuyện vừa rồi. Đại khái là Lâm Tuyết coi hắn ta thành chỗ xả giận. Lấy di động của hắn gọi cho người nhà rồi cúp máy thình lình, rồi lấy di động của cô ta báo tin, dẫn dụ vợ thanh niên đó vội vàng tới đây, rồi xảy ra chuyện này. Anh đi giải thích với phía quán bar, đừng làm khó cô vợ kia. Đều tại đám người như bạn thế giới mới phức tạp như thế. Trần Phi Dung hạ thấp giọng nói với Trương Khác, nếu bạn không cố tình trêu ghẹo Lâm Tuyết đã không xảy ra chuyện này. Mấy cô bạn không biết trước khi họ tới đã xảy ra chuyện gì, muôn miệng một lời. Loại nam nhân đó bị thế là đáng đợi, rõ ràng có vợ trong nhà còn ra ngoài ba lăng nhăng. Trần Phi Dung lườm Trương Khác, trong ánh mắt đó chứa mấy phần hờn oán, làm cô muôn phần quyến rũ, Trương Khác cười ngược, không nói thêm gì nữa, một vài chuyện không phải y tự cho mình làm kín như bưng là có thể giấu được tâm tư mẫn cảm của các cô gái. Lâm Tuyết ra ngoài bảo thủ hạ đi trước, cô ta vào xe, xoay vô lăng lái xe đi qua quán ba âm nhạc, nhìn tấm biển quán ba đèn neon xanh đỏ nhấp nháy. Môi hơi cong lên, nhìn không ra vui buồn. Trong lòng Lâm Tuyết cũng chẳng hề có khoái cảm gì đặc biệt, mặc dù chút giận được lên thanh niên kia, cũng chỉ là giận lây thôi, có can hệ gì tới Trương Khác đâu. Trong mắt y, mình từ đầu tới cuối chỉ là một nhân vật nhỏ cho y đùa bỡn mà thôi, mối hận này không sao nuốt trôi được. Tin, Lâm Tuyết dồn căm hận lên cái còi xe, đạp ga phóng vọt về Nam Thúy Viên, cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Văn Giới. Tôi sẽ lập tức thông báo cho người phụ trách tài vụ của Tinh Điển tới Tín Thông thế chấp vay tiền. Nghiêm Văn Giới đang bàn việc với Lưu Kỳ Tuấn, Trương Văn Tín ở biệt thự, nhận được điện thoại của Lâm Tuyết đều hết sức bất ngờ. Nghiêm Văn Giới vốn tưởng rất khó thuyết phục được Lâm Tuyết, dù cho hắn có nói khoác phung trời, nhưng trong vụ này vẫn tồn tại nguy hiểm thất bại, vận mệnh Tinh Điển sẽ hoàn toàn gắn liền với lần phát hành cổ phiếu công khai này của Hải Túc, nếu thất bại, Tinh Điển không lấy đâu ra tiền trả ngân hàng nữa, sẽ hết sức nguy ngập. Lâm Tuyết tuy không tinh thông nghiệp vụ tài chính, nhưng tuyệt đối không phải là nữ nhân dễ lừa gạt. Lâm Tuyết đúng là nữ nhân rất có dã tâm. Nghiêm Văn Giới đặt điện thoại xuống nói, có dã tâm tất nhiên dám mạo hiểm, chỉ cần lần này chúng ta thành công, có thể phục chế ở rất nhiều lĩnh vực khác, lúc đó Hoành Tín không lo thiếu tài chính phát triển nữa. Trần Phi Dung sau khi tốt nghiệp muốn về Hải Châu một thời gian mới chính thức đi làm, Trương Khác cũng hẹn Đường Thanh tháng 7 về Hải Châu nghỉ ngơi. Buổi tối mời các cô bạn trong ký túc xá của Trần Phi Dung tới quán ba tụ họp là đêm cuối cùng ở kiến nghiệp trong kế hoạch, đợi sáng hôm sau cùng Đường Thanh tới rồi cùng về Hải Châu. Ở quán ba tình cờ gặp Lâm Tuyết, Trương Khác ra tay khiêu khích là muốn có khả năng thúc đẩy chuyện phát triển theo hướng y mong muốn. Sau khi Lâm Tuyết đi, Trương Khác cùng Trần Phi Dung ở lại quán ba âm nhạc cùng các cô bạn một lúc nữa, tới khi sắp đi thì nhận được điện thoại của Tôn Tĩnh Mông. Chị em có mang rồi.
Hả, anh đảm bảo không liên quan gì tới anh hết, không phải con anh đâu. Trương Khác vừa há miệng ra đã nói đùa theo thói quen, tiếp đó óc khựng lại, ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, miệng há ra hồi lâu không nói được câu nào. Anh muốn ăn đòn à? Tôn Tĩnh mông mắng một câu, tìm anh bàn chuyện, anh mà còn nói năng linh tinh, em không để ý tới anh nữa. Anh Diệp đã biết chưa? Trương Khác không dám đùa nữa hỏi. Chị em thường ngày rất chấn định, lúc này đã cuống cả lên rồi, nếu chẳng phải em thấy chị ấy lúc ăn cơm nôn tới hai lần nên sinh nghi thì chị ấy cũng chẳng nói với em. Hiện giờ chị em và Hứa Duy biết, chị em không muốn nói cho anh Kiến Bân biết, thai đã 3 tháng rồi, chính là do lần chị ấy và anh Kiến Bân ở Bắc Kinh nửa tháng gây chuyện, em nghĩ nên nói với anh một tiếng. Hứa Duy hiện giờ làm trợ lý của Tôn Tĩnh Hương, tất nhiên chuyện Tôn Tĩnh Hương có mang không thể giấu cô được, không ngờ cô giúp Tôn Tĩnh Hương che giấu mọi người. Trương Khác gãi đầu gãi tai, chuyện này khó giải quyết đây. Anh nói xem phải làm thế nào? Tôn Tĩnh Mông lo lắng hỏi. Thế này đi, ngày mốt anh Kiếm cứ đón anh Diệp sang Singapore, em giữ chị em ở lại đó, tới khi ấy chúng ta tùy cơ ứng biến. Liệu có lộ quá không? Nếu chị em mà biết em tiết lộ bí mật thì em thảm mất. Tôn Tĩnh Mông giọng rất tội nghiệp. Trương Khác trấn an, yên tâm, anh sẽ kiếm được cớ hợp lý sang đó mà. À, chị em gọi em rồi. Em không nói chuyện với anh nữa, em ở Singapore đợi mọi người tới, nếu anh không giúp em giải quyết vấn đề này thì cứ cẩn thận đấy. Trương Khác nghe giọng điệu uy hiếp của Tôn Tĩnh Mông, có thể tưởng tượng ra điệu bộ nhe nanh múa vuốt của cô, còn định trêu vài câu thì Tôn Tĩnh Mông đã cúp điện thoại. Thấy Trần Phi Dung nghi hoặc nhìn mình, Trương Khác giải thích, bên phía Singapore xảy ra chút chuyện, mình phải qua đó một chuyến. Nếu đã xảy ra chuyện, vì sao còn phải kiếm cớ để xảy ra đó? Trần Phi Dung càng nghi ngờ, cô biết là điện thoại của Tôn Tĩnh Mông, nhưng nghe Trương Khác nói thì không đoán ra được phía Singapore xảy ra chuyện gì, cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, lại nói thêm, mình giúp bạn liên hệ chuyện đi Singapore, ngày mai mình đợi Tiểu Thanh qua rồi về Hải Châu. Trương Khác sờ mũi, chuyện này chẳng có gì để giấu, có điều nói với Trần Phi Dung, cảm giác giống như chính mình làm chuyện trái lòng vậy, chị Tĩnh Hương có mang rồi, bạn và Tiểu Thanh cùng mình sang Singapore đi. Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di kết hôn nhiều năm không có con, Diệp lão gia tử thường ngày nhẫn nại không nói gì, nhưng đến khi Diệp Tiểu Đồng sinh được con trai thì ông hưng phấn quá độ nói mình là ông già truyền thống, cực kỳ coi trọng chuyện nối dõi tổ tông. Diệp Kiến Bân là cháu trai trưởng đời ba, năng lực và địa vị cực cao, tất nhiên được gửi gắm kỳ vọng lớn, hắn mãi không có con, là tâm bệnh của Diệp gia. Tôn Tĩnh Hương bao năm qua đi theo Diệp Kiến Bân, Diệp gia không phải là mù cả, Đinh Văn Di không sinh nở đã đành. Tôn Tĩnh Hương cũng không có động tĩnh gì, mọi người đều nghi vấn đề ở Diệp Kiến Bân, có điều với địa vị của Ron, không ai trực tiếp bàn luận với hắn chủ đề này. Nếu Đinh Văn Di có con, thì Tôn Tĩnh Hương mang thai có thể xử lý nhẹ nhàng, giờ thì đau đầu rồi, quan trọng là Tôn Tĩnh Hương không muốn người khác biết, còn phía Tôn Thượng Nghĩa phải giải thích ra sao. Lúc này chỉ đành kéo Diệp Kiến Bân sang Singapore trước rồi tính sau. Về Trung Chư Thanh Niên, Trương Khác gọi điện cho Đường Thanh. Y không nói rõ chuyện qua điện thoại, chỉ nói, đột nhiên có chuyện phải đi Singapore, mai mình và Phi Dung bay sang Hong Kong, sau đó ba chúng ta tới Singapore, thuận tiện ở đó chơi vài ngày. Tiếp đó gọi điện cho Diệp Kiến Bân, Trương Khác thấy diễn kịch phải diễn cho trọng, và lại phải chiếu cố cảm thụ của Tôn Tĩnh Hương, càng không thể nói với hắn, hợp đồng mua sắt thép đại chúng sắp ký rồi, tôi muốn sang Singapore xem lần cuối. Chương 1266, Phanh Phui. Nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng Singapore tuy sản lượng 2 triệu tấn, nhưng có 16 nhà máy luyện thép phân tán ở khắp Đông Nam Á, thậm chí ở Ấn Độ cũng có, do nghiệp vụ của sắt thép đại chúng quá phân tán, nên qua cơn bão tài chính châu Á tới giờ vẫn chưa hồi phục, mấy năm qua luôn là gánh nặng lớn của tập đoàn đại chúng, Sematech đứng sau khống chế đại chúng luôn muốn buông nghiệp vụ này. Cẩm Hồ muốn mở rộng quy mô, trực tiếp khống chế sản lượng sắt thép, cách đỡ tốn sức nhất là mua lại. Có lẽ sắt thép đại chúng không phải là phương án lý tưởng nhất, trong làn sóng tư hữu hóa, rất nhiều xí nghiệp sắt thép trong nước đợi được mua, nhưng mua sắt thép đại chúng sẽ giúp Cẩm Hồ trực tiếp vươn tới thị trường Đông Nam Á. Mặt khác kỹ thuật chế luyện của sắt thép đại chúng cũng hơn trong nước, có một số loại thép đặc chủng, có thể lấp khoảng trống kỹ thuật trong nước. Thương vụ Cẩm Hồ cùng tập đoàn đại chúng và Sematech tiếp xúc nhiều lần, đàm phán tổng cộng nửa năm, chỉ cần một số chi tiết nhỏ được định đoạt là ký hợp đồng. Trương Khác trước đó không tham dự đàm phán, giờ lại đột nhiên đề xuất tới Singapore, làm Diệp Kiến Bân không khỏi nghĩ sang vấn đề khác, có chuyện gì chúng ta trước kia không để ý à?
không có gì, kiếm cớ đi chơi thôi, chị Tôn cũng bên đó mà. Trương Khắc nói rất hời hợt nhưng Diệp Kiến Bân không nghĩ vậy vì trong thời gian gần Trương Khắc căn bản không có kế hoạch đi Singapore. Khi máy bay tới sân bay bay quốc tế Hong Kong, ngoại trừ Diệp Kiến Bân, Đường Thanh cùng tổ đàm phán của Tương Vi, Tôn Thượng Nghĩa cũng tới, chuẩn bị sang Singapore cùng, ông nghĩ thực sự cho là Trương Khắc phát hiện ra vấn đề mà họ không chú ý tới nên mới đột xuất đề nghị tới Singapore một chuyến. Trương Khắc nhìn thấy Tôn Thượng Nghĩa thì hơi lại chạy khắp từ chân tới đầu, nếu để ông cùng đi Singapore chẳng biết chuyện diễn biến ra sao, có khi tới mức không thể vãn hồi. Cháu muốn cho Sematech thành chim sợ cành cong, không muốn làm mọi người sợ. Đầu óc Trương Khắc vận chuyển mau lẹ, nghĩ cách đánh tan ý định của Tôn Thượng Nghĩa, đừng thấy chỉ số Nasdaq đang phục hồi mạnh mẽ, các cơ cấu đầu tư có nghiên cứu hướng đi của kinh tế toàn cầu đều hiểu sự phục hồi này không thể lâu dài, một khi nó quay đầu lại, sẽ tạo thành sự phá hoại còn lớn hơn nữa. Điện tử và sắt thép là hai nghiệp vụ lớn của đại chúng, có lẽ hiện Sematech đang muốn tổ chức lại nghiệp vụ điện tử, nên mới muốn bán nghiệp vụ sắt thép đi. Với thế cục hiện nay, Sematech càng sốt ruột hơn chúng ta. Rồi xua tay nói, dù sao cháu rảnh rỗi, tới Singapore chơi một vòng, xem có thể ép thêm chút mỡ nào từ Sematech không, chẳng cần thế trận quá lớn. Nếu không thế này, anh Diệp cùng cháu đi một chuyến, những người khác ở lại Hong Kong. Không phải đàm phán phát hiện ra vấn đề à? Diệp Kiến Bân cau mày, cậu cứ nói kiểu một nửa giấu một nửa, hại bên này chúng tôi hai ngày một đêm không ngủ ngon, tốn gần 40 tiếng xem hết lại tài liệu. Tạm thời còn chưa phát hiện ra vấn đề gì, mọi người cẩn thận chút cũng nên mà. Trương Khắc cười nói, rồi để Tôn Thượng Nghĩa, Tương Vi lại, cùng Diệp Kiến Bân, Đường Thanh và các trợ thủ sang Hong Kong. Tới Singapore, trên đường rời sân bay, Tôn Tĩnh Mông, Đường Thanh, Trần Phi Dung ngồi cùng một chiếc xe, Trương Khắc và Diệp Kiến Bân cùng một xe, đi về khách sạn. Thực sự không có chuyện gì chứ? Diệp Kiến Bân tới giờ vẫn hoài nghi động cơ Trương Khắc đột nhiên muốn tới Singapore, nhưng y kín miệng không nói một lời, trong hành trình mấy tiếng ngắn ngủi, cũng chỉ thảo luận chuyện phát triển của thương vụ Cẩm Hồ. Nhưng đến Singapore, thấy y và Tôn Tĩnh Mông trao đổi ánh mắt với nhau rất quái dị, Diệp Kiến Bân lờ mờ nhận ra vụ mua lại sắt thép đại chúng chỉ là cái cớ Trương Khắc tới Singapore. Có chuyện, là chút chuyện riêng. Trương Khắc ớm ở đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này Singapore mát hơn trong nước nhiều. Lúc rời sân bay thì trời đổ mưa, giọt mưa ào ào đổ xuống mặt đường nóng rực, ngoài cửa sổ mù mịt hơi nước. Có chuyện riêng gì mà kéo tôi theo? Diệp Kiến Bân không khỏi lấy làm lạ, Trương Khắc đưa cả Đường Thanh và mỹ nhân thư ký theo thì làm gì có thể xử lý chuyện riêng không cho người ngoài biết. Đợi mai hãng nói, Trương Khắc cười thần bí. Chị Tĩnh Hương không có thời gian tới đón chúng ta, không biết buổi tối có cùng chúng ta ăn cơm được không? Chắc là không có vấn đề gì, cô ấy tới Singapore là để nghỉ mà, chỉ là hôm nay đúng lúc có chút chuyện không thoát thân được thôi, tôi hẳn là có thời gian. Diệp Kiến Bân không suy nghĩ gì nói, trước khi lên máy bay, hắn có gọi điện cho Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc cố gắng không để nụ cười trong lòng lộ ra ngoài, nghĩ tối nay Tôn Tĩnh Hương lộ diện được thì tốt rồi. Bọn họ ở khách sạn Sangri. Là gần căn hộ của Tôn Tĩnh Mông, Trương Khắc đặt một gian phòng xa hoa có 3 phòng ngủ, đợi phục vụ đặt hành lý xuống rời đi, Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung vào phòng ngủ, Đường Thanh liền ngồi xuống bên cạnh Trương Khắc, khoác tay y nói, nếu sớm biết vì việc này, mình và Phi Dung ở lại Hong Kong cho rồi. Chắc ở trên xe Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung đã nói cho cô nàng biết mục đích chuyến đi, biết cô muốn né tránh chuyện này, Trương Khắc ôm Đường Thanh vào lòng, ôn nhu nói, Singapore quanh năm là mùa hè. Nhưng lúc này lại mát mẻ hơn Hong Kong nhiều, chúng ta cứ coi như đi nghỉ mát là được. Đường Thanh ôm Trương Khắc chặt hơn không nói gì cả, chẳng biết lại suy nghĩ gì rồi. Tôn Tĩnh Mông từ phòng ngủ đi ra nói, chị tôi và chị Hứa Duy một lúc nữa mới tới, chúng ta tới quán ba tầng dưới ngồi chút nhé. Quán ba rất ít người, nhưng nối liền với đại sảnh khách sạn cho nên hơi ồn ào, rất sáng, đầy mùi rượu và cà phê, phục vụ có vẻ uể oải đứng sau quầy ba. Trương Khắc và đám Diệp Kiến Bân tùy tiện gọi cà phê uống, tới khi bóng tối dần phủ xuống, nhìn qua cửa kính thấy Tôn Tĩnh Hương mặc váy đen cùng Hứa Duy đi vào. Sao đột nhiên lại tới thế? Tôn Tĩnh Hương tuy không thể tính là tuyệt mỹ, nhưng khí chất cao nhã thủy mị chẳng hề thua kém ai, cô đi tới đặt túi sách lên bàn, ngồi xuống bên Diệp Kiến Bân. Vẫn là vì chuyện mua nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng. Trương Khắc tiếp tục lấy chủ đề đó làm cái cớ. Tôn Tĩnh Hương không nghi ngờ gì. Nếu không gặp ở Singapore, tôi còn định tới kiến nghiệp tìm cậu đấy, hiện trong nước thành lập trung tâm chế tác phim cấp cao,
đầu tư còn lớn hơn tưởng tượng. Ngồi máy bay cả ngày rồi, mệt chết đi, tôi chẳng muốn bàn công việc nữa. Trương Khắc vặn lưng, kín đáo liếc nhìn bụng Tôn Tĩnh Hương, mới mang thai 3 tháng, mặc váy cũng không lộ ra chút nào, chúng ta kiếm chỗ nào đánh chén một bữa ngon lành đã. Rồi quay sang nói với Tôn Tĩnh Mông, nghe nói quán ăn người Hoa ở Singapore làm món thịt đông pha rất xuất sắc, tôi muốn ăn thịt đông pha, nghĩ mà xem, chất một đống thịt béo ngậy mỡ màng lên đĩa, dùng đũa hoặc đưa lên miệng cắn phập một cái, mỡ vàng rượm phọt ra, nếu không buộc khăn ăn ở cổ, mỡ sẽ nhỏ dòng dòng xuống cổ. Quẹ, Tôn Tĩnh Hương che miệng nôn khan, vội vàng đứng dậy bảo Diệp Kiến Bân cùng đi tới phòng vệ sinh. Bạn toàn chọn từ buồn nôn để hình dung, Đường Thanh lườm Trương Khác, đừng nói chị Tôn, đến mình nghe cũng buồn nôn, thứ mỡ như thế thì ai mà ăn nổi. Hôm nay mọi người phải vờ như không biết gì đấy, nếu không chị tôi sẽ làm thịt tôi mất. Tôn Tĩnh Mông dáng vẻ rất đáng thương. Thấy Hứa Duy mặt tình như không, Trương Khác nhếch môi cười xấu xa, tôi tới Singapore là để phụ trách bóc trần việc này, còn sau đó xử lý ra sao thì không phải chuyện thuộc phạm vi năng lực của tôi rồi. Chương 1267, dứt điểm nhanh gọn 1. Sao anh vô trách nhiệm thế? Gọi anh qua đây không phải để anh bóc trần ra rồi bỏ mặc. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt lên nhìn y, chị tôi theo anh Kiến Bân bao năm, nhưng không muốn mang tiếng xấu phá hoại hôn nhân của người khác, cũng không muốn thành công cụ nối dõi tông đường cho Diệp gia, còn phía cha tôi nữa, phải làm sao đây? Đúng thế, bạn có kinh nghiệm phong phú, thế nào cũng phải nghĩ ra một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ. Đường Thanh hùa theo. Trương Khác chỉ thấy như có gió lạnh thổi vù vù sau lưng, có cho y 10 lá gan cũng chẳng dám thể hiện mình kinh nghiệm phong phú trước mặt Đường Thanh, lại thêm Hứa Duy đưa mắt nhìn, làm da gà da cóc của y nổi hết lên. Một lúc sau Diệp Kiến Bân đỡ Tôn Tĩnh Hương đi ra, vừa đi vừa quan tâm hỏi, cảm thấy người không thoải mái, sao em không bỏ công việc qua, nghỉ ngơi cho khỏe. Dặn Hứa Duy, chị Tôn em cứ làm việc là quên hết mọi sự, em phải giúp anh ngăn cản, nhìn này so với lần trước gầy sọp đi rồi. Không sao, công việc vất vả thì bổ sung dinh dưỡng là được, hôm nay phải tìm quán ăn có thịt đông pha làm một bữa rồi, mỗi người ăn 2 đĩa thịt ú ụ là có sức ngay. Trương Khắc tiếp tục trò của mình. Khỏi tới Tôn Tĩnh Hương, cả Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông bị y nói cho lợm giọng, các cô gái vốn sợ các món ăn mỡ màng, nghe Trương Khắc lần nữa miêu tả sống động, Tôn Tĩnh Hương lại buồn nôn, Đường Thanh và Tôn Tĩnh Mông cùng lên tiếng, đừng nói nữa, hôm nay không ai được ăn thịt đông pha. Quẹ, Tôn Tĩnh Hương vừa rồi mới nôn một trận ở phòng vệ sinh, lần này chỉ nôn khan, tay bịt chặt miệng, cố áp cơn buồn nôn xuống, cau mày lại dùng ánh mắt ngăn cản Trương Khác tiếp tục chủ đề ghê tởm này. Đường Thanh giẫm chân Trương Khác một cái, ghé vào tai y rít lên, còn nói nữa mình sẽ nôn lên người bạn đấy. Trương Khác nhìn dáng vẻ khổ sở của Tôn Tĩnh Hương, nói, chị thấy người không khỏe thì lên phòng nghỉ trước đi, còn chưa tới giờ cơm mà. Tôn Tĩnh Hương gật đầu, bảo Diệp Kiến Bân dìu mình lên phòng, túi sách đưa cho Hứa Duy cầm, đi thang máy lên tầng thượng, lúc sắp vào phòng thì đột nhiên Trương Khác nói, phải rồi, nói tới chuyện trung tâm chế tác điện ảnh, tôi nhớ ra một cảnh kinh điển, nữ diễn viên nào che miệng làm động tác buồn nôn trên bàn ăn, người xem sẽ liên hệ ngay tới có mang, thủ pháp này gọi là gì nhỉ? Chị Tĩnh Hương hôm nay diễn giống y hệt. Tĩnh Mông, Tôn Tĩnh Hương quay lại quát em gái. Tôn Tĩnh Mông giơ hai tay lên nói vội, em không biết gì hết. Em không nói gì hết. Rồi chạy như bay vào phòng Trương Khác. Diệp Kiến Bân mặt thuẫn ra như con chim cánh cụt ngốc nghếch. Trương Khác đã hoàn thành nhiệm vụ, không quan tâm tới xử lý hậu quả, đẩy Đường Thanh và Trần Phi Dung trốn vào phòng, để lại không gian cho hai người bọn họ. Sự việc phát triển thế nào, phải xem quyết định của họ, người ngoài không thể quyết định thay. Đám Trương Khác ngồi cả ở phòng khách, nói chuyện rất ít, mọi người đều hiểu chuyện rất khó giải quyết. Nói ra Tôn Tĩnh Hương không muốn vào Diệp gia làm đại thiếu phu nhân. Tôn Thượng Nghĩa không thể không phát hiện ra chuyện giữa con gái và Diệp Kiến Bân, trước kia còn có thể giả ngốc bỏ qua, nhưng sau khi thành ông ngoại làm sao mà giả ngốc được nữa. Có lẽ Tôn Thượng Nghĩa muốn giữ lại giống cho Tôn gia, để đứa bé mang họ Tôn cũng chưa biết chừng. Nhưng Diệp lão gia tử biết Tôn Tĩnh Hương giọt máu nhà họ Diệp làm sao ngồi yên được, nhìn chuyện con trai Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn mang họ Diệp là đủ thấy Diệp lão gia tử muốn có đứa cháu nối dõi thế nào. Bọn họ cứ ngồi như thế một lúc thì Diệp Kiến Bân dìu Tôn Tĩnh Mông vào. Tôi đã hoài nghi sao mọi người đột nhiên kéo tới Singapore mà. Tôn Tĩnh Hương ngồi xuống bên cạnh em gái, đưa tay béo má Tôn Tĩnh Mông, đúng là không nên tin em. Chỉnh trang lại mái tóc, mắt hơi nheo lại, nói,
xử lý chuyện này ra sao thì tôi đã có chủ ý rồi, Kiến Bân cũng tôn trọng ý kiến của tôi, công việc khả năng không chiếu cố chu toàn được nữa, dù sao cũng có thể để Tĩnh Mông sớm ra xã hội giúp tôi, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Kiến Bân vui sướng tới mụ mị đầu óc rồi, Tôn Tĩnh Hương ngồi xuống còn cẩn thận đứng sau lưng cô canh chừng, như sợ cái ghế thình lình đổ sụp xuống vậy. Trương Khắc khinh bỉ hắn, biết hắn sẽ dung túng Tôn Tĩnh Hương, chỉ đành làm kẻ ác lần nữa, lần trước tới Kiến Nghiệp nói chuyện với Diệp Lão, cụ còn nói đây luôn là tâm bệnh của mình, không biết đến khi chết có được nhắm mắt hay không. Đêm Singapore, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng dương cầm ưu nhã, làm cảnh đêm tĩnh mịch thêm chút mê ly say đắm, Tôn Tĩnh Mông trở về chung cư của mình rồi, Đường Thanh và Trần Phi Dung uống không ít rượu, mặt đỏ như hoa đào, mắt long lanh như sắc hồ mùa thu. Ngồi ở phòng khách uống cà phê xong, Trần Phi Dung ý tứ về phòng ngủ trước, Trương Khắc ôm Đường Thanh vào lòng, khẽ hỏi, sao uống nhiều rượu thế? Mình vui, Đường Thanh giọng mang chút men say, môi mím lại, chăm chú nhìn Trương Khắc, đôi mắt trong sáng mê người ấy tựa hồ phản chiếu suy nghĩ trong lòng Trương Khắc, đưa tay ôm má y, hôn lên môi một cái, nói ngọt lịm, mình yêu bạn biết nhường nào. Rồi ôm lấy cổ y, bàn tay nhỏ nhắm vuốt ve cá cằm râu ria ram ráp. Một khung cảnh ôn nhu, cứ như sự tầm tĩnh dưới đáy hồ. Trương Khắc đặt Đường Thanh ngồi lên đùi mình, mũi cọ vào gò má trơn như ngọc của cô, hôn phớt lên đó, nói nhỏ, chúng ta về phòng đi. Bế mình, Đường Thanh ôm lấy cổ y không chịu xuống. Trương Khắc bế cơ thể mềm mại nhẹ nhàng của cô vào trong phòng ngủ, hai người ôm nhau trên chiếc giường rộng, lăn lộn, hôn hít, vuốt ve, thở dốc, chẳng mấy chốc ngọc thể mê người mang trắng non nà, làm người ta mê muội xuất hiện. Đường Thanh nhắm mắt rên rỉ, hai tay cũng nhiệt tình khám phá ra thịt chắc khỏe của Trương Khắc, vị trí mẫn cảm trên người bị Trương Khắc mơn trớn khiến làn da như nhuộm một lớp phấn hồng. Trương Khắc cũng phát ra những hơi thở nặng nhọc, tiếng rên rỉ của Đường Thanh như ma âm khơi lên dục vọng của y, tay nóng vội sờ xuống giữa hai chân cô, Đường Thanh đột nhiên kẹp chặt tay y, miệng khẽ rên, hôm nay phải dùng cái đó. Nếu không sẽ có thai đó. Nói rồi trần chuồng nhảy bò xuống giường đi lấy bao cao su trong tủ. Quay đầu lại thấy Trương Khắc nhìn mông mình không chớp, trừng mắt lên với y, đưa tay che mông, trông càng thêm gợi cảm dụ hoặc. Bạn đeo hộ mình đi. Trương Khắc nằm ngửa trên giường, mặt dày muốn Đường Thanh đeo bao cao su cho mình. Được, vậy lát nữa chịu khó vào nhé. Giọng nói mềm mại quyến rũ của Đường Thanh làm xương khớp Trương Khắc nhũn ra, đang lâng lâng chờ đại thì trố mắt ra nhìn Đường Thanh cầm tới ba cái bao cao su, ngồi bật dậy lắp bắp nói, không phải bạn định bắt mình đeo ba cái liền một lúc đấy chứ. Thế cũng chỉ sướng bạn chứ ai. Đường Thanh khẽ cắn môi dưới, đôi mắt ướt át ánh chiếu ánh đèn mê ly, thực sự không nên theo bạn tới Singapore, lòng cứ không yên, mình chẳng quản chuyện bạn và Tĩnh Mông, bạn đừng có chối, một chuyện không liên quan tới bạn, bạn vội vàng chạy tới Singapore làm gì, mình chẳng tin bạn và cô ấy thanh bạch. Bỏ đi, chuyện chị Tôn mang thai nhất định phải để Diệp lão gia tử biết sao. Như thế chị Đinh sẽ biết. Chuyện này làm sao mà giấu chị Đinh được. Trương Khắc rụi đầu vào mái tóc rợn sóng của Đường Thanh, hít hương thơm dịu nhẹ trên đó, có một số lời mình chẳng thể nói thẳng với họ, anh Diệp và chị Tĩnh Hương sẽ hiểu thôi. Đường Thanh thông minh, rất nhiều chuyện Trương Khắc không giấu được cô, tình cảnh của Đinh Văn Di làm cô đau lòng, cô có thể không đồng tình với người khác, nhưng không thể không đồng tình với Đinh Văn Di. Có lẽ Tôn Tĩnh Hương không muốn tranh giành danh phận với Đinh Văn Di, sợ Đinh Văn Di tổn thương, không muốn phá vỡ sự yên bình giữa ba người bọn họ. Cho nên mới nhất định không chịu để lộ chuyện mình có thai, chỉ hoãn hết ngày này sang ngày khác. Đây vốn là nút thắt khó cởi, mặc dù tạm thời che giấu có thể chiếu cố tới cảm thụ các phía, nhưng không thể né tránh mãi được, nếu để Đinh Văn Di là người cuối cùng biết được sự thực, tổn thương với cô càng lớn. Làm một nam nhân có trách nhiệm thật là khó. Trương Khắc nằm xuống, đặt Đường Thanh nằm trong lòng mình, khẽ nói, có khi làm đại thiếu phu nhân của Diệp gia là chuyện đau khổ, có lẽ chị Đinh chỉ đợi anh Diệp nói thật với mình. Đường Thanh chống người lên, nhìn Trương Khắc, có khả năng như thế sao? Bất kể thế nào thì đó là chuyện giữa ba người bọn họ, nên để ba bọn họ thương lượng giải quyết, không nên giấu chị Đinh, còn những người khác không liên quan. Nghe bạn nói thế mình nhẹ lòng hơn nhiều. Đường Thanh hôn Trương Khắc một cái, lại hỏi, nếu chuyện này xảy ra với bạn, đừng để mình là người cuối cùng được biết, nếu không mỗi lần bạn ngoan ngoãn đeo bao cái cho mình. Rồi mò trên giường lấy ba cái bao cao su lắc lư trước mặt Trương Khắc. Đôi mắt hạnh mỹ lệ trừng lên uy hiếp y. Hay là bây giờ chúng mình sinh con đi. Trương Khắc ném ba cái bao cao su lên đầu giường, mân mê cặp mông trơn mịn của Đường Thanh,
nếu mỗi lần đeo ba cái áo mưa, cuộc đời còn lạc thú gì nữa, ngon ngọt nói, mình có chuyện gì sao giấu bạn được. Vậy nói cho mình biết, trừ chị Hứa Tư, chị Đan Thanh và Tĩnh Mông ra bên ngoài bạn còn nữ nhân nào khác không? Đường Thanh thừa cơ hỏi. À, Trương Khắc cứng họng, chuyện này thẳng thắn quá cũng không phải hay, ít nhất hiện chưa phải lúc nói rõ tất cả cho cô biết, nhưng rồi sẽ tới ngày đó, mặt dày nói, xem bạn nói kìa, mình và Tĩnh Mông thanh bạch. Mình chẳng thèm tin, Đường Thanh chun mũi, nếu không có lòng riêng, sao bạn nhúng tay vào chuyện này? Á, chưa nói hết câu cô hét lên một tiếng, Trương Khắc thình lình tiến vào cơ thể cô, cảm giác căng đầy đó làm cô không kìm được phát ra tiếng rên tiêu hồn, cơ thể run rẩy không ngừng, ngọc thủ bấu chặt lấy lưng Trương Khắc, hưởng thụ cuộc tấn công dồn dập của y. Chương 1268, dứt điểm nhanh gọn 2. So với việc nói chuyện dây dưa không hết này, tất nhiên chẳng bằng vầy vò cơ thể xinh đẹp của cô bé này một phen, chuyện Tôn Tĩnh Hương có thai, thái độ lúc này của Trương Khắc tất nhiên là có lòng riêng, quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương còn rối rắm không giải quyết được, Tôn Tĩnh Mông sẽ vĩnh viễn né tránh y. Còn nữa, quan hệ giữa Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định nội bộ của Cẩm Hồ. Lúc này có lẽ Tôn Thượng Nghĩa còn có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu để ông biết làm ông ngoại mà bản thân không biết gì, chẳng biết lúc đó trong lòng ông sẽ nghĩ sao. Đương nhiên chuyện này chủ yếu vẫn là ba người Diệp Kiến Bân tự quyết, người khác không thể nào làm thay bọn họ. Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương ngày hôm sau rời Singapore về Hong Kong, Trương Khắc cũng chẳng lắm mồm hỏi bọn họ quyết định ra sao. Loại chuyện này chỉ có thể can thiệp tới một mức độ nhất định, bọn họ có quyết định gì, bản thân chỉ có thể kiên định ủng hộ bọn họ mà thôi. Trương Khắc quyết định ở lại Singapore chơi cùng Đường Thanh và Trần Phi Dung vài ngày, còn đổi sang khách sạn nghỉ dưỡng ven biển. Vào mùa hè nóng nực, bãi biển có sự cám dỗ không thể cưỡng lại, đương nhiên những thiếu nữ làn da mịn màng, cơ thể yểu điệu chỉ được che chắn bởi chiếc bikini hai mảnh mỏng manh chạy nô giỡn trên bãi biển càng có sức hấp dẫn. Còn công việc thì Trương Khắc chỉ tốn có nửa ngày đi khảo sát, cuối cùng quyết định mua lại nghiệp vụ sắt thép của tập đoàn đại chúng với giá 340 triệu đô la Mỹ. Đường Thanh kéo Trần Phi Dung ra ngoài bãi biển tản bộ, Trương Khắc đứng bên cửa sổ. Xa xa nhìn vai bóng dáng yểu điểu nắm tay đi dưới ánh hoàng hôn, mái tóc tung bay theo gió biển. Đường Thanh muốn em theo họ tới Hải Châu, em có thể đồng ý với cô ấy không? Tôn Tĩnh Mông từ đằng sau vươn hai tay ôm lấy Trương Khắc, cô biết Đường Thanh kéo Trần Phi Dung đi tản bộ là để mình và Trương Khắc có thời gian ở riêng bên nhau. Vậy thì theo bọn anh cùng về Hải Châu đi. Trương Khắc biết Tôn Tĩnh Mông lo lắng chuyện chị cô, trước khi chuyện của chị cô được định luận, cô thậm chí sợ cả về Hong Kong. Kỳ nghỉ dài như thế, không thể một mình lủi thủi ở lại Singapore được. Có điều nếu Đường Thanh không lên tiếng, y không thể đưa Tôn Tĩnh Mông cùng về Hải Châu, quay đầu ra ngoài cửa, không biết hai cô gái đã đi đâu mất rồi, xoay cơ thể mềm mại của Tôn Tĩnh Mông ra phía trước, nói, ở Hải Châu ở một thời gian rồi tới kiến nghiệp, quán ba còn cần em xử lý. Nếu em hy vọng anh Kiến Bân kết hôn với chị em có phải là quá ích kỷ không? Tôn Tĩnh Mông ngẩng đầu lên hỏi. Ừ, có hơi một chút. Trương Khắc nhe răng cười, có điều còn tốt chán, trước khi tới Singapore, anh còn tưởng với cái tính ưa náo nhiệt của em, nói không chừng trong lòng đang thầm hưng phấn cơ. Em hy vọng anh an ủi em vài câu, sao anh lại nói em như thế được? Hai tay ôm hông Trương Khắc của Tôn Tĩnh Mông đồng thời nhéo y, đôi mắt trừng lên tức giận, hờn dỗi nói, kết hôn thật là khổ cực, cả đời này em thà chỉ có người yêu, không cần kết hôn, nhưng em lại không thể làm cha mẹ em đau lòng. Mấy năm qua chị em độc lập quen rồi. Cha mẹ em liền đem ánh mắt đắt cả lên em, giờ chị ấy có mang, em được tự do hơn một chút, chỉ là không thể tỏ ra hớn hở được. Trương Khắc bật cười, yêu thương vỗ má Tôn Tĩnh Mông, đó mới là cô gái của y. Vốn tưởng rằng chuyện này phải mất một thời gian mới giải quyết được, bọn họ ở Singapore 4 ngày, còn đặc biệt chọn một ngày Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Ngọc không có nhà để tới Hải Châu, rồi chuyển máy bay sang kiến nghiệp, đừng nói Trương Khắc chột dạ, thời gian này Tôn Tĩnh Mông cũng sợ gặp cha mẹ. Định trốn về Hải Châu ngay, nhưng xe vừa rời sân bay chưa kịp lên đường cao tốc thì nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Biết cậu về kiến nghiệp rồi, tới uống rượu với tôi, chúng tôi đợi cậu ở chỗ cũ. Diệp Kiến Bân chỉ nói đúng một câu như thế rồi cúp điện thoại. Trương Khắc đang cân nhắc có nên kiếm cớ thoát thân tới Hải Châu hay không, cầm điện thoại ngồi ngây ra đó. Sao thế? Đường Thanh nghi hoặc hỏi. Anh Diệp ở kiến nghiệp, muốn mình tới quán bar uống rượu với anh ấy. 1978 tạm ngừng kinh doanh rồi, chẳng biết Tô Nhất Đình có để lại chìa khóa không? Trương Khắc trả lời,
lòng suy đoán xem, chúng tôi, mà Diệp Kiến Bân nói là hắn và Tôn Tĩnh Hương hay là cả Đinh Văn Di, nếu là có ba người, y không muốn nhìn thấy cảnh bóng đao ánh kiếm ngập trời. Vậy thì đi đi, anh còn do dự gì nữa? Tôn Tĩnh Mông không suy nghĩ nhiều như Trương Khác, thấy y do dự thì lấy làm lạ. Vậy thì đi, Trương Khác quay vô lăng, lái về phía ngõ học phủ. Chẳng biết Diệp Kiến Bân lấy đâu ra chìa khóa 1978, đám Trương Khác tới nơi thì thấy rèm cửa kéo một nửa, bên trong ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ tình hình bọn họ cúi mình chui vào, thấy ba người Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Mông, Đinh Văn Di ngồi ở quầy ba uống rượu, Đinh Văn Di mặt đỏ bừng, tựa hồ uống không ít. Trương Khác do dự không biết có nên lui ra hay không, Đinh Văn Di nhìn qua phía y, hai tay ôm chặt tay Diệp Kiến Bân nói, anh đừng chửi mắng bản thân, anh có khốn kiếp tới đâu, cũng không so được với thằng nhóc này. Không biết tình hình ra sao, Trương Khác ngượng ngùng đứng đó, dùng ánh mắt dò hỏi Diệp Kiến Bân, hy vọng được hắn ám thị, nếu không Đinh Văn Di có chửi mắng thế nào y cũng không dám cãi lại. Diệp Kiến Bân đáp lạp bằng nụ cười méo xẹo, không nói gì, Tôn Tĩnh Hương vành mắt đỏ hoe ngồi im. Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung nấp sau lưng Trương Khác càng nhìn thở, như sợ chỉ cần một tiếng động là phong ba bùng nổ. Ở Diệp gia làm đại thiếu phu nhân bao năm, em chịu đủ khổ cực, chịu đủ ủy khuất, giờ thì tốt rồi, có cơ hội thoát thân tốt như thế, đúng là cầu mà chẳng được, hai người đừng nghĩ em không vui, em còn nhiều chuyện mình muốn làm. Ninh Văn Di vẫy tay gọi đám Trương Khác tới, bảo bọn họ ngồi xuống, cho dù tôi và anh Diệp cậu ly hôn, cũng không cho anh ấy hưởng lợi đâu. Đời này tôi sẽ bám theo anh ấy, cậu vẫn phải gọi tôi là chị dâu. Có câu nói gì nhỉ, một ngày vợ chồng, trăm năm ân nghĩa mà, chị tất nhiên vẫn mãi là chị dâu của tôi rồi. Trương Khác cười nhẹ nói. Ninh Văn Di có con cái thì khỏi nói, nhưng cô không có con, còn Tôn Tĩnh Hương có thai rồi, bất kể là từ phương diện nối dõi tông đường, kế thừa gia nghiệp, hay là nghĩ cho tương lai trưởng thành, giáo dục của đứa bé. Tôn Tĩnh Hương và Diệp Kiến Bân kết hợp với nhau là tâm tư bình thường của rất nhiều người, nhưng với Đinh Văn Di mà nói là bất công cực lớn. Giải phóng mới hơn một nửa thế kỷ, cải cách mở cửa chỉ có 20 năm, còn cái quốc gia này có tới mấy nghìn năm phong kiến, rất nhiều thứ ăn sâu vào máu rồi, trong các đại gia tộc càng như thế. Làm đại thiếu phu nhân của Diệp gia không dễ dàng gì, làm đại thiếu phu nhân của Trương gia cũng sẽ không dễ dàng. Các cô gái ngồi quanh quầy ba. Còn Trương Khác cầm chai rượu theo Diệp Kiến Bân vào một góc nói chuyện. Mấy năm qua sống như thế tôi cũng chấp nhận số phận rồi, có con, tôi thực sự vui mừng, nhưng không phải với Văn Di, tình cảm của cô ấy tôi cũng không dứt bỏ được. Diệp Kiến Bân thương cảm nói, vốn là chúng tôi mắc nợ cô ấy, vậy mà cô ấy còn rộng lượng suy nghĩ cho chúng tôi. Chương 1269, Đinh Văn Di bộc bạch và sự kiện Trương Khác ngã xuống hồ. Trương Khác trầm ngâm hỏi, chị Đinh thì dễ nói. Ba người bọn anh chơi trò chơi ái tính ra sao cũng được, nhưng phía Đinh gia chỉ e không dễ ăn nói hả? Đinh gia cũng thuộc xã hội thượng tầng, chẳng hề thua kém Diệp gia, bác Đinh Văn Di làm phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Nam Cương. Năm xưa Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di kết hợp với nhau mang ý nghĩa hôn nhân chính trị trong đó, khác với người thường tụ tán ly hợp, Diệp Kiến Bân và Đinh Văn Di chỉ ly thân cũng mang ảnh hưởng rất sâu xa. Chị Đinh cậu không đồng ý, Diệp Kiến Bân uống hết cả cốc rượu. Có điều dù ly hôn tôi muốn chia cho cô ấy nửa cổ phần ở Cẩm Hồ, coi như ăn nói được phần nào với Đinh gia. Gọi cậu tới đây, là muốn nói với cậu một tiếng, hay là nhờ cậu khuyên nhủ chị Đinh cậu thấy có được không? Diệp Kiến Bân là đại biểu chủ yếu của Diệp gia ở thương trường, cổ phần cá nhân của hắn ở Cẩm Hồ chiếm 1/3 cổ phần của Diệp gia ở Cẩm Hồ, nếu hắn chia một nửa cổ phần cho Đinh Văn Di, thì cô có quyền lợi khá lớn ở Cẩm Hồ. Số tiền đó đừng nói là trong mắt người bình thường. Cho dù trong mắt với con cháu thế gia quen sống xa hoa cũng là con số làm người ta há hốc mồm. Chưa nói tới cái khác theo hiệp nghị đảm bảo phát hành cổ phiếu của Tân Quang trên TTCK Hong Kong cùng Cao Thịnh, Quốc Dụ, HSBC, khi đó giá trị trên TTCK của Tân Quang tới 20 tỷ đô la Mỹ, mà đây mới chỉ là một góc lộ ra ngoài của núi băng Cẩm Hồ. Trương Khác tôn trọng quyết định của Diệp Kiến Bân, chỉ hỏi, lão gia tử có biết suy tính của anh không? Với một tập đoàn tài chính lớn, biến động về quyền lợi là chuyện không phải tầm thường, mà Diệp Kiến Bân có muốn khẳng khái cũng phải được nội bộ Diệp gia đồng ý đã. Lão gia tử nói nên như thế. Thế thì được, tôi sẽ nói với chị Đinh. Trương Khác gật đầu, Diệp gia không có ý kiến, hẳn Tôn Thượng Nghĩa cũng không có ý kiến gì, anh và chị Tĩnh Hương định khi nào kết hôn. Tất cả làm sẽ nhanh chóng đơn giản thôi, không thể đợi bụng to lên được. Lúc này Diệp Kiến Bân mới cười được một chút,
cậu mà Tĩnh Mông làm phù dâu phù rể nhé, không được từ chối đâu đấy. Trương Khắc còn biết nói sao, lấy cớ Đinh Văn Di uống khá nhiều rượu, Trương Khắc xung phong rủ cô vào trong Đại học Đông Hải thoáng khí. Nhìn dáng vẻ của từng người các cậu kìa, cứ như tôi bị ủy khuất lớn lắm vậy. Đinh Văn Di chắp tay sau lưng vừa thong thả bước đi vừa nói, cuộc hôn nhân giữa cha mẹ tôi là sự thất bại điển hình kiểu Trung Quốc, cha nôi không hài lòng về mẹ tôi chẳng thích gì cha tôi, nhưng vì rất nhiều nhu cầu, cuộc hôn nhân của họ luôn ổn định. Cả hai đều là người rất khắc chế, nên trong mắt người ngoài cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi là hạnh phúc hoàn mỹ, chỉ hai chị em tôi là biết cuộc hôn nhân đó chỉ có cái vỏ ngoài. Chuyện này Trương Khắc chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết nói, chị và anh Diệp đều có tình cảm mà. Người có tình cảm sống với nhau mà không kết hôn cũng rất nhiều. Đinh Văn Di giang tay đón gió đêm thổi vào mặt, hôn nhân chỉ là cái vỏ ngoài mà xã hội cần thôi, có tình cảm cũng thế, không tình cảm cũng vậy, đều chỉ là cái vỏ. Chỉ là cuộc hôn nhân có tình cảm thì có ý nghĩa hơn một chút. Thực ra nữ nhân ngu xuẩn rất ít, đa phần là không biết phải làm thế nào thôi, đừng thấy Kiến Bân cẩn thận che giấu, thực ra chuyện anh ấy với chị Tôn tôi biết từ lâu rồi. Tôi nhịn không cãi nhau với anh ấy. Chẳng phải tôi có tình cảm sâu nặng với anh ấy, tin tưởng anh ấy. Nói tới đó răng siết lại, chỉ là nếu tôi và anh ấy cãi nhau, chẳng phải cho con hồ ly tinh ấy hưởng lợi à? Trương Khắc thấy sống lưng dần dợn, thực sự không thể đánh giá phụ nữ qua vẻ bề ngoài, lúc nãy chính mắt y còn thấy Đinh Văn Di cười nói vui vẻ với Tôn Tĩnh Hương, chỉ biết cười hùa theo, giờ chị làm thế chẳng phải là để đôi cậu nam nữ đó hưởng lợi à? Cậu có tư cách gì mà nói người khác? Đinh Văn Di trừng mắt nhìn y. Hiện giờ khác với lúc mới đầu rồi, mới đầu hôn nhân chỉ là lớp vỏ cho tôi cảm giác an toàn thôi, tôi cần cái lớp vỏ đó, nhưng cái lớp vỏ đó khiến thần kinh tôi căng như dây đàn, tôi chỉ sợ chị Tôn cướp lớp vỏ đó của tôi. Hiện tôi và Kiến Bân sống với nhau đã 8 năm, cũng biết cho dù trong tim anh ấy có chị Tôn, nhưng cũng có không gian dành cho tôi, thậm chí cảm thấy chị Tôn thật khổ, thật không công bằng. Cô quay đi, giọng trầm lắng, đôi khi tôi suy nghĩ chị ấy là người thế nào. Suy nghĩ về tình cảm giữa tôi và anh Diệp cậu. Thời thiếu nữ của tôi rất nhạt nhẽo, tất cả theo sự sắp xếp của gia đình, bình yên phẳng lặng, tôi chẳng hài lòng với tuổi thanh xuân của mình, thậm chí cảm thấy căm ghét. Khi tôi gặp anh Diệp cậu thì chúng tôi đều đã trưởng thành rồi, nếu như thời thiếu niên anh ấy cũng vô vị như tôi, có lẽ tôi chẳng sinh ra cảm tình với anh ấy. Nhưng may mắn là không phải, anh ấy bề ngoài thâm trầm, nhưng bên trong tràn đầy sức sống, anh ấy khôi hài, phóng khoáng. Biết quan tâm tới người khác, cho nên tôi mới bị anh ấy thu hút. Chị Tôn là người biến anh ấy thành như thế, đôi khi tôi nghĩ tôi là người cướp thành quả của chị ấy. Tôi cảm ơn chị ấy, thậm chí còn áy náy, nếu chẳng phải vì tôi, họ sẽ ở bên nhau, không phải lén lén lút lút qua lại như đeo gông cùm lên người. Trương Khắc gãi đầu, biết lúc này tâm tình của Đinh Văn Di rất bất ổn, lời nói của cô có thể phần nào đó là an ủi bản thân, nên khôn ngoan làm người nghe nhiệt thành. Vì dù không có cô thì Diệp Kiến Bân và Tôn Tĩnh Hương cũng không thể tới với nhau, Diệp Kiến Bân thậm chí có lần được ghép đôi với cả Thôi Úc Mạn. Đó là nhu cầu chính trị. Y và Đinh Văn Di đi tới bên hồ Tử Hà trước chung cư du học sinh, ngồi xuống bậc đá bên hồ, lấy thuốc lá ra hút, xen vào một câu nói đùa, tôi không thích nghe chị ra sức khen anh Diệp đâu, hoàn toàn chẳng phát huy được tác dụng đứa em trai chi tâm, hay là giờ chúng ta bới móc điểm xấu của anh ấy ra phê bình một trận đi. Đừng có ba hoa với tôi. Trong nhà cậu có mấy cô bé chưa đủ cho cậu ba hoa à? Đinh Văn Di cười mắng, đôi lúc tôi còn nghĩ, nên để chị Tôn và anh Diệp cậu quan minh chính đại sống phải nhau vài năm, cứ luân phiên nhau 8 năm, cho tới khi già, không phải là không thể, thật là hoang đường. Thở dài ngồi xuống bên cạnh Trương Khắc, dù sao làm đại thiếu phu nhân nhà họ Diệp đúng là chuyện khổ sai, gia tộc lớn như thế phải chiếu cố tới quá nhiều phương diện, anh Diệp cậu suốt ngày ở bên ngoài, tôi phải gánh hết cả. Hôn nhân chỉ là cái vỏ mà xã hội cần, đó là điều tôi nghiệm ra được, chị Tôn có thai đúng là thời cơ tốt, anh Diệp cậu dẫn chị Tôn về thừa nhận với tôi, chính tôi đã khuyên anh ấy ly hôn với tôi, nếu nói ý nghĩa của hôn nhân, đó là tác dụng cho sự trưởng thành của trẻ nhỏ. Cho nên mọi người đừng nghĩ tôi bị tổn thương quá lớn, tôi bị thiệt thòi quá lớn, tôi chẳng dễ nói chuyện như thế đâu. Có điều tới ra tôi ngại chưa nói họ, bọn họ sinh con, thế nào cũng phải tính cho tôi một phần, tôi muốn đứa bé gọi là mẹ. Cậu có thấy suy nghĩ của tôi khác người không? Chỉ thấy phải đưa Tiểu Thanh tới giao lưu với chị thôi. Trương Khắc cười khì, nghĩ đúng là không nên đem tiêu chuẩn số đông người thường áp dụng vào danh gia vọng tộc. Cậu muốn ăn đòn, Tiểu Thanh nhà cậu còn chưa đủ tốt hay sao? Ninh Văn Di vờ giận trợn mắt với Trương Khắc, rồi nhẻ miệng cười,
với người như cậu và đám tiểu thanh, hôn nhân không phải là tiêu chuẩn đánh giá tình cảm, nếu không cậu lăng nhăng như thế, lại chỉ kết hôn với một cô gái, những người còn lại chẳng phải bị tổn thương sao? Hay để tôi dạy mấy cô bé đó một chiêu, chia cuộc đời cậu ra làm vài phần, mỗi người lấy cậu 10 năm, cậu thấy chủ ý này hay không? Xin chị đấy đừng làm thế. Trương Khắc cầu khẩn, tôi làm gì có lăng nhăng như thế. Lần Tiểu Đồng sinh con ở bệnh viện, mọi người bảo Vãn Tình ở Kiến Nghiệp, sao cô ấy lại từ Bắc Kinh bay về? Lần đó cậu cũng ở Bắc Kinh phải không? Đinh Văn Di đột ngột hỏi. Ặc, đầu óc Trương Khắc đóng băng, không biết phải trả lời ra sao, không hiểu sao một người ít liên quan nhất như Đinh Văn Di nhìn ra sơ hở. Trương Khắc đang tính toán kiếm cớ gì đó lấp liếm chuyện này thì có bóng hình nhỏ nhất xuất hiện trước tầm mắt, rụt rè nói, à. Chào anh, kỳ nghỉ này anh cũng không về Tân Vũ à, anh còn nhận ra em không? Trương Khắc chết cứng người nhìn Trần Ninh đi tới chào hỏi mình, đúng lúc Y Thiếu chuẩn bị nhất, giống như có mọi ngôi sao băng đâm sầm vào tim, loạng choạng đứng dậy, nhưng vì ngồi bên hồ khá lâu, chân hơi tê, đứng lên quá nhanh, còn chưa vững đã ngã nhào xuống hồ. Ninh Văn Di và Trần Ninh đều giật mình hét lên chói tai, đưa tay ra kéo Y nhưng không kịp, cả người Trương Khắc lăn tóm xuống hồ rồi. Bọn họ kêu cứu, có người ngã xuống nước. Trương Khắc chìm xuống lòng hồ, uống liền hai ngụm nước lớn mới trấn tĩnh lại, gạt cây cỏ rong rêu quấn lấy người, bình tĩnh men theo lớp bùn mềm bò lên bờ, chỉ có điều hình tượng hơi thê thảm, một cái giày bị lún trong hồ, toàn thân bê bết bùn tanh hôi, rong rêu bám cả trên đầu, nước vẫn nhỏ tong tong xuống. Đám đông xung quanh nghe tiếng kêu cứu đổ tới cứu người, có cả hai vệ sĩ luôn theo y sát sườn. Ninh Văn Di và Trần Ninh ban đầu còn hơi kinh hoàng, đợi nhìn thấy bộ dạng của Trương Khắc thì cười ngặt ngoéo, lần này còn thảm hơn cả vụ bị Tôn Tĩnh Hương chuốc say cho gối đầu lên giày ngủ ở 1978, đợi vệ sĩ lái xe tới, Trương Khắc hốt hoảng trốn vào trong xe. Y không có dũng khí ăn mặc thế này đi bộ về chung cư thanh niên thay đồ, ngồi vào xe quay lại nhìn Trần Ninh ở ngoài cửa sổ, thực ra y không có dũng khí đối diện với nụ cười rạng rỡ của cô. Sợ một ngày cô lại tới trước mặt y nói yêu người khác, y không muốn vết thương rách lần nữa. Làm sao Trương Khắc quên được, hôm đó y chuẩn bị sẵn sàng, muốn đưa Trần Ninh về Hải Châu chính thức ra mắt cha mẹ, Trần Ninh cũng nở nụ cười rạng rỡ như thế nhưng câu trả lời của cô với y là, mình chia tay đi. Chương 1270, sự việc bại lộ. Trương Khắc về chung cư tắm rửa xong mới quay lại 1978, còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong cười vang. Đang do dự không biết có nên, cô đơn lặng lẽ, bỏ đi hay không thì nghe thấy Tôn Tĩnh Hương lớn tiếng nói, đừng cười nữa, đừng cười nữa, nếu để cậu ấy biết chúng ta ở đây vui vẻ thế này, sẽ không dám vào đâu. Đợi cậu ấy vào trước, lát nữa ai đi lấy cái áo dính rong rêu của cậu ấy tới đây bắt mặt ở hiện trường cho chúng ta xem lần nữa. Hay là chúng ta lừa cậu ấy ra hồ một chuyến, sau đó đẩy xuống hồ. Ôi, không được thưởng thức lúc cậu ấy ngã xuống hồ là tiếc nuối trong đời. Tiếng cười vừa lắng xuống một chút đã bùng nổ, Trương Khắc thở dài, không ngờ Đinh Văn Di trở về 1978 trước đem chuyện xấu của y tuyên dương rồi, không có chút tự giác nào của người vừa bị, chồng bỏ cả. Trương Khắc nghênh nghênh mặt đi vào, nhìn những khuôn mặt cười thoải mái, chỉ muốn cầm búa đập mỗi người một phát cho thống khoái, tới đây, ai muốn tới bên hồ tản bộ, tôi bồi tiếp hết. Tới sau đường thanh, nhéo hông cô, gằn giọng nói, trong dáng vẻ hớn hở của bạn kia. Chúng ta đi tới bên hồ tản bộ trước nhé. Đường Thanh ra sức vùng vẫy nhưng không thoát được bàn tay của Trương Khắc, xuống nước cầu xin, chỉ có điều nụ cười trên môi càng vui vẻ. Ninh Văn Di gạt nước mắt, cố nhịn cười nói với Đường Thanh, em phải trông chừng thật kỹ thằng nhóc này, cậu ta thấy tiểu mỹ nhân kia tới chào mình nên luống cuống ngã xuống hồ. Mọi người không được nhìn bộ dạng hoảng hốt của cậu ấy, cả đời này tôi chẳng bắt chước được. Trương Khắc cười ngượng ngùng ngồi xuống quầy ba cầm lấy ly rượu lúc nãy còn chưa uống hết, đoán Trần Ninh mùa hè này ở lại Kiến Nghiệp làm công nên mới không về Tân Vu, còn Ninh Văn Di có lẽ cho rằng vì cô bóc trần chuyện y và Tạ Vãn Tình nên mới hoảng hốt ngã xuống nước. Mọi người có thể ở cùng một chỗ cười thoải mái thế này chẳng dễ dàng gì, y cũng không muốn chìm đắm trong bi thương, nhìn Tôn Tĩnh Hương và Ninh Văn Di ngồi cạnh nhau như không hề có khúc mắc nào cả, chuyện này như người ta uống nước, nóng lạnh tự biết. Không cần người khác làm thuyết khách nữa. Đám Trương Khắc buổi tối phải về Hải Châu, thấy trời dần tối, liền tạm biệt ba người Diệp Kiến Bân, Tôn Tĩnh Hương, Đinh Văn Di, lên xe. Nhìn bóng dáng ba người bọn họ dần dần thành cái bóng mơ hồ, Đường Thanh đột nhiên cảm khái nói, muốn sống hạnh phúc cả đời chẳng phải chuyện dễ dàng. Gần 8 giờ tối mới tới Hải Châu,
đến nơi Trương Khác đuổi đám Phó Tuấn và vệ sĩ đi, tự mình lái xe. Trên đường về Hải Châu, Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung cứ lấy chuyện y ngã xuống hồ ra làm trò cười, cười tới thiếu điều ngạt thở, còn không cho y trốn sang xe khác, giữ dịt y lại trêu ghẹo, đối phó với ba cô gái, một là cô vợ đáo để, một tình nhân tai quái, một cô thư ký quan hệ vi diệu, Trương Khác chỉ biết ôm đầu chịu trận. Đến Hải Châu, mọi người đều đói meo rồi, lái xe tới thẳng Bát Cẩm Chân ăn cơm, trước mặt cha mẹ Trần Phi Dung, Đường Thanh và Tôn Tĩnh Mông đều tỏ ra như thục nữ vậy, Trương Khác mới thở phào. Chẳng phải bảo 2 giờ máy bay tới Kiến Nghiệp sao, thế nào về muộn như vậy? Lưu Phân nghĩ con gái và đám Trương Khác sẽ về Hải Châu trước hoàng hôn, phải tới Bát Cẩm Chân từ sớm rồi mới đúng, đợi liền 3-4 tiếng đồng hồ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Trần Phi Dung giải thích, bọn con dừng lại ở Kiến Nghiệp vài tiếng, chính vì nhớ tài nghệ của ba cho nên bọn con mới mang bụng đói trở về đây này. Trương Khác đi tới chào Trần Kỳ, chú Trần, cháu lâu lắm rồi không được thưởng thức tài nghệ của chú, lại làm phiền chú xuống bếp rồi. Thì cũng phải thường xuyên luyện tập, nếu không tay nghề đi xuống mất. Trần Kỳ cười nói, các cháu nghỉ ngơi chút đi, chú chuẩn bị xong ngay đây. Đám Trương Khác đi vào phòng bao góc trong cùng, góc hành lang có một cây hải đường, che phòng bao, ngăn cách với đại sảnh, Trần Phi Dung bảo mẹ ngồi xuống, tự mình đi pha trà nước cho đám Trương Khác. Tới giờ này mà quán ăn còn đông vậy sao ạ? Cháu nhớ lần trước tới đây không náo nhiệt thế này. Tôn Tĩnh Mông nhìn quanh đại sảnh, thi thoảng có một hai bàn trống cũng đặt biển, đặt trước. Lần trước là khi nào? Trương Khác hỏi, năm 98 hay là 97? Năm 97, Tôn Tĩnh Mông còn nhớ năm 97 cùng cha tới Hải Châu, có ăn cơm ở Bát Cẩm Chân một lần, khi đó ấn tượng không sâu, chỉ coi Bát Cẩm Chân là quán ăn bình thường, tới khi Trương Khác vào đời ít Đông Hải, ở Kiến Nghiệp. Trần Phi Dung theo Trương Khác như hình với bóng mới biết quán ăn đó có quan hệ với Trương Khác sâu như vậy. Đường Thanh mới cô tới Hải Châu chơi, ngay từ khi ở Singapore, Tôn Tĩnh Mông đã nói muốn tới Bát Cẩm Chân ăn một bữa. Trần Kỳ không có ý mở rộng quá nhiều, trừ bên ngõ Đan Tỉnh này, Bát Cẩm Chân chỉ mở quán phụ ở Tượng Sơn, mỗi ngày 80% số bàn là được đặt trước, chưa nói tới ngày nghỉ, lễ Tết đặc thù, kiếm một chỗ ở Bát Cẩm Chân rất khó khăn. Tuy không thể nói là triệu phú, Trần Kỳ sở hữu 2 quán ăn cao cấp, ở ngõ Đan Tỉnh, thậm chí là cả khu vực Sa Điền, cũng khá có danh vọng. Đương nhiên trừ những khách thường vốn ứng phó không xuể, những lãnh đạo thành phố như Tống Bồi Minh nếu muốn mở tiệc riêng mời khách cũng thi thoảng lựa chọn ở đây, cao tầng tập đoàn Ái Đạt, Tân Quang, Tân Nguyên cũng thường xuyên ăn cơm ở đây, đó mới là điều quan trọng khiến Bát Cẩm Chân có danh tiếng hơn xa những quán ăn danh tiếng ở trung tâm thành phố. Năm 97 98 ngõ Đan Tỉnh cùng với cả khu vực Đông Sa Điền còn chưa được cải tạo quy mô lớn, chưa hình thành môi trường thương nghiệp, dù lúc đó Bát Cẩm Chân đã có danh tiếng khá cao rồi, nhưng ngõ Đan Tỉnh không có dòng người đông như chảy hội, không có sự phồn vinh như ngày nay. 2 năm qua việc khai phát gần ngõ Học Phủ cũng đã hoàn thiện, nối liền với khu Tiền Môn, dù là quán ăn chẳng có danh tiếng, với lưu lượng người qua đây, cũng đủ chật kín khách rồi. Ăn cơm xong đám Trương Khác không đi vội mà tùy ý đi dạo trong ngõ. Trừ quán ăn cao cấp, cửa hàng, quán bar, thì có viện bảo tàng nằm cuối ngõ rộng lớn cung cấp đủ địa điểm cho người ta đốt thời gian. Tôn Tĩnh Mông trước kia không có cơ hội cảm thụ sâu hơn về thành phố này, dù Đường Thanh 2 năm qua cũng chẳng về Hải Châu mới, những kiến trúc cổ khu vực Đông Sa Điền thay ra đổi thịt với cô mà nói đều là những thứ mới mẻ. Ngoài những cửa hàng kinh doanh, nơi này còn lưu giữ rất nhiều trạch viện đậm không khí cổ điển, có thể nói đó là hào trạch thực sự của Hải Châu. Đường Thanh biết trong số trạch viện nơi này có một cái thuộc về Hứa Tư, Tôn Tinh Hương cũng mua một trạch viện, nhưng trang hoàng xong chưa kịp mua đồ gia dụng đã bận việc ở Thế Kỷ Hoa Âm chưa vào ở, Tôn Tĩnh Mông cũng không tiện vào. Cải tạo thương nghiệp hóa quần thể kiến trúc cổ với tính chất bảo hộ là công việc rất tốn thời gian công sức, cho dù từ năm 97 đổ tiền vào cải tạo quy mô lớn, tới nơi Đông Sa Điền vẫn có 1/4 chưa cải tạo xong. Tốc độ cải tạo chậm chạp, tốt kém. Chi phí cải tạo vượt quá chi phí xây dựng kiến trúc siêu cao tầng, có điều đầu tư bất kể lỗ lãi trước kia giờ thành hạng mục đầu tư tương đối hợp lý. Khi ngõ Học Phủ vừa mới khai phát, tiền thuê mỗi năm của Bát Cẩm Chân mới 20 vạn, hiện thuê một viện tử tương tự mở quán ăn hay quán bar, tiền thuê không dưới 100 vạn, đó còn là do Thế Kỷ Cẩm Hồ rất khắc chế dần dần nâng tiền thuê rồi. Mặc dù có rất nhiều kiến trúc không tiến hành khai thác thương nghiệp, nhưng chỉnh thể mà nói, hạng mục ngõ Học Phủ vẫn giữ được doanh lợi không tệ. Hiện Thế Kỷ Cẩm Hồ mượn xác địa ốc Gia Tín lên TTCK Hong Kong, đồng thời đưa nhiều bất động sản ở Hải Châu vào công ty trên TTCK,
đợi quần thể kiến trúc Đông Sa Điền cải tạo hoàn thiện, có thể đưa vào công ty trên TTCK, lấy được lượng lớn tiền mặt đầu tư tiền kỳ. Hoành Tín thông qua các loại thủ đoạn giành lấy địa ốc Cẩm Thành, chiếm lấy gần 80 vạn mét vuông đất thương nghiệp Tây Sa Điền, bán hết trong 2 năm qua. Trương Khắc dễ dàng tra được con số doanh lợi cả Hoành Tín ở Hải Châu, thầm nghĩ nếu Nghiêm gia có thêm chút kiên nhẫn, đừng nói đợi tới khi hoàn cảnh thương nghiệp ở Tây Sa Điền chín muồi, chỉ cần đợi tới bây giờ mới ban cũng lãi gấp đôi. Có lẽ Nghiêm Văn Giới chẳng tiếc lắm, địa ốc Cẩm Thành do bọn chúng cướp trong tay cha con Triệu Cẩm Vinh, nên sợ đêm dài lắm mộng, bán cho nhanh mới đúng đắn với Nghiêm gia. Cũng chính vì Hoành Tín vội vàng bán đi, cho nên quy hoạch thương nghiệp Tây Sa Điền hơi tản mát, hiện có ai muốn chỉnh đốn lại cũng chẳng hiệu quả mấy, phải đợi mấy năm nữa nó sẽ tự điều chỉnh, rồi sinh ảnh hưởng với Đông Sa Điền, đó là chuyện phải chấp nhận. Trương Khắc lâu lắm rồi không thấy tin tức gì về cha con Triệu Cẩm Vinh, người giàu nhất Hải Châu năm xưa tựa hồ đã biến mất trong lịch sử Hải Châu, so với việc ông ta đã làm, thế đã là dễ dàng lắm rồi. Trương Khắc cùng ba cô gái đi dạo phố tới tận 11 giờ đêm, Trần Phi Dung tất nhiên là về nhà ở, Trần gia không chuyển khỏi Sa Điền, trạch viện rách nát trước kia giờ đã khác hẳn, Trương Khắc lái xe đưa hai cô gái về biệt thự bên hồ. Xe đi Tân Cẩm Viên, nhìn thấy biệt thự bên cạnh sáng đèn, Đường Thanh mừng rỡ nói, chị Vãn Tình còn chưa nghỉ, vậy mình và Tĩnh Mông đều ngủ bên đó. Tạ Vãn Tình sớm nghe thấy tiếng xe vào sân, đến đi Đường Thanh ngoài hàng rào gọi mới đi ra, mấy đứa sao giờ mới về, chỉ Đồng nó đợi mấy đứa về, giờ ngủ trên ghế sofa một lúc rồi. Cô và chị Đông cũng vừa từ Kim Sơn tới thăm vợ chồng từ Học Bình về, biết chuyện Tôn Tĩnh Hương có mang, nhưng chuyện này ngay ở chỗ riêng tư còn chưa công khai, không tiện hỏi tới. Trương Khắc biết Đường Thanh thế nào cũng lén kể cho Tạ Vãn Tình nên không nói thêm, càng sợ hai cô gái đem chuyện hôm nay y ngã xuống hồ kể ra, tránh bị cười tại chỗ, liền trốn vào nhà trước, em còn có chuyện phải làm, không cản trở mọi người ôn chuyện cũ nữa. Lúc này y chỉ mong được tự do một mình, đừng thấy chưa ai gọi điện tới, người biết y về Hải Châu không ít, tuy nói là về nghỉ, nhưng nếu lộ tin, sẽ chẳng yên thân bằng ở kiến nghiệp. Trương Khắc vừa đi lên lầu mở cửa phòng ngủ ra cho thoáng khí thì di động vang lên, không phải ai đó ở Hải Châu lúc này còn không thức thời gọi điện, mà là Đỗ Phi. Vừa rồi ở ngõ học phủ tao thấy Trần Dũng như chó nhà tang, hình như xảy ra chuyện lớn rồi. Đỗ Phi hớn hở nói, mày đoán xem xảy ra chuyện gì. Tao có biết xem bói đâu mà đoán ra được. Trương Khắc lười nhắc nói, mấy ngày qua cổ phiếu Hải Túc tăng giá mạnh trở lại, cách giá có thể bán một chút thôi, hắn không hưng phấn còn ủ rũ. Có phải cha hắn có vấn đề rồi không? Chính xác, Trần Kỳ Bân buổi chiều bị người của Kỳ ủy tỉnh bắt đi. Đỗ Phi chừng hả hê lắm, hiện giờ chưa biết chuyện gì của Trần Kỳ Bân bị bại lộ, hay là gọi điện chú Kim hỏi xem. Nếu là can hệ lớn, mày không nghe ngóng cũng nhanh chóng có tin truyền lại, nếu không có can hệ gì, Trần Dũng lại chẳng quan hệ gì với chúng ta, cần quái gì phải mệt óc, thích thì mày đi mà nghe ngóng. Chương khác uể oải ngáp dài. Chương 1271. Cục diện bế tắc sắp phá giải, một. Trần Kỳ Bân bị người của Kỳ ủy dẫn đi cũng không tạo ra phong ba quá lớn. Ngoại trừ Đỗ Phi nhìn có chút hả hê đi báo tin, ngay từ đầu cũng không có ai tận lực truyền tin tức tới tai Trương Khắc. Từ trên biểu hiện, Trần Kỳ Bân cùng Cẩm Hồ cũng không có quan hệ gì. Chút ân oán này xảy ra tại vườn trường tranh cường đấu thắng, tranh giành tình nhân, cũng sẽ không được người khác coi trọng. Muốn nói náo nhiệt, đó cũng là bên trong hệ thống giáo dục tỉnh rất náo nhiệt. Sở trưởng Mã Uân đã sắp khỏi bệnh, sở phó Trần Kỳ Bân xem như nhân tuyển sở trưởng đứng đầu, tại thời khắc mấu chốt đột nhiên bị Kỳ ủy dẫn đi tra hỏi, tự nhiên có thể khơi nên rất nhiều đề tài, hình như càng làm cho người nguyện ý tin tưởng tham quan trong nước xa lưới chỉ là thất bại trong đấu tranh chính trị gây nên. Có lẽ trà dư tử hậu, có người sẽ lấy việc này để tán gẫu, khi phát hiện chưa tiến thêm một bước. Nhưng sẽ không có người vào lúc Trương Khắc về Hải Châu nghỉ phép đặc biệt gọi điện thoại nói việc này. Trương Khắc cũng không lo lắng, cùng Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung nghỉ phép tại Hải Châu, khoảng 10 ngày sau khi Kỳ Bân bị xong quy mới có người nhắc việc này với y. Tuy nhiên không phải vì vụ án của Trần Kỳ Bân liên lụy đến vấn đề của khoa học công nghệ Hải Túc, mà là liên lụy đến Phó Tỉnh trưởng phân quản Sở Giáo dục tỉnh Đông Hải. Một vụ án liên lụy đến Phó Tỉnh trưởng, ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Nói không chừng sẽ khiến cao tầng tỉnh Đông Hải chấn động. Sau khi Trương Khắc mới biết được tin tức từ chỗ Lục Văn Phu, Tống Bồi Minh lại tới cửa nói đến việc này. Nghe đầu Trần Kỳ Bân vừa mới xong quy từng tặng cho Phó Tỉnh trưởng Lý bút ngòi vàng. Hy vọng Phó Tỉnh trưởng Lý có thể vào lúc trong tỉnh xác định nhân tuyển sở trưởng sở giáo dục nói giúp hắn.
Tống Bội Minh nhìn cây bút ngòi vàng đặt trên bàn của Trương Khắc, hắn cầm lên nhìn một chút, nghe người khác miêu tả, bút của Trần Kỳ Bân kiểu giống như cây này. Cậu mua cây này bao nhiêu? Cây bút này à? Trương Khắc gãi gãi đầu, lần trước lúc tại Hồng Kông mua đống đồ, cũng đã quên mua bao nhiêu rồi, chỉ biết số lượng toàn cầu chỉ có 99 cây. Chắc giá sẽ không rẻ. Cũng chỉ có người như cậu mới xa xỉ đến mức không quan tâm cây bút này trị giá bao nhiêu tiền. Tôi không biết có phải cùng một kiểu hay không. Cây bút Trần Kỳ Bân tặng cho phó tỉnh trưởng Lý có người nói giá trị 50.000 đô la Mỹ. Phó tỉnh trưởng Lý này cũng thần thông quảng đại thật. Trần Kỳ Bân vừa mới xảy ra vấn đề, hắn liền chủ động tìm tỉnh ủy phản ánh việc nhận quà, nộp cây bút đó cho tỉnh ủy xử lý, công bố lúc đó hắn chỉ xem như lễ vật bình thường, không biết cây bút đó quý giá thế nào. Tống Bội Minh cầm cây bút ngòi vàng trong tay tỉ mỉ thưởng thức, nhìn nắp bút có khảm một viên phỉ thúy màu xanh biếc, linh quang chớp động, kẹp bút khảm 19 viên hồng ngọc, cả cán bút đều là vàng 18K chế thành, trên thân bút khắc văn tự Latin. Nhìn một lúc, hắn đặt lại bút lên bàn, còn nói thêm, có lẽ không ai hy vọng vụ án của Trần Kỳ Bân sẽ liên lụy tới quan viên cấp bậc như phó tỉnh trưởng. Nhưng nếu đã liên lụy, có lẽ sẽ không bỏ mặc. Cũng thiệt thòi cho vị phó tỉnh trưởng Lý này có thể một mực chắc chắn lúc đó chỉ nhận nó xem như lễ vật bình thường. Trương Khắc cười cười, nếu không có vấn đề nghiêm trọng gì khác, tỉnh ủy hẳn là sẽ không làm lớn chuyện này. Tuy nhiên không có khả năng hàm hồ cho qua, chỉ tạm thời không có ý kiến xử lý thống nhất gì thôi. Chú cũng rõ ràng, Giang Mẫn Chi vừa đến Đông Hải đảm nhiệm tỉnh trưởng chưa đến mấy tháng, có cơ hội động đến ban thành viên của chính phủ tỉnh, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên rồi, cho dù trước mắt là một cơ hội cực kỳ tốt, hắn cũng không có khả năng biểu hiện quá bức thiết. Mặt khác, Lý Viễn Hồ cũng sẽ không ở trên vấn đề đơn giản tỏ thái độ. Hắn vừa mới đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, ban của chính phủ tỉnh là hắn mang theo trước đó, trong nội tâm hắn có thể không hy vọng ban thành viên của chính phủ tỉnh xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn lại lo lắng phía sau vị phó tỉnh trưởng Lý này còn có vấn đề càng nghiêm trọng hơn còn chưa giao phó. Mà chuyện này quả thật khiến người đau đầu. Trước đó ai cũng không nghĩ đến vụ án của Trần Kỳ Bân lại sẽ liên lụy tới một phó tỉnh trưởng. Có lẽ các quan viên của kỳ ủy tỉnh phụ trách vụ án này cũng sợ đến toát mồ hôi rồi. Tống Bội Minh cười cười, hắn đã quá quen thuộc với các quy tắc ngầm trong quan trường. Mặc dù tạm thời không có ý kiến xử lý thống nhất gì, các bộ môn có liên quan sẽ tiến thêm một bước điều tra trên người vị phó tỉnh trưởng Lý còn có các vấn đề càng nghiêm trọng khác hay không. Nhưng không quản cuối cùng hèo rơi vào trên người phó tỉnh trưởng Lý là nặng hay nhẹ, tỉnh ủy hơn phân nửa sẽ không để hắn ngồi trên cái ghế phó tỉnh trưởng đó nữa. Có lẽ vì phối hợp điều tra, sẽ lập tức điều hắn ra khỏi vị trí phó tỉnh trưởng. Rất nhiều người, bao gồm Tống Bội Minh, cũng không phải quan tâm đến số phận nhân sinh của vị phó tỉnh trưởng Lý này, mà là quan tâm vị trí phó tỉnh trưởng sắp bỏ trống. Tống Bội Minh do dự một hồi mới nói, Lưu Văn Đào cùng Giang Mẫn Chi đều xuất thân bộ ủy TW, Giang Mẫn Chi đến Đông Hải, Lưu Văn Đào từng bái phỏng hắn vài lần. Vụ án lần này sau khi liên lụy cả phó tỉnh trưởng Lý vào, ngày hôm nay Lưu Văn Đào lại mượn cớ đi kiến nghiệp rồi. Trương Khắc khẽ lên tiếng, mày hơi nhăn lại. Có lẽ không chỉ đơn giản là cùng xuất thân từ bộ ủy TW. Lưu Văn Đào xuất thân ủy ban kế hoạch phát triển, Giang Mẫn Chi xuất thân ủy ban mậu dịch kinh tế, là hai bộ ủy có liên hệ mật thiết nhất của TW. Trước khi Giang Mẫn Chi đảm nhiệm phó chủ nhiệm ủy ban mậu dịch kinh tế, cũng trường kỳ đảm nhiệm chức vị quan trọng trong kế ủy, vốn là tiền thân của ủy ban kế hoạch phát triển. Sau khi Triệu Tể Đông chủ quyền quốc vụ viện, tiến hành cải cách mạnh mẽ bộ ủy TW. Giang Mẫn Chi mới điều chỉnh đến Ủy ban Mậu Dịch Kinh tế đảm nhiệm phó chủ nhiệm. Cho dù hai người trong bộ ủy TW không thuộc về cùng một phe phái, nhưng đều đến địa phương nhậm chức, ít nhiều cũng sẽ có ý nghĩ giúp đỡ lẫn nhau. Tống Bội Minh cười nói, hắn muốn luồn cúi Giang Mẫn Chi, thì cứ để hắn luồn cúi đi. Mặc dù nói chức quyền của bí thư thành ủy không thua gì một phó tỉnh trưởng bình thường, nhưng Lưu Văn Đào đến Hải Châu đảm nhiệm bí thư thành ủy, đó là con chuột trong ống bể, hai đầu bị kín hơi. Cái ghế bí thư thành ủy hắn làm rất không thoải mái. Trong mắt hắn có cơ hội còn không bằng nhảy ra khỏi Hải Châu đổi lại hoàn cảnh phát triển khác càng rộng rãi hơn. Nếu như Lưu Văn Đào muốn nhảy ra khỏi Hải Châu, Giang Mẫn Chi cũng có khả năng ủng hộ hắn đến trong tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Trước đó đều nói Lưu Văn Đào là quan viên nghiêm gia Hoành Tín ủng hộ đến địa phương để phát triển, nhưng Lưu Văn Đào đến Hải Châu, Hoành Tín tại Hải Châu ngoại trừ nuốt địa ốc Cẩm Thành vào bụng. Cũng không có dũng khí ở trước mặt Cẩm Hồ làm đại động tác gì khác. Chương 1272, cục diện bế tắc sắp phá giải 2.
biểu hiện của Lưu Văn Đào tại Hải Châu cũng tương đối thành thật. Có lẽ trong lòng Lưu Văn Đào ít nhiều có chút cảm giác bị Nghiêm gia vứt bỏ, lúc này lại nói Lưu Văn Đào là quan viên Nghiêm gia kiên định ủng hộ, sợ Giang Mẫn Chi cũng chưa hẳn sẽ tin tưởng. Lưu Văn Đào ngược lại đi dựa vào Giang Mẫn Chi, cũng sẽ không làm người khác cảm thấy quá bất ngờ. Lúc này khiến Trương Khắc đau đầu là vụ án của Trần Kỳ Bân có thể dắt ra vấn đề của khoa học công nghệ Hải Túc hay không. Lúc này mọi người quan tâm vụ án Trần Kỳ Bân là bởi vì nó liên lụy đến một phó tỉnh trưởng, trái lại bỏ qua vấn đề mà vụ án này bại lộ ra ngoài. Trương Khắc khẽ thở dài một hơi, có lẽ qua một đoạn thời gian, Lưu Văn Đào sẽ hối hận thôi. Nếu Giang Mẫn Chi còn muốn ở trong Đông Hải phổ biến cách thức của hắn, tiến hành điều chỉnh đối với chính sách kinh tế của tỉnh Đông Hải, hắn cần phải nắm bắt các loại cơ hội có lợi với hắn. Một khi vụ án Trần Kỳ Bân có thể bại lộ ra một phần vấn đề của khoa học công nghệ Hải Túc, Trương Khắc tin tưởng Giang Mẫn Chi sẽ không đơn giản buông tay. Lưu Văn Đào không dựa vào Nghiêm gia, thân cận với Giang Mẫn Chi hơn, đây là việc rất bình thường. Nhưng Giang Mẫn Chi đả kích khoa học công nghệ Hải Túc là lúc xúc phạm tới lợi ích của Nghiêm gia, Lưu Văn Đào thân cận cùng Giang Mẫn Chi, vậy ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác hẳn. Lưu Văn Đào đến bước đường cùng, vẫn chỉ là con chuột trong ống bể, còn không bằng thành thật ở trong cái tổ Hải Châu. Tống Bội Minh đương nhiên là hy vọng Lưu Văn Đào có thể rời khỏi Hải Châu, sau khi Lưu Văn Đào rời khỏi, chức vị bí thư thành ủy sẽ để trống. Giang Mẫn Chi tại Đông Hải không có căn cơ gì, căn bản sẽ không can thiệp đến bổ nhiệm nhân tuyển bí thư thành ủy Hải Châu, Lý Viễn Hồ cũng không có khả năng tùy tiện nhét vào một bí thư thành ủy khác cho Hải Châu. Tống Bội Minh cùng Đỗ Tiểu Sơn chính là nhân tuyển thích đáng cho bí thư thành ủy. Nhưng chỉ có một bí thư thành ủy cũng là việc khiến người khác đau đầu. Mặt khác, cho dù Lưu Văn Đào rời khỏi Hải Châu, trong mắt người khác cũng là bị bài trừ khỏi Hải Châu. Giang Mẫn Chi hoặc là không để ý tới Lưu Văn Đào, nếu như ủng hộ Lưu Văn Đào đến tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, vậy Giang Mẫn Chi sẽ dùng Lưu Văn Đào thế nào cũng rất tế nhị. Thăng 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 thăng. Đêm khuya vắng vẻ, trong khu biệt thự phía Nam Tân Mai Uyển tại Kiến Nghiệp, nơi ở của Giang Mẫn Chi đèn đuốc sáng trưng, bí thư thành ủy Hải Châu Lưu Văn Đào vừa mới bái phỏng rời đi. Giang Mẫn Chi ngồi ở trên ghế sofa lấy tay niết chán, mắt khép hờ ngồi đó dưỡng thần. Công việc vất vả, hắn có cái bệnh là đau nửa đầu, cũng cần phải như vậy để giảm bớt đau một chút. Thư ký Tiết Minh Lâu của Giang Mẫn Chi pha giúp Giang Mẫn Chi một ly trà đặc rồi bưng vào, đặt ở trên bàn trà. Minh Lâu, lời nói của Lưu Văn Đào cậu tin mấy phần? Giang Mẫn Chi mở mắt, bưng ly trà rồi hỏi Tiết Minh Lâu, ý bảo hắn ngồi xuống nói. Tiết Minh Lâu cùng Giang Mẫn Chi đến Đông Hải đảm nhiệm trợ thủ của hắn, lại xác định quan hệ yêu đương với con gái của Giang Mẫn Chi. Tuy nói trong đại viện cơ quan có ký túc xá, có đôi khi làm việc quá khuya sẽ ở lại trong Tân Mai Uyển của đại viện tỉnh ủy. Lần này Lưu Văn Đào qua đây còn nói Hải Châu bị Cẩm Hồ lấy thúng úp voi, bí thư thành ủy hắn chẳng qua là oán giận cho có, chỉ có vẻ ngoài. Trong lời nói của Lưu Văn Đào có mấy phần thật mấy phần giả, Tiết Minh Lâu tin tưởng Giang Mẫn Chi tự có phán đoán. Nói đến cùng, địa vị xấu hổ của Lưu Văn Đào, cùng với nói là Cẩm Hồ lấy thúng úp voi, không bằng nói là trong tỉnh tận lực an bài. Khi đó Đông Hải là Đào Tấn quản lý làm chủ, Cẩm Hồ thu được ủng hộ của Đào Tấn, Lưu Văn Đào tại Hải Châu bị tận lực giá không còn tình hữu khả nguyên. Sau khi Đào Tấn điều ra khỏi Đông Hải, Lý Viễn Hồ đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, bố cục chính trị của Hải Châu không xảy ra chút biến động nào. Địa vị của Lưu Văn Đào vẫn xấu hổ như trước, điều này ít nhiều có hơi kỳ lạ. Trước khi Tiết Minh Lâu theo Giang Mẫn Chi tới Đông Hải, thậm chí nghe nói giữa Lý Viễn Hồ cùng Cẩm Hồ có ngăn cách tương đối sâu, nhưng trong mấy tháng họ tới Đông Hải quan sát được, giữa Lý Viễn Hồ cùng Cẩm Hồ cũng không tồn tại ngăn cách mà bọn họ nghe nói hoặc cho rằng trước đó. Sau khi Lý Viễn Hồ tại thế chỗ Đào Tấn, rất nhanh đã nắm giữ cục diện của Đông Hải, hình như không tồn tại vấn đề quá độ gì. Điều này cũng ngoài dự liệu của Giang Mẫn Chi. Tiết Minh Lâu cho rằng giữa nhất nhị bả thủ trên địa phương trung quy sẽ tồn tại một số mâu thuẫn, điều này cũng sẽ làm cho thành viên tỉnh ủy xuất hiện phân hóa. Nếu như mâu thuẫn quá gay gắt, thành viên tỉnh ủy lại đành phải có khuynh hướng giữa nhất nhị bả thủ, tình huống ủng hộ nhất bả thủ chèn ép nhị bả thủ đó chính là hiện tượng hết sức bình thường. Khi nhất nhị bả thủ tiếp nhận, thậm chí sẽ xảy ra tình huống tập thể thành viên tỉnh ủy chống lại nhị bả thủ thay thế nhất bả thủ. Cho dù tình huống của tỉnh Đông Hải sẽ không nghiêm trọng đến mức độ này, Tiết Minh Lâu cho rằng Giang Mẫn Chi đến Đông Hải sẽ cơ hội có thể lợi dụng, trong thành viên tỉnh ủy lôi kéo 2-3 trợ lực. Nhưng mà tình huống hoàn toàn không phải như tưởng tượng trước đó, không chỉ nói thành viên tỉnh ủy xa cách với Giang Mẫn Chi,
dù thành viên trong nội bộ chính phủ tỉnh, Giang Mẫn Chi cũng nắm giữ không được. Cũng không phải là nói Lý Viễn Hồ đang tận lực tranh quyền đoạt thế cùng Giang Mẫn Chi. Tiết Minh Lâu là người theo Giang Mẫn Chi làm việc, có thể rõ ràng cảm giác được phong cách xử sự trong nội bộ chính phủ tỉnh vẫn có vết tích rất rõ ràng của Lý Viễn Hồ, đặc biệt là mấy phó tỉnh trưởng trên hội nghị xử lý thường vụ chính phủ tỉnh, thậm chí sẽ nói ra những lời như, khi bí thư Lý làm tỉnh trưởng sẽ. Tu dưỡng của Giang Mẫn Chi cho dù tốt, nghe xong lời này, trong lòng cũng sẽ rất khó chịu, nếu không tranh quyền đoạt thế, trên nhất mẫu tam phân địa của mình vẫn phải chắc chắn được. Tình cảnh của Lưu Văn Đào tại Hải Châu làm cho Giang Mẫn Chi ít nhiều có chút cảm giác đồng bệnh tương liên, đặc biệt là những lời bực tức của Lưu Văn Đào, nói trắng ra cũng là oán giận tỉnh ủy đang tận lực áp chế hắn. Giang Mẫn Chi mới có kiên trì nghe hắn làm nhảm nhiều như vậy. Tiết Minh Lâu sờ sờ mũi, vấn đề này của Giang Mẫn Chi quả thật khiến hắn khó trả lời, chỉ nói, có lẽ bí thư Lưu cũng là có khổ nói không nên lời, mới nói những lời bực tức đó. Hắn nghĩ thầm cho dù Lưu Văn Đào không đúng mực đi nữa, dù Giang Mẫn Chi cùng Lý Viễn Hồ có mâu thuẫn rõ ràng đi nữa, cũng không tới phiên Lưu Văn Đào oán giận Lý Viễn Hồ ở trước mặt Giang Mẫn Chi. Cẩm Hồ thực sự khiến người đau đầu. Chương 1273, cục diện bế tắc sắp phá giải 3. Giang Mẫn Chi khẽ thở dài, lúc trước tỉnh ủy an bài bố cục nhân sự của Hải Châu như vậy, triệt để giá không Lưu Văn Đào, cũng là hoàn toàn suy nghĩ từ góc độ có lợi với Cẩm Hồ. Sau khi Lý Viễn Hồ thế chỗ Đào Tấn, hoàn toàn không thay đổi cục diện nhân sự của Hải Châu, hẳn là không hoàn toàn là vì bảo trì sự yên ổn đoàn kết của Hải Châu. Hắn không thể không có cảm xúc đối với tình cảnh của Lưu Văn Đào, chỉ là những cảm xúc này cùng với những nguyên nhân trình tự sâu phía sau mà hắn nhận định cũng sẽ không đề cập với Tiết Minh Lâu, chỉ nói, hiện tại các nơi toàn quốc đều cho rằng doanh nghiệp nhà nước cải chế sẽ ngang với tư hữu hóa, mà công ty cổ phần Hải Châu tại những năm 95, 96 đã cung cấp cho doanh nghiệp nhà nước một lối đi khác, mà một doanh nghiệp thể chế kinh tế tư hữu như Cẩm Hồ lại trưởng thành tại Hải Châu, thực sự là khiến người khó suy nghĩ. Tiết Minh Lâu cũng bất đắc dĩ cười theo, khi tại Bộ ủy, Phòng Nghiên cứu Kinh tế còn đặc biệt sai người nghiên cứu qua hình thức của Hải Châu, sau đó không biết sao lại không giải quyết được gì. Đó là có người không hy vọng kinh nghiệm của Hải Châu được phổ biến. Giang Mẫn Chi cũng không nói rõ là ai. Quan viên Thủy Trung kiên trì muốn cường hóa địa vị của tư bản quốc hữu như hắn lúc này là phái thiểu số. Tiết Minh Lâu lại nghiêm túc nghiên cứu qua Hải Châu, tuy nhiên trước khi tới Đông Hải, nghiên cứu đối với Hải Châu vẫn chỉ dừng lại ở mức độ nông cạn, không lý giải được quan hệ nhân sự phức tạp phía sau Hải Châu. Là xí nghiệp quốc hữu ngôi sao của địa phương, sự trưởng thành của Hải Châu không nằm ngoài những người Đường Học Khiêm, Trương Chi Hành. Sau khi Trương Chi Hành đến Tân Vu, còn tại Tân Vu mở rượu Vân Trì, một xí nghiệp quốc hữu ngôi sao địa phương. Đường Học Khiêm đến Giang Nam đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thường vụ, thúc đẩy cải chế xí nghiệp quốc hữu của tỉnh Giang Nam, cũng có cách làm khác hoàn toàn tư hữu hóa xí nghiệp quốc hữu ở địa phương khác. Nếu như không có Cẩm Hồ, lấy thành tích thực của họ làm ra, Giang Mẫn Chi có lẽ sẽ nhận định họ là người đồng loại. Nhưng trên thực tế, họ có thể là chỗ dựa tối kiên định của Cẩm Hồ hệ tại thể chế kinh tế tư hữu khổng lồ nhất trước mắt ở trong nước. Cẩm Hồ phát triển cho tới quy mô hiện nay, phía sau ít nhiều có ảnh hưởng của họ, thậm chí nói có ít nhiều thúc đẩy trực tiếp người ngoài sẽ không biết được. Hiện tại cũng không phải là nói muốn phổ biến kinh nghiệm của cổ phần Hải Châu, mà là muốn hạn chế ảnh hưởng cùng thẩm thấu của Cẩm Hồ đối với công tác kinh tế tỉnh Đông Hải. Trước đó đã phỏng đoán sai lầm quan hệ giữa Lý Viễn Hồ cùng Cẩm Hồ, Tiết Minh Lâu theo Giang Mẫn Chi đi tới Đông Hải mới phát hiện tỉnh Đông Hải chứa nhiều chính sách kinh tế quan trọng, phía sau đều tồn tại cái bóng của Cẩm Hồ. Mà những chính sách kinh tế này, Lý Viễn Hồ lại là người thúc đẩy trực tiếp, cũng là người được lợi chiến tích trực tiếp nhất. Rất nhiều vấn đề khiến người ta nghi hoặc không giải thích được đều có thể truy nguyên đến trên đầu Cẩm Hồ. Trước đó rất khó tưởng tượng một xí nghiệp tư doanh lại ảnh hưởng cùng thẩm thấu đối với địa phương sâu như vậy, không chỉ nói đối mặt với Lý Viễn Hồ, Tiết Minh Lâu biết trong khoảng thời gian Giang Mẫn Chi đến Đông Hải thậm chí đành phải dè dặt xử lý quan hệ cùng Cẩm Hồ. Trước thế cục thế này, dù cho ai ngồi ở vị trí của Giang Mẫn Chi cũng sẽ thúc thủ vô sách. Có điều Giang Mẫn Chi cũng không phải loại người cam tâm khuất phục, hắn muốn phá vỡ cục diện này. Vụ án Trần Kỳ Bân liên lụy tới một phó tỉnh trưởng, Giang Mẫn Chi suy nghĩ qua, cho dù không có vấn đề càng nghiêm trọng khác, chỉ bằng việc nhận bút ngòi vàng quý giá có thể một cước đá văng hắn đi. Vị trí phó tỉnh trưởng đang trống, quả thật có thể cung cấp một cơ hội thay đổi cục diện trước mắt. Nhưng đổi lại ai tới thế thân? Lý Viễn Hồ có thể cường liệt biểu đạt ý kiến cá nhân của hắn hay không? Lưu Văn Đào tới cùng có phải là nhân tuyển thích hợp hay không?
Giang Mẫn Chi cũng có chút lo lắng. Mặt khác, thay đổi loại trình độ này còn lâu mới khiến hắn thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này Giang Mẫn Chi cũng mò thấu nhân sự của Đông Hải. Lục Văn Phu từng đảm nhiệm thư ký trưởng cho Từ Học Bình, Lý Viễn Hồ, người này trên thực tế đã từng là cầu nối để làm dịu quan hệ giữa Lý Viễn Hồ cùng Cẩm Hồ. Mặc dù Lý Viễn Hồ cùng Cẩm Hồ lúc này có lẽ không còn yêu cầu cái cầu này nữa. Nhưng trong tỉnh rất nhiều công tác kinh tế tương quan cùng Cẩm Hồ, hoặc là nói chính sách kinh tế Cẩm Hồ ở sau lưng thúc đẩy, đại đa số vẫn do Lục Văn Phu trực tiếp phân công quản lý. Tỷ như cùng tỉnh Giang Nam thúc đẩy kế hoạch hợp tác kinh tế khu vực lưu vực Tiểu Giang, cùng thúc đẩy công trình xây cảng đảo Đông Sơn Tân Đình, cơ sở sản nghiệp sắt thép nghìn vạn tấn Tân Đình v.v. Tạm thời không quản những công tác cùng chính sách kinh tế này đối với Đông Hải là lợi hay là hại, Giang Mẫn Chi nghĩ thầm bản thân phải nắm chủ động một chút, chỉ ít phải cho vị trí của Lục Văn Phu động một chú, có lẽ để cho Lưu Văn Đào lên vị trí này càng thích hợp hơn. Điện thoại trên bàn công tác đột nhiên vang lên, Giang Mẫn Chi nhìn thoáng qua, không biết lúc này có chuyện gì. Tiết Minh Lâu đi qua cầm lấy điện thoại, nói chuyện vài câu liền treo máy, rồi nói với Giang Mẫn Chi, đồng chí của Kỷ ủy tỉnh gọi điện thoại qua đây, vụ án của Trần Kỳ Bân lại có tiến triển mới. Địa ốc Khải Phượng có công ty cho vay không quá chính quy, con trai của Trần Kỳ Bân cùng công ty cho vay mượn một khoản tiền không thể trả được, Trần Kỳ Bân mới phối hợp ép giá tòa cao ốc của Sở Giáo dục để bán cho địa ốc Khải Phượng. Giá thấp, giá cũng thấp thật, may mà có người kịp thời tố giác, bằng không thì, không biết quốc gia lại phải tổn thất bao nhiêu. Giang Mẫn Chi lạnh lùng nói, bởi vì vụ án của Trần Kỳ Bân trực tiếp liên lụy tới phó tỉnh trưởng, hắn không quản Lý Viễn Hồ có yêu cầu đặc biệt hay không, hắn muốn tùy thời nắm giữ tiến triển mới nhất của vụ án. Có điều đây cũng không tính tiến triển đặc biệt gì. Hắn nghi hoặc nhìn Tiết Minh Lâu, có phải còn phát hiện tình huống gì khác nữa không? Con trai Trần Dũng của Trần Kỳ Bân là sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Đông Hải, trung tuần tháng 4 cùng công ty cho vay nhẹ thuộc địa ốc Khải Phượng mượn 80 vạn làm tiền bảo đảm mua bán cổ phiếu. Tổ chuyên án đã kiểm tra tư liệu tương quan, trung hạ tuần tháng 4 Trần Dũng trước sau tổng cộng gom góp gần 400 tài chính làm tiền bảo đảm từ chứng khoán Vân Lâm huy động vốn 30 triệu tập trung thao tác cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc, bởi cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc rất thảm vào cuối tháng 4, khoản tiền này lỗ nặng. Trần Kỳ Bân mới bí quá hóa liều. Khoa học công nghệ Hải Túc. Giang Mẫn Chi cũng không nghĩ đến vụ án của Trần Kỳ Bân lại liên lụy tới khoa học công nghệ Hải Túc và City chứng khoán. Hắn nhăn mày, hơi nhắm mắt lại như đang suy nghĩ cái gì. Đây cũng là một cơ hội. Tiết Minh Lâu thấy Giang Mẫn Chi nhíu mày trầm tư, hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Hắn biết trong khoảng thời gian này Giang Mẫn Chi đang để ý đến khoa học công nghệ Hải Túc. Khoa học công nghệ Hải Túc là điển hình chuyển nhượng cải chế thành công của xí nghiệp quốc hữu có khống chế hướng xí nghiệp tư hữu. Nhưng lấy trực giác làm kinh tế nhiều năm của họ, khoa học công nghệ Hải Túc hẳn là tồn tại vấn đề rất lớn. Nếu có thể ở trên khoa học công nghệ Hải Túc tra ra vấn đề lớn, Giang Mẫn Chi có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu trong tỉnh nghĩ lại công tác kinh tế đoạn thời gian trước, ở trong tỉnh tranh thủ được quyền chủ động nhất định. Nhưng phía sau khoa học công nghệ Hải Túc thực tế là nghiêm gia chiết đông, không có chứng cứ hữu lực. Giang Mẫn Chi cũng không thể trực tiếp khiến bộ môn có liên quan tùy tiện đi điều tra. Vụ án của Trần Kỳ Bân liên lụy tới khoa học công nghệ Hải Túc, cũng có thể danh chính ngôn thuận để cho bộ môn có liên quan đi điều tra vấn đề của khoa học công nghệ Hải Túc, có thể trước tiên điều tra từ chứng khoán Vân Lâm, hội chứng giá mệnh lệnh rõ ràng cấm công ty chứng khoán cung cấp vốn huy động cho khách hàng. Lần này chứng khoán Vân Lâm không ngờ cung cấp 30 triệu vốn huy động cho cá nhân. Bản thân của việc này đã là một án lớn rồi. Trần Dũng đều đầu tư 30 triệu này vào cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc. Lần này nếu có thể nắm được của tin tức giao dịch hoặc nhược điểm thao túng thị trường chứng khoán. Chứng khoán Vân Lâm có phải là công ty chứng khoán thuộc Ủy ban Mậu Dịch Kinh tế tỉnh hay không? Giang Mẫn Chi hỏi. Tôi sẽ điều tra một chút. Tiết Minh Lâu không có ấn tượng gì đối với chứng khoán Vân Lâm. Nếu như công ty chứng khoán thuộc Ủy ban Mậu Dịch Kinh tế tỉnh, điều tra sẽ càng thuận tiện hơn. Chương 1274 Hiệp lộ tương phùng trên xe lửa 1. Trương Khác ở Hải Châu khoảng nửa tháng, khi trở lại kiến nghiệp thì có tin tức nói khả năng chứng khoán Vân Lâm đã gây ra đại án, ngòi nổ chính là vụ án Trần Kỳ Bân. Trần Dũng con trai của Trần Kỳ Bân thông qua hình thức nộp tiền bảo đảm, huy động vốn của bộ phận kinh doanh của chứng khoán Vân Lâm 30 triệu thao tác cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc. Việc này trái với lệnh cấm của hội chứng giám cấm công ty chứng khoán cung cấp vốn huy động cho khách hàng. Bản thân vấn đề này cũng không tính quá nghiêm trọng, rất nhiều công ty chứng khoán đều sát biên cầu làm như vậy. Bởi giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc trong khoảng thời gian này tăng mạnh trở lại,
bù vào cho sụt giảm mạnh đoạn thời gian trước. Sau khi đạt được tin tức nội bộ, chứng khoán Vân Lâm tiến hành thao tác close position đối với tài khoản của Trần Dũng, lỗ lã không nghiêm trọng lắm. Chứng khoán Vân Lâm cũng kịp thời điều động tài chính bổ sung vào chỗ thua lỗ. Mặc dù sẽ đối mặt với nghiêm phạt của bộ môn chứng giám, nhưng không tính là đả kích nghiêm trọng. Rất đáng tiếc, có một số người đã bỏ qua sự hiểu rõ của Giang Mẫn Chi đối với công tác chứng khoán tài chính cùng với quyết tâm gây ra án tại Đông Hải. Tài chính tự có của bộ phận kinh doanh chứng khoán Vân Lâm chưa đến 100 triệu, cung cấp vốn huy động cho khách hàng lại cao tới 30 triệu, đủ để khiến người hoài nghi bộ phận kinh doanh thực tế sở hữu lượng tài chính nghiêm trọng không tương xứng. Giang Mẫn Chi nhắc nhở bộ môn chủ quản của chứng khoán Vân Lâm là Ủy ban Mậu dịch Kinh tế tỉnh cùng với Cục Chứng giám tỉnh, thông qua tiến thêm một bước điều tra phát hiện chứng khoán Vân Lâm tồn tại hiểm nghi hút tồn khoản của công chúng phi pháp, hơn nữa số tiền hiếm thấy trong những năm gần đây ở Đông Hải. Khi tỉnh trưởng từ tại Đông Hải đã tiến hành chỉnh lý qua đối với các công ty tài chính thuộc cấp tỉnh, không ngờ hiện tại lại xảy ra vấn đề lớn như vậy. Lục Văn Phu khẽ thở dài một hơi, sơ bộ điều tra, chứng khoán Vân Lâm hút tiền gửi phi pháp khả năng vượt quá 1 tỷ. Hạ tuần tháng 7, Kiến Nghiệp đang gặp mùa nóng bức trong trà xá Trang Nhã trên phía bắc ngọn núi Sư Tử gió mát rượi, một nơi tránh cái nóng mùa hè rất tốt ở Kiến Nghiệp. Việc gần đây cũng làm cho đắc nhân tâm hoảng sợ. Đặc biệt là Giang Mẫn Chi có ý định tiến hành điều chỉnh công tác phân công quản lý của thành viên chính phủ tỉnh, sẽ trực tiếp liên quan đến lợi ích của Cẩm Hồ. Khi Trương Khác tại Hải Châu nhận được hai cuộc điện thoại của Lục Văn Phu, trở lại Kiến Nghiệp, Trương Khác liền mời hắn lên núi, trùng hợp Hứa Hồng Bá cũng ở Kiến Nghiệp, liền cùng nhau lên núi nghỉ hè uống trà. Trương Khác nghe Lục Văn Phu nói đến vụ án của chứng khoán Vân Lâm gây xôn xao nhất trong hai ngày nay, tay bưng ly sứ, ánh mắt nhìn mặt sông xa xa. Một lát sau mới nói, kẽ hở có thể chui rất nhiều. Chỉ nói đến vụ án này, Giang Mẫn Chi tóm không tha, đó chính là đại án. Trong mắt người bình thường, chứng khoán Vân Lâm thông qua hình nhờ quản lý tài sản hút tiền gửi của công chúng, chỉ cần không có kẽ hở gì, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chứng khoán Vân Lâm hút tiền của công chúng rồi thông qua hình thức cho vay hoặc trực tiếp đại lý thao tác tại thị trường chứng khoán. Theo một số người, càng là công ty chứng khoán thì nên có cách thức vơ tiền. Cho dù có kẽ hở gì, đưa ra một con dê thế tội cũng sẽ không nhận nghiêm phạt nghiêm trọng bao nhiêu. Lục Văn Phu cười cười. Từ trong lời nói của Trương Khác hắn không nghe ra được nhiều ẩn ý, nghĩ thầm Trương Khác hẳn là biết tâm tư của Giang Mẫn Chi. Lưu Văn Đào gần đây đến Kiến Nghiệp hoạt động nhiều lần, trong đó thậm chí còn trở về Bắc Kinh một chuyến, thậm chí có lời đồn truyền ra sẽ điều Lưu Văn Đào đến tỉnh đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Lẽ nào Trương Khác thật không lo lắng Giang Mẫn Chi cuối cùng sẽ chỉ mâu thuẫn vào Cẩm Hồ? Vụ án hút tiền phi pháp này cũng là do vụ án Trần Kỳ Bân dính dáng kéo ra. Dựa theo lệ cũ, bộ môn phá án sẽ dè dặt khống chế tiến trình tra án để tránh khỏi vụ án liên lụy quá nhiều đến mức không thể vãn hồi. Nhưng vụ án Trần Kỳ Bân dưới sự thúc đẩy của Giang Mẫn Chi có xu thế càng diễn càng mãnh liệt hơn, tạm thời cũng không có ý tạm ngưng. Giang Mẫn Chi cũng đã ở trên hội nghị xử lý thường vụ chính phủ tỉnh công khai tiến hành một lần cẩn thận thanh tra cơ cấu chứng khoán tài chính toàn tỉnh. Khác với năm đó tự học bình chỉnh đốn hệ thống lâm nghiệp, thủy lợi tỉnh. Giang Mẫn Chi chỉnh đốn hệ thống tài chính tỉnh chưa nói tới tâm tư chính đáng, hắn có lẽ càng muốn mượn cơ hội quấy một chút để thay đổi cục diện bị động từ khi hắn đến Đông Hải công tác tới nay. Tuy nói thế sự có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, tân nhiệm bí thư tỉnh ủy Lý Viễn Hồ vẫn đưa ra thái độ ủng hộ đối với hai vụ án Trần Kỳ Bân và chứng khoán Vân Lâm. Về phần liên quan đến khác, đặc biệt là vấn đề điều động nhân sự, hắn lại thủy chung bảo trì tư thái trầm mặc, rất nhiều người đều không suy đoán được việc này. Cái gọi là vua nào triều thần nấy, trên thực tế khi Đào Tấn rời khỏi Đông Hải, Lý Viễn Hồ tiếp nhận vị trí bí thư tỉnh ủy, Giang Mẫn Chi nhảy dù tới đảm nhiệm tỉnh trưởng, rất nhiều người đều chờ mong bố cục chính trị của Đông Hải sẽ có điều chỉnh với biên độ trọng đại. Tình huống thực tế thì quan trường Đông Hải vẫn kéo dài đến hiện tại đều không có gì điều chỉnh lớn gì. Việc này đã ngoài dự liệu của rất nhiều người. Vụ án của Trần Kỳ Bân hợp thời quấy lên cục diện bế tắc, cũng làm cho một số người thấy được cơ hội. Lục Văn Phu từng làm thư ký trưởng của Lý Viễn Hồ, lại được Lý Viễn Hồ đề bạt làm phó tỉnh trưởng, hắn suy nghĩ tư thái trầm mặc của Lý Viễn Hồ cũng có hơi cùng loại với loại thái độ ba phải trước mắt của Trương Khác, nghĩ thầm đây coi như là một loại ăn ý nhỉ. Lục Văn Phu sự vụ nặng nề, cũng không có rảnh nhiều để nghỉ hè hóng mát ở trà xà dưới chân núi, khoảng 4 giờ chiều liền có việc quấn lấy, hắn liền ra về. Trương Khác cùng Hứa Hồng Bá gặp gỡ, có thời gian dù gì cũng phải chiến một ván. Lục Văn Phu đi rồi họ cũng không nóng lòng xuống núi, bảo Trần Phi Dung cầm giúp tới bàn cờ,
rồi đánh với Hứa Hồng Bá một ván cờ ngay trên chiếc sạp trúc trước cửa sổ. Tiểu nha đầu này xem như là tốt nghiệp rồi chứ? Hứa Hồng Bá cười hỏi Trần Phi Dung, nhân sinh trải qua cũng thật vội vã, ta vẫn còn nhớ rõ hình dạng của tiểu nha đầu hồi nhỏ nước mũi tèm lem chạy trong sân cờ. Từ nhỏ tính hình đã hiếu thắng. Trương Khắc cười cười, biết Trần Phi Dung tạm thời còn chưa dung nhập vào nhân vật làm trợ thủ của y. Trương Khắc thò tay vào hộp cờ cầm lấy một quân cờ rồi mời Hứa Hồng Bá đoán quyết định đi trước đi sau. Y cầm quân đen đi trước, lấy tam liên tinh khai cục, vừa đi cờ vừa nói, bên Đông Hải này quá bình thường cũng không bình thường nữa rồi. Vụ án Trần Kỳ Bân khuấy một cái cũng tốt. Chương 1275, hiệp lộ tương phùng trên xe lửa 2. Cậu dự định lui một bước lớn. Hứa Hồng Bá hỏi, chiếu theo thế cục phát triển xuống, mảng phân công quản lý của Lục Văn Phu, Giang Mẫn Chi sẽ nhét một người vào, nói không chừng chính là Lưu Văn Đào. Trên chính trị cho tới bây giờ cháu vẫn chưa có dã tâm gì, cũng càng không muốn biểu hiện ra dã tâm gì. Trương Khắc cười khổ, Cẩm Hồ thúc đẩy một số công tác kinh tế trên địa phương cũng không có yêu cầu lợi ích đặc biệt gì, nhưng xã hội này không phải là xã hội thanh giả tự thanh, nếu họ cho rằng nhét một người vào sẽ là chèn ép không nhỏ đối với Cẩm Hồ, vậy cứ để họ nhét vào đi. Nếu như Đông Hải thật sự bền chắc như thép không có sơ hở có thể chui, nói không chừng bên trên sẽ càng cảnh giác với Cẩm Hồ hơn. Giang Mẫn Chi muốn từng bước ép sát, Cẩm Hồ sẽ từng bước thoái nhượng. Cũng phải cho một số người bên trên an tâm mới được. Trong lòng Lý Viễn Hồ cũng nghĩ như vậy chứ. Hứa Hồng Bá cười khẽ, hắn có hoài bão chính trị càng cao xa hơn, sẽ không ngoan cố nhìn Đông Hải là địa bàn của hắn, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Giang Mẫn Chi muốn khuấy đảo cục diện, hắn tự nhiên có thể thuận nước đẩy thuyền một phát. Trương Khắc gật đầu, Giang Mẫn Chi thật muốn nhét Lưu Văn Đào vào thành viên chính phủ tỉnh, thậm chí để Lưu Văn Đào thay thế Lục Văn Phu hiệp trợ hắn chủ trì công tác kinh tế của tỉnh Đông Hải. Lý Viễn Hồ hơn phân nửa cũng sẽ cam chịu. Thậm chí Giang Mẫn Chi tiến hành điều chỉnh chính sách công tác kinh tế tỉnh Đông Hải, chỉ cần là tìm tòi tới các phương diện có lợi, thì cũng không hẳn không được. Hiện tại cháu chờ xem cái đầm nước đục này có thể khuấy đến trên đầu khoa học công nghệ Hải Túc hay không, không biết trong đầu người Nghiêm gia lúc này đang nghĩ cái gì, có điều cho dù không khuấy được đến trên đầu khoa học công nghệ Hải Túc, nước cờ này của Nghiêm gia cũng không có đầy đủ thời gian để đi rồi. Việc trên kinh tế ta cũng không quá thấu hiểu, Hứa Hồng Bá hỏi. Nếu không phải Hoành Tín quá không giữ quy củ, trên thực tế có mấy tập đoàn dân doanh quy mô gần như Cẩm Hồ cũng có thể phân tán đi một ít quan tâm của bên trên đối với Cẩm Hồ. Cũng không phải là Thanh Cao, cùng với họ, thật hổ thẹn khi nhập bọn. Trương Khắc cười nói, buổi tối cháu muốn ngồi xe lửa đến Bắc Kinh một chuyến, chắc không có thời gian ăn cơm với thầy Hứa rồi. Thăng 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 thăng. Nghiêm Văn Giới cau mày, mắt nhìn Lưu Kỳ Tuấn, Giang Mẫn Chi thanh tra cơ quan tài chính chứng khoán thuộc tỉnh Đông Hải, chứng khoán Tinh Hà thuộc Bộ Tài chính, cùng tỉnh Đông Hải chả liên quan gì. Họ chột dạ cái gì? Trải qua gần 20 ngày giao dịch mới tăng lên. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc rốt cuộc đứng lên giá 34 đồng, một cổ phiếu, đạt được điều kiện tại thị trường cấp 2 công khai tăng phát. Lúc đang chuẩn bị khởi động phương án công khai tăng phát, lúc này trưởng nhóm bao tiêu, Lead Underwriter, chứng khoán Tinh Hà đã có ý lùi bước, biểu thị giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc một khi rơi xuống hạn định giá tự nhiên sẽ ngừng tiến trình tăng phát. Chứng khoán Tinh Hà không thực hiện nghĩa vụ bao tiêu đối với cổ phiếu mới chưa phát hành. Điều này hoàn toàn khác với hứa hẹn trước đó. Trước đó chứng khoán Tinh Hà đáp ứng sẽ cùng khoa học công nghệ Hải Túc ký kết hiệp nghị tăng phát bao tiêu cổ phiếu mới. Căn cứ vào hứa hẹn trước đó, chỉ cần thực hiện tăng phát, khoa học công nghệ Hải Túc kế hoạch thông qua thị trường cấp 2 công khai tăng phát 140 triệu cổ phiếu, sẽ hoàn toàn do chứng khoán Tinh Hà bao tiêu, trong quá trình tăng phát khả năng bởi vì giá cổ phiếu rơi xuống dẫn đến tăng phát đình chỉ cũng hoàn toàn do chứng khoán Tinh Hà gánh chịu, chứng khoán Tinh Hà chỉ yêu cầu khoa học công nghệ Hải Túc trả tiền cao hơn phí dụng phát hành tương ứng. Bao tiêu mới là phương án tăng phát có lợi nhất đối với khoa học công nghệ Hải Túc, mặc dù mảng công nghệ mới tăng mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng khoa học công nghệ Hải Túc sở dĩ có thể tăng đến trên 34 đồng, một cổ phiếu, mức độ tăng tới gấp đôi, là kết quả Hoành Tín, Tinh Điển điều động 2 tỷ tài chính vào thị trường cấp 2 thác thị. Trước đó Nghiêm Văn Giới kế hoạch là hoàn toàn ném cục diện rối rắm vào trong tay chứng khoán Tinh Hà, sau đó hắn có thể kịp thời rút về 2 tỷ tài chính từ thị trường cấp 2. Chứng khoán Tinh Hà trở quẻ, Hoành Tín không những không thể rút tài chính khỏi thị trường cấp 2, thậm chí còn muốn tiếp tục triệu tập tài chính dự phòng,
trong quá trình tăng phát giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Thúc rơi xuống giá giới hạn dẫn đến tăng phát thất bại. Chứng khoán Tinh Hà lui lại khiến Nghiêm Văn Giới cảm thấy rất bất ngờ. Giang Mẫn Chi chỉ thị Cục Chứng khoán tỉnh trước tiên báo cáo vụ án của chứng khoán Vân Lâm đến hội chứng giám, ngày hôm qua bao gồm giám đốc phản của chứng khoán Tinh Hà cũng được gọi đến hội chứng giám mở hội nghị nội bộ, ngày hôm nay thì lộ ra ý lùi bước. Lưu Kỳ Tuấn nói, tôi lo lắng Cục Chứng khoán tỉnh không chỉ đơn giản là báo cáo nho nhỏ đâu. Trước đó chứng khoán Tinh Hà hứa hẹn bao tiêu, cũng không phải ý thức không được phiêu lưu tồn tại trong đó, chỉ là phiêu lưu có lớn nhưng có quan hệ gì lớn với cao tầng của chứng khoán Tinh Hà. Chỉ cần biểu hiện ra hợp trình tự, cho dù chứng khoán Tinh Hà tương lai sẽ nhận phải tổn thất nhất định, cũng có thể lấy cớ mua một bài học thị trường, dù gì cũng không muốn bản thân cao tầng của chứng khoán Tinh Hà bỏ tiền túi trả những tổn thất này. Chẳng qua then chốt là nội bộ bị cảnh cáo, bị hội chứng giám để ý. Cao tầng của chứng khoán Tinh Hà chưa hẳn có can đảm phối hợp với họ làm ngược lại. Đây không phải là vấn đề bao nhiêu tiền có thể giải quyết, đối với cao tầng của chứng khoán Tinh Hà mà nói. Chỉ cần ngồi ở trên vị trí, cơ hội kiếm tiền có rất nhiều. Then chốt vẫn là tăng phát cổ phiếu mới của khoa học công nghệ Hải Thúc làm cho người ta theo dõi. Giang Mẫn chỉ muốn gây chuyện tại Đông Hải, muốn lấy Nghiêm ra chúng ta khai đao. Nghiêm Văn Giới rực rực đôi lông mày, mắt nhắm lại. Trước đây hắn cũng không nghĩ đến khả năng này, cho dù hạ tuần tháng 4 khi NASDAQ sụt giá, Giang Mẫn chỉ phát biểu ngôn luận bất lợi với giới truyền thông, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Giang Mẫn Chi trở thành chướng ngại vật là việc hắn không ngờ tới. Giang Mẫn Chi ở trong bộ ủy mặc dù kiên trì cải chế doanh nghiệp nhà nước, nhưng rất chống lại cải chế tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước. Hắn là một trong những quan viên ở trong bộ ủy đại biểu đề xuất cường hóa địa vị của tư bản quốc hữu, nếu hắn cố tình muốn đem khoa học công nghệ Hải Thúc trở thành điển hình thất bại của cải chế tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước để nắm lấy, chưa hẳn sẽ không làm chút gì mờ ám. Lưu Kỳ Tuấn phân tích vấn đề mà hắn nghĩ đến cho Nghiêm Văn Giới nghe. Còn nói thêm, Lưu Văn Đào gần đây đã đi rất gần Giang Mẫn Chi, có thể hay không thông qua hắn. Nghiêm Văn Giới cảm thấy rất đau đầu, chưa hẳn khả thi, nghe nói Giang Mẫn Chi ở trong bộ ủy đã khiến người khác đau đầu, chỉ sợ không thể khiến hắn thu lại bát nước đã hắt đi. Mà khi lão gia tử còn ở bộ ủy trung ương, quan hệ cùng vị quan của Giang gia cũng chưa nói tới hòa hợp. Chương 1276, Hiệp lộ tương phùng trên xe lửa 3. Nếu như không thể ký kết hiệp nghị bao tiêu cùng chứng khoán Tinh Hà, không thể chuyển tăng phát phiêu lưu tới chứng khoán Tinh Hà, vậy chúng ta chỉ có thể sửa chữa kế hoạch đã định. Tôi là lo lắng trạng thái tăng lên sẽ giảm đi, đến lúc đó áp lực sẽ cực kỳ lớn. Lưu Kỳ Tuấn nói, nhưng tên đã trên dây đành phải phát, vì có thể tăng phát thành công, Hoành Tín cùng Tinh Điển trước sau đưa vào 3 tỷ tài chính, một khi vứt bỏ tăng phát, 3 tỷ tài chính tất phải bị xẻo đi 2 tầng ra mới có thể rút người ra được. Chỉ cần tăng phát thành công, 3 tỷ tài chính này cần cắt 3 tầng ra cũng hoàn toàn không sao. Tôi còn nghĩ, tin tức này đợi đến tối mở hội nghị sẽ thông báo cho Lâm Tiểu Thư. Nghiêm Văn Giới phân phó, trước tiên anh nghĩ xem có đối sách gì khác hay không, tuy nói khả năng không lớn, bên Giang Mẫn Chi tôi vẫn tự mình đi bái phỏng một chút mới tốt. Ngày mai tôi lại đến Bắc Kinh một chuyến, nói không chừng bên chứng khoán Tinh Hà vẫn có thể nói chuyện được. Tôi biết rồi. Lưu Kỳ Tuấn gật đầu. Mặc dù vừa rồi hắn kiến nghị thông qua Lưu Văn Đào liên hệ Giang Mẫn Chi, nhưng hắn biết khiến Giang Mẫn Chi chuyển biến thì khả năng rất nhỏ. Thăng 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 thăng. Nghiêm Văn Giới không gặp được Giang Mẫn Chi, Giang Mẫn Chi cùng ngày đã đến Tân Thái, Giang Nghi thị sát, đến tối sẽ nghỉ ở Tân Thái. Nghiêm Văn Giới không có khả năng tìm đến Tân Thái, cho dù đuổi tới Tân Thái, Giang Mẫn Chi cũng sẽ bị các quan viên địa phương vây kín, chưa hẳn sẽ cho hắn cơ hội gặp mặt. Nghiêm Văn Giới cảm thấy bên chứng khoán Tinh Hà vẫn có thể nói chuyện, đợi không thể kéo dài tới ngày hôm sau mới ngồi máy bay đến Bắc Kinh, hắn quyết định ngồi chuyến xe lửa ban đêm đến Bắc Kinh, như vậy có thể tranh thủ trước thời gian đi làm đến Bắc Kinh. Đây là một lần công tác có tính then chốt cuối cùng trước khi khoa học công nghệ Hải Thúc công khai tăng phát. Ngoại trừ Lưu Kỳ Tuấn, Nghiêm Văn Giới còn mời Lâm Tuyết, Vương Hải Túc đi cùng. Ngoài ra, chứng khoán người phụ trách chi nhánh tại kiến nghiệp của Tinh Hà cũng đi theo họ đến Bắc Kinh làm công tác với cao tầng tổng bộ. Nhóm Nghiêm Văn Giới vào toa giường nằm mềm thấy Phó Tuấn cùng với các nhân viên của Cẩm Hồ Khác đứng ở trong hành lang, hắn mới biết Trương Khác cũng đi chung một con tàu. Hắn đương nhiên không có ý đến hỏi thăm, liền ngồi vào trong phòng bao.
Trong lòng Nghiêm Văn Giới không tự chủ được suy đoán Trương Khác vì chuyện gì mà đến Bắc Kinh. Lúc này Cẩm Hồ đang tiến hành hai hạng mục lớn, một là giấy Tân Quang sẽ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Liên hợp Hồng Kông công khai đưa ra thị trường giao dịch, một là tập đoàn Ái Đạt sẽ thông qua công ty con Hàn Quốc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng thuộc tập đoàn bán dẫn Hyundai. Giấy Tân Quang gần như đã được xác định, điều này khiến cho trong lòng Nghiêm Văn Giới rất không thoải mái. Giấy Tân Quang kế hoạch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông công khai huy động vốn 6 tỷ đô la Hồng Kông, đã đạt được các cơ cấu đầu tư quốc tế như Cao Thịnh, Hối Phong, Quốc Dụ Minh xác ủng hộ. Trương Khác hình như không cần phải vì việc này đến Bắc Kinh du thuyết cái gì, nói không chừng là vì việc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của tập đoàn bán dẫn Hyundai. Xí nghiệp điện tử Hàn Quốc hết sức cảnh giác đối với sự quật khởi của tập đoàn Ái Đạt. Tập đoàn Ái Đạt nghĩ đến thông qua công ty con Hàn Quốc thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai thì độ khó có thể nghĩ, đến nỗi ngay cả ông trùm điện tử Nhật Hệ cũng đang âm thầm cản trở. Sau khi tập đoàn Ái Đạt đề xuất thu mua với bán dẫn Hyundai, City Sony của Nhật Bản liền đề xuất kiện tụng quyền độc quyền tinh thể lỏng, dự định lấy tranh chấp độc quyền ngăn cản Ái Đạt thu mua. Cẩm Hồ cũng không phải cây đèn cạn dầu. Hạ tuần tháng 6 thông qua thương vụ Cẩm Hồ cho khai khoáng Hoa Hy vay 100 triệu đô la Mỹ làm tài chính dự trữ kim loại hiếm, ngay sau đó khai khoáng Hoa Hy tuyên bố khoản tiền này sẽ dùng cho dự trữ indium. Bởi thị trường tinh thể lỏng còn chưa chân chính phát triển, là nguyên liệu kim loại thiết yếu của thiết bị LCD, tổng ngạch mậu dịch mỗi năm toàn cầu cũng chỉ hơn 30 triệu đô la Mỹ. Khai khoáng Hoa Hy từ sau năm 98 đã từ từ khống chế mậu dịch sản xuất cùng xuất khẩu indium khoảng 70% toàn cầu. Khai khoáng Hoa Hy lần này tuyên bố chi ra 100 triệu đô la Mỹ dùng cho dự trữ indium, thoáng cái đã kích thích giá quốc tế của indium tăng lên 60%. Căn cứ vào dự đoán của Hiệp hội Điện tử Quốc tế đối với ngành tinh thể lỏng, trong 5 năm sau nhu cầu của ngành tinh thể lỏng toàn cầu đối với indium sẽ từ 100 tấn trước mắt tăng lên 500 tấn, lượng cung ứng indium toàn cầu cũng sẽ từ 200 tấn trước mắt tăng lên 800 tấn, lượng nhu cầu indium tăng nhiều như vậy phần lớn sẽ do các nhà xưởng indium do Hoa Hy khống chế cung ứng. Nếu như Hoa Hy dự trữ một năm, đến lúc đó vấn đề then chốt không phải là giá indium sẽ tăng đến bao nhiêu, mà là ngành tinh thể lỏng căn bản không thu đủ indium dùng cho sản xuất. Cho dù Hoa Hy không có ý uy hiếp muốn hoàn toàn thao túng mậu dịch indium, nhưng Hoa Hy tung ra kế hoạch dự trữ 100 triệu đô la Mỹ, khiến cho thế lực hải ngoại tăng lên rất mạnh. Cũng không chỉ lo lắng mậu dịch indium quốc tế bị hoàn toàn khống chế, thế lực hải ngoại vẫn có chút lảng tránh với khai khoáng Hoa Hy. Từ khi khai khoáng Hoa Hy lấy mục tiêu chỉnh hợp tài nguyên xuất khẩu kim loại hiếm trong nước làm mục tiêu đến nay, kim loại hiếm, đặc biệt là giá mậu dịch quốc tế kim loại hiếm trong thời gian 2 năm gần đây đều tăng lên trên diện rộng. Giá indium quốc tế từ cuối năm 97 là 60 đô la Mỹ 1 kg, rất nhanh tăng lên 160 đô la Mỹ 1 kg ở thời điểm hiện tại. Lại bởi vì lần này khai khoáng Hoa Hy tuyên bố dự trữ, lại tăng lên trên 250 đô la Mỹ 1 kg. Những điều này quả thật đã kích thích đến thần kinh của một số người, thậm chí có một số quốc gia lấy vấn đề này để uy hiếp Trung Quốc có thể không thuận lợi gia nhập WTO. Mặc dù dưới tình thế của quốc tế trước mắt, chính phủ TW cũng không có khả năng thông qua khai khoáng Hoa Hy thao túng giá cả thị trường kim loại hiếm quốc tế, Cẩm Hồ càng không thể thông qua Hoa Hy chân chính cắt đứt cung ứng indium trong 2 năm. Nhưng hành động lần này của thương vụ Cẩm Hồ vẫn có ý là cảnh báo, bằng không thì thương vụ Cẩm Hồ vào lúc tài chính bản thân cũng khan hiếm cần gì cung cấp 100 triệu đô la Mỹ tài chính dự trữ cho khai khoáng Hoa Hy. Cẩm Hồ mới chỉ chiếm chưa đến 12% cổ phần tại Hoa Hy. Nghiêm Văn Giới hoài nghi hành động lần này của Cẩm Hồ có thể chân chính đụng chạm đến các ông trùm điện tử Nhật Hàn hay không, sẽ làm giảm đi cố gắng thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, nhưng tin tức công khai khác lại quá ít. Hắn nghĩ thầm lần này Trương Khác đến Bắc Kinh có lẽ chính là vì việc này. Gần đây cao tầng của ngân hàng Hàn Hưng Hàn Quốc viếng thăm Bắc Kinh, mà ngân hàng Hàn Hưng lại là chủ nợ chủ yếu của bán dẫn Hyundai, lại là một trong những người khống chế thực tế của bán dẫn Hyundai. Trương Khác tới Bắc Kinh tiếp xúc với cao tầng của ngân hàng Hàn Hưng, đó là việc hết sức bình thường. Tận lực làng tránh gặp nhau, sau khi Nghiêm Văn Giới lên tàu liền trốn ở phòng bao của mình, thậm chí cũng hơi hối hận đã sốt ruột đi tàu đến Bắc Kinh. Lâm Tuyết, Lưu Kỳ Tuấn, Vương Hải Thúc cũng đều buồn bực ở trong phòng bao của Nghiêm Văn Giới thương nghị hành động cho ngày mai, đều cảm thấy rất không được tự nhiên khi đi chung xe lửa với Trương Khác, giống như bị châm chích vào lưng vậy. Lâm Tuyết cũng nhìn không được oán giận, hắn không có việc gì ngồi xe lửa làm cái gì.
Sở dĩ Lâm Tuyết cuối cùng đồng ý đem địa ốc Tinh Điển thế chấp cho ngân hàng Tín Thông vay 1 tỷ đưa vào thị trường cấp 2 thác thì cũng là hoàn toàn nhận được Trương Khắc kích thích, tăng phát không thuận buồm xuôi gió, lần thứ hai đối mặt với nguy cơ mới. Mặc dù Lâm Tuyết không có ý oán trời trách đất, biết Trương Khắc ngồi cùng xe lửa trên cảm giác luôn không thoải mái, việc thương nghị cũng không tập trung được. Ban đêm trong lúc ngủ mơ, Lâm Tuyết mơ hồ nghe được tiếng la thảng thốt của Vương Hải Thúc trong phòng sát vách. Kết thúc phiên giao dịch chỉ số NASDAQ nhảy cầu trên diện rộng. Nhảy cầu, chỉ số giảm cực nhanh chỉ trong vài phút, đồ thị chỉ số giống quỹ tích vận động viên nhảy cầu. Chương 1277, sự kiện nhẫm lẫn trên toa giường mềm 1. NASDAQ giảm 4,26% liên lụy đến thị trường chứng khoán toàn cầu khối kinh tế mới cùng hãm sâu vào trong bờ vực thảm đạm. Lâm Tuyết không quá tinh thông về phương diện này cũng có ấn tượng sâu sắc. Khi ngủ mơ hồ nghe được Vương Hải Túc trong toa xe nói NASDAQ nhảy cầu trên diện rộng, cô đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở mắt lại nghe thấy Vương Hải Túc đang gõ cửa phòng sát vách, biết hắn kinh hoàng mà gõ sai cửa rồi. Lâm Tuyết lẩm nhẩm mắng hắn, đúng là đồ ăn hại, rồi mở đèn, ôm lấy mái tóc dài hơi xõa tung mới xuống giường mở cửa. Cô hỏi Vương Hải Túc đứng ở trước cửa phòng sát vách, xảy ra chuyện gì? À, lúc này mới Vương mới ý thức được đã gõ nhầm cửa, hắn ngẩn người. Nghiêm tiên sinh mời cô đến phòng của ông ấy nói chuyện. Váy ngủ của Lâm Tuyết hơi nhăn, mặt vải bằng lụa nhẵn bóng lóe sáng, tôn lên da thịt của cô càng mềm mại. Váy ngủ hơi ngắn, cổ áo hơi thấp, lộ ra nửa khe ngực trắng muốn khêu gợi, khiến người mê mẩn. Lâm Tuyết sẽ không đi chú ý đến ánh mắt của đàn ông, đang định về phòng thay quần áo để đến phòng của Nghiêm Văn Giới bàn công chuyện thì lúc này cửa phòng bên cũng mở ra. Trương Khắc thò ra nửa khuôn mặt, uể oải nói với Vương Hải Túc. Việc NASDAQ sụt giá tôi vừa mới biết rồi, nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã nói cho tôi biết. Hình như Vương Hải Túc thực sự là qua đây để thông báo cho y vậy. Sau khi lên xe lửa, biết Trương Khắc đang ở trong xe này, nhưng vẫn không gặp được y ở trong hành lang, căn bản là không biết ngủ sát vách mình. Vương Hải Túc lại làm ra chuyện nhẫm lẫn như vậy, nhìn nụ cười nhạt nơi khóe miệng Trương Khắc, Lâm Tuyết hơi tức trong lòng. Thấy ánh mắt Trương Khắc đảo qua. Cô vô ý thức hai tay che trước ngực, che vạt váy ngủ hơi thấp. Nói cũng lạ, Lâm Tuyết không ngại cho ánh mắt đám đàn ông khác lướt trên ngực mình, nhưng ở trước mặt Trương Khắc lại không tự chủ được sẽ trở nên câu thúc, cảm giác rất bó tay bó chân, giống như một tiểu nha đầu chưa ra ngoài xã hội. Vừa mới buông tay che cổ áo, cảm giác ánh mắt của Trương Khắc lại lướt tới hai cẳng chân mình, thậm chí cảm thấy nơi đó hơi ngứa, Lâm Tuyết thầm mắng mình. Mặc dù NASDAQ sụt là việc khó lường, nhưng tuyệt không muốn biểu hiện ra kinh hoàng trước mặt Trương Khắc, Lâm Tuyết lấy giọng thản nhiên nói với Vương Hải Túc, tôi biết rồi, tôi thay đồ xong sẽ tới. Lâm Tuyết xoay người đóng cửa phòng lại, thay đồ xong, khi mở cửa ra lần nữa, trong hành lang chỉ có tiếng va đập giữa xe lửa cùng đường dây truyền đến. Đi vào trong phòng của Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn, Vương Hải Túc đều có mặt ở đó, không kinh động đến người phụ trách chi nhánh tại kiến nghiệp của chứng khoán Tinh Hà cùng đi theo. Bởi vì China Mobile còn chưa chính thức đại quy mô thăng cấp mạng GPRS, họ trên xe lửa không thể nhận được tin tức thực tế, tin tức NASDAQ sụt giá vẫn để Trương Văn Tín tại kiến nghiệp gọi điện thoại báo cho biết. Lưu Kỳ Tuấn căn cứ vào nội dung điện thoại, đơn giản vẽ ra đồ thị của NASDAQ. Mặc dù là toa giường mềm xa hoa, nhưng không gian vẫn rất nhỏ hẹp, khe hở giữa hai chiếc giường nằm sát thùng xe chỉ có thể đứng được một người. Đồ thị NASDAQ Lưu Kỳ Tuấn vẽ ra trên tấm giấy A4 trải trên chiếc bàn vuông trước cửa sổ xe, Nghiêm Văn Giới đứng ở giữa giường, nhăn mày suy nghĩ một vài thứ. Lâm Tuyết đi vào, bước nhẹ chân, ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn thấy tờ giấy trên bàn. Lưu Kỳ Tuấn cùng Vương Hải Túc mỗi người ngồi một bên giường. Nhìn vẻ mặt của Vương Hải Túc, hẳn là không có nói ra việc vừa rồi hắn gõ nhầm cửa phòng cho Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn. Nghiêm Văn Giới quay đầu lại nhìn Lâm Tuyết. Hắn ngồi vào bên cạnh Lưu Kỳ Tuấn rồi đưa đồ thị cho Lâm Tuyết xem, em xem đi. Lâm Tuyết cầm lấy xem một chút, đồ thị trong nửa tiếng đồng hồ cuối cùng đã hình thành một chỗ hổng rất lớn, ép cho người khác khó thở. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ xe, trên cửa sổ xe phản chiếu ánh sáng xanh lờ mờ, đã tảng sáng rồi. 4 giờ sáng trong nước, bên kia Thái Bình Dương lại đang lúc hoàng hôn với ánh nắng chiều rực rỡ. Chỉ là NASDAQ nhảy cầu lúc kết thúc phiên giao dịch khiến người khác hoàn toàn không cảm giác được sự ấm áp của nó. Trung tuần tháng 6, NASDAQ tăng mạnh, phán đoán của trong ngành đối với xu thế về sau chủ yếu chia làm hai phái rõ ràng. Một phái cho rằng cái gọi là khủng hoảng kinh tế công nghệ mới toàn cầu chỉ mất cân đối trong thời gian ngắn,
tràn ngập lạc quan đối với sự phát triển của kinh tế công nghệ mới, cho rằng trải qua gần 2 tháng điều chỉnh, đã bài trừ phần lớn bong bóng. Một phái cho rằng trung tuần tháng 6 NASDAQ tăng mạnh chỉ là giai đoạn trước giảm với mức độ quá sâu mới xuất hiện tăng lên với tính kỹ thuật, sẽ không thay đổi được xu thế bong bóng cũ nát của kinh tế công nghệ mới. NASDAQ tăng mạnh, từ thấp nhất 3.400 điểm đã chạm đến đỉnh cao 5.000 điểm lần thứ hai, hình như càng ủng hộ quan điểm của phái đầu tiên. Nghiêm Văn Giới cũng đã nghĩ biện pháp chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến trung tuần tháng 6 NASDAQ tăng lên lại lấy tư thái đột nhiên tiến hành, không cho họ thời gian dư giả để chuẩn bị. Trong ngày giao dịch 21 mạch không nghỉ tăng lên gần 50%, khiến người khác trở tay không kịp, cũng khó tránh khỏi khiến người hoài nghi loại tăng lên này sẽ không tiếp tục được. Nhóm Nghiêm Văn Giới cũng từng có phán đoán đối với tình huống như vậy, phỏng đoán còn có chút không đủ. Giá cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Túc dưới thao túng của họ tăng đến điều kiện công khai tăng phát, nhưng thực thi công khai tăng phát vẫn yêu cầu một số thời gian, có lẽ có thêm thời gian 2 tuần là đủ rồi. NASDAQ từ trung tuần tháng 6 bắt đầu trong thời gian không đến một tháng một mạch tăng lên đến 1.600 điểm, có phải cũng nên nghĩ thở một hơi không? Lâm Tuyết thăm dò hỏi, tri thức của cô đối với chứng khoán tài chính đặc biệt là chứng khoán hải ngoại chưa nói tới tinh thông. Cô tại Địa ốc Tinh Điển thiết lập một chức vị cố vấn đầu tư, chỉ là sẽ không tùy thời đem theo cố vấn bên người, lúc này chỉ có thể trưng cầu ý kiến của Lưu Kỳ Tuấn, dù sao mấy năm nay Lưu Kỳ Tuấn xuất lĩnh tập đoàn tài chính Chiết Đông tại thị trường chứng khoán từng có nhiều chiến tích huy hoàng. Trước đó thị trường chứng khoán tài chính trong nước tương đối độc lập, rất ít chịu ảnh hưởng của thị trường tài chính hải ngoại, nhưng cuối tháng 4 NASDAQ sụt giảm nghiêm trọng liên lụy đến cổ phiếu của mạng lưới khoa học công nghệ mới trong nước. Lưu Kỳ Tuấn đã hạ chút công phu ở thị trường tài chính hải ngoại. Hắn lắc đầu nói, trung tuần tháng 6 NASDAQ tăng lên là lấy Microsoft chống độc quyền lại giành được chuyển cơ làm nhân tố chính, có thể dự đoán sự kiện làm cơ hội, lại một mạch tăng lên cao như thế, ít nhiều có chút vết tích nhân tạo ở bên trong. Đặc biệt là tại trung tuần tháng 6 trước khi tăng lên, cơ cấu đầu tư tại phố Wall New York cũng sớm chuyển tới trận doanh đầu cơ. Rất nhiều giới truyền thông lúc đó bình luận đầu tư phố Wall có vẻ có mắt như mù đối với giá thị trường tăng lên lần này, cách làm của cơ cấu đầu tư chẳng qua là sớm thả ra đạn khói mù mà thôi, chúng ta giả thiết cơ cấu đầu tư cùng kế hoạch tăng lên vào trung tuần tháng 6. Tôi nghĩ lúc này mới là thời cơ họ chân chính chuyển sang trận doanh đầu cơ. Chương 1278, sự kiện nhẫm lẫn trên toa giường mềm 2. Lâm Tuyết hít một hơi khí lạnh. Ý của Lưu Kỳ Tuấn là nói thời cơ bán tháo cổ phiếu trên diện rộng giờ mới tới. Thị trường chứng khoán trong nước phản ứng quả thật hơi chậm. Nghiêm Văn Giới hỏi Lưu Kỳ Tuấn. Chúng ta tối đa có thể nắm lấy bao nhiêu thời gian? Tối đa thời gian một tuần. Lưu Kỳ Tuấn nói. Cũng nói không chừng là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Đúng vậy, nói không chừng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Vương Hải Thúc hơi đề cao giọng nói. Kết thúc phiên giao dịch chỉ giảm 4%, phải biết rằng tháng 4, 3 ngày 26, 27, 28 giảm tới 21%, chỉ ít nước Mỹ cũng không truyền ra tin tức bất lợi nào. Lưu Kỳ Tuấn nhìn Vương Hải Túc, không nói gì, hắn nói như vậy chỉ là an ủi bản thân. Vương Hải Túc lại tưởng thật, có vài thứ, nếu như hắn không hiểu, giải thích tỉ mỉ với hắn cũng chỉ là tốn công. Nghiêm Văn Giới coi như câu nói của Vương Hải Túc cũng không nói gì, trực tiếp hỏi Lưu Kỳ Tuấn. Chúng ta phải ứng phó thế nào? Rất khó nói phải ứng phó thế nào, trước đó may mà thao tác một chút, chỉ sợ một con mắt của Giang Mẫn Chi đã theo dõi khoa học công nghệ Hải Túc, nói ứng phó cái gì thì có chút chắc trở rồi. Thăng 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 thăng. Trương Khắc nằm dựa vào chăn bông trắng trên thùng xe đoàn tàu, nghe thanh âm người đi lại trong hành lang, y biết tin tức NASDAQ sụt giá làm cho Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết phát hoảng. Rất hiển nhiên NASDAQ giảm lần thứ hai thứ ba càng thê thảm hơn sẽ triển khai. Hơn nữa một khi triển khai, trong 2-3 năm đừng mơ tưởng khôi phục nguyên khí. Trương Khắc không tồn tại vấn đề ngủ không yên trên xe lửa, kiếp trước lúc mới tốt nghiệp từ Đại học Đông Hải vì tiết kiệm lộ phí. Ghế ngồi cứng 4-50 tiếng cũng có thể nghỉ ngơi rất tốt. Nếu như nhàn rỗi vô sự, Trương Khắc vẫn thích ban đêm xuất hành, hơi có chút tư vị của lữ nhân, chỉ là còn chưa có xa xỉ đến mức ngồi thuyền dạ hành nghe mưa gió. Kiến nghiệp tạm thời còn chưa có chuyến bay đêm đến Bắc Kinh, máy bay thuê bao lại kinh động quá lớn,
đầu năm nay tại quốc nội mua máy bay cá nhân thuần túy là trang trí. Ngồi xe lửa 11 tiếng, 8 giờ lên xe, sáng sớm 7 giờ đến Bắc Kinh, làm cho người ta cảm giác là vừa đủ. Trong lòng Trương Khác lại nghĩ đám người Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết ngồi xe lửa có lẽ là muốn kịp buổi sáng cùng cao tầng tại Bắc Kinh của chứng khoán Tinh Hà tiến hành liên hệ cuối cùng. Y cũng ban đêm mới biết Giang Mẫn Chi chỉ thị cục chứng khoán tỉnh báo cáo với hội chứng giám khoa học công nghệ Hải Thúc tăng phát cổ phiếu mới tồn tại hiểm nghi thao tác trái luật. Loại báo cáo với mức độ này sẽ không lập tức thúc giục hội chứng giám điều tra khoa học công nghệ Hải Thúc, nhưng không có người dám không kiêng nể gì cả bật đèn xanh cho khoa học công nghệ Hải Thúc tăng phát cổ phiếu mới. Thậm chí có người sẽ nói bóng nói gió hạn chế khoa học công nghệ Hải Thúc một chút, tốt nhất có thể làm cho kế hoạch tăng phát cổ phiếu của khoa học công nghệ Hải Thúc xanh non, miễn cho dẫn hỏa thiêu đến thân bọn họ. Lúc này NASDAQ lại khá kịp thời sụt giảm một chút, có lẽ là những người này vui vẻ thấy được, chỉ là Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết sẽ cam tâm để kế hoạch họ đã chuẩn bị hơn một năm xanh non sao. Trương Khác cũng không phải là muốn đặc biệt suy nghĩ đến chuyện này, bất kể Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết làm lựa chọn gì, đã cơ bản có thể khẳng định đại thế sẽ không chuyển biến nữa rồi. Nếu như họ cố đi về phía trước, sẽ chỉ xa vào càng sâu hơn. Họ muốn thu tay, nhưng cũng không kịp rút thân, cho dù rút thân, cũng phải lột hai lớp da từ trên người họ, chuyện này có phần khiến người khác mát lòng. Trương Khác nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ, tỉnh lại đã không còn buồn ngủ nữa, lại không tiện sớm như vậy đánh thức Trần Phi Dung kéo qua đây nói chuyện với mình. Trương Khác chỉ lấy một quyển sách rồi ngồi dựa trên đầu giường đọc, màu xanh trên cửa sổ xe càng lúc càng sáng, đợi đến 6 giờ, Trần Phi Dung mới qua đây. Sao dậy sớm thế, còn một tiếng nữa mới tới Bắc Kinh mà. Trương Khác nhìn Trần Phi Dung xoa cặp mắt ngáy ngủ, y biết Trần Phi Dung không quen dậy sớm như vậy, có lẽ là không quen ngủ trên xe lửa. Tỉnh lại thấy được bạn gửi email, mới biết 3 giờ bạn đã tỉnh rồi. Sao không đánh thức mình dậy? Trần Phi Dung hỏi. China Mobile đã tại các thành phố kiến nghiệp, Bắc Kinh thành lập mạng lưới thông tin thí nghiệm GPRS. Tập đoàn Ái Đạt đã ký kết với China Mobile một hiệp nghị đóng gói mua phục vụ GPRS tại điện thoại di động thương vụ cao cấp cùng với PDA dẫn đầu nhập kỹ thuật mail vô tuyến. Bởi thị trường kỹ thuật mail vô tuyến ở trong nước khá chật hẹp, giai đoạn trước cũng không có dự định làm trọng điểm cho doanh tiêu điện thoại di động để đưa ra, nhưng làm cho tầng quản lý của xí nghiệp thành viên Cẩm Hồ sở hữu điều kiện làm việc càng tiện lợi hơn. 3 giờ sáng Nick Leeson gọi điện thoại bảo mình xem email, mình hận không thể đem điện thoại đập vào mặt ông ta, làm mình mệt thế này. Trương Khác ngáp một cái, tay che miệng nói. Mình cũng không phải là loại người bản thân mình khó chịu cũng muốn người khác khó chịu cùng, mà muốn ngược đãi bạn còn nhiều thời gian, cũng không thể ngay từ đầu làm bạn sợ rồi. Nếu như bạn ngược đãi mình có thể yêu cầu điều đi bất cứ lúc nào. Trần Phi Dung cười dí dỏm, lại ngồi vào trước mặt Trương Khác hỏi. Quỹ hedge fund vừa mới mua vào cổ phiếu đầu cơ của NASDAQ với số lượng lớn, NASDAQ quả nhiên rớt xuống, chưa hẳn quá thần kỳ. Trần Phi Dung chính thức làm trợ thủ cho Trương Khác, tự nhiên bắt đầu tiếp xúc với cơ mật thương nghiệp hạch tâm nhất của Cẩm Hồ, nhưng so sánh với Địch Đan Thanh, dù sao cô còn thiếu chút trình độ, tạm thời còn chưa có năng lực thảo luận một số vấn đề thương nghiệp với trình tự sâu cùng Trương Khác. Đại thế luôn luôn dễ phán đoán, tỉ mỉ thì khó có thể nắm giữ. Như đợt tăng lên này cũng là việc trong dự liệu, nhưng không ngờ giá thị trường lại tăng gấp như vậy. Trong ngày giao dịch thứ 20 rất ngắn ngủi đã hoàn thành một đợt tăng lên hoàn chỉnh, sau đó hiệp ước mua vào cổ phiếu đầu tư của NASDAQ còn một tháng mới đến kỳ, rất có thể sẽ thua lỗ. Trương Khác có cơ hội sẽ không quên dạy Trần Phi Dung nhiều một chút. Mặt khác, lần này cũng không tạo ra nhiều tiền đầu cơ quy mô lớn, dù sao NASDAQ tăng đến 5.000 điểm. Đã không có bao nhiêu tài chính sẽ kiên định tin tưởng NASDAQ còn có thể tiếp tục tăng lên. Mọi người đều chuyển tới trận doanh đầu cơ, tiền có thể chia sẽ rất có hạn. Ít nhiều có thể kiếm một chút, thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của Hyundai ít nhiều cũng sẽ bị bắt chẹt một chút, ít nhiều xem như là bồi thường đi. Trần Phi Dung cười cười. Bạn cũng đã làm tốt chuẩn bị bắt chẹt rồi. Không có cách nào, át chủ bài của chúng ta dù sao quá hữu hạn, cho dù vứt bỏ không giao dịch cùng Hyundai. Ngược lại tìm IBM hợp tác, thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM, báo giá cũng sẽ không quá thấp, Trương Khác nói. Mặc dù các ông trùm điện tử Nhật Hàn đều nhất trí phản đối Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, nhưng đối với phía chủ nợ của bán dẫn Hyundai mà nói, mau chóng vứt gánh nặng đi mới là quan trọng nhất. Các xí nghiệp điện tử khác của Hàn Quốc, Nhật Bản mặc dù liên tiếp phản đối, nhưng cũng sẽ không chia sẻ áp lực thay cho những chủ nợ của họ.
Mặt khác, công ty IBM, một trong những xí nghiệp điện tử lớn nhất quốc tế cũng dự định cắt giảm một số nghiệp vụ phi hạch tâm, nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM cũng nằm trong kế hoạch cắt giảm, đây cũng là một trong những đối tượng Cẩm Hồ có thể suy nghĩ tiếp xúc. Tập đoàn bán dẫn Hyundai bao gồm tập thể khống chế thực tế phía sau tập đoàn bán dẫn Hyundai. Giọng điệu của các ngân hàng chủ nợ cự tuyệt Cẩm Hồ cũng không quá kiên định, hội trưởng của ngân hàng Hàn Hưng Hàn Quốc lần này đến Bắc Kinh tiến hành phỏng vấn thương vụ, ám chỉ có thể tại Bắc Kinh tiến hành hội ngộ cao tầng, lúc này Trương Khác mới rảnh rỗi ngồi xe lửa đến Bắc Kinh. Thăng 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 thăng. Kim Nam Dũng thức dậy rất sớm, trước tiên theo thường lệ mở máy tính xem tin tức tài chính và kinh tế tại bờ bên kia Thái Bình Dương xảy ra vào đêm qua. Thấy được tin tức NASDAQ sụt giảm, Kim Nam Dũng lập tức gọi điện thoại cho Lý Tại Thù, nói tin tức này cho hắn biết. Mặc dù NASDAQ cùng mảng công nghệ mới của thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục tăng trở lại, nhưng lượng nhu cầu linh kiện dự trữ, lượng mậu dịch của điện tử toàn cầu vẫn tiếp tục trượt xuống, điện tử Samsung xem như xưởng sản xuất linh kiện dự trữ chính, đương nhiên rõ ràng nhận thức được bong bóng đót, com vẫn đang tiếp tục tiêu tan. NASDAQ xuất hiện tăng lên với tính kỹ thuật, căn bản không thay đổi được đại thế toàn bộ rơi xuống. Thấy được tin tức NASDAQ sụt giảm, Kim Nam Dũng cùng Lý Tại Thù chỉ đều có một loại cảm giác quả nhiên như thế mà thôi. Việc hiện tại Lý Tại Thù cần làm chính là ngăn cản hội trưởng ngân hàng Hàn Hưng Phát chân xương gặp mặt với cao tầng Cẩm Hồ, Kim Nam Dũng sớm đến phủ đệ của hắn tại Bắc Kinh, hắn không nán lại, kéo Kim Nam Dũng trực tiếp chạy tới khách sạn Wang Phu Dinh mà Phát chân xương đang ở, lúc này mặt trời đang chiếu rọi đại sảnh lộng lẫy của khách sạn. Ngày hôm qua đã đề xuất thỉnh cầu gặp mặt, Phát chân xương cũng miễn cưỡng đáp ứng. Lý Tại Thù biết được Trương Khác ban đêm ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, hắn đã sớm chạy tới khách sạn gặp Phát Chân Xương, tránh cho sau khi Phát Chân Xương cùng Trương Khác gặp mặt hình thành ăn ý, Samsung còn muốn làm công tác của ngân hàng Hàn Hưng sẽ vạn phần trắc trở. Phát Chân Xương là một nam tử trung niên Hàn Quốc vóc người nhỏ, khuôn mặt gầy gò, có chút đặc sắc mắt một mí của đàn ông Hàn Quốc. Kim Nam Dũng cảm thấy làm công tác với Phát Chân Xương có độ khó rất lớn. Dù sao không có lý do gì yêu cầu ngân hàng Hàn Hưng nhất trí với lợi ích cùng Samsung, thậm chí có đồn đãi nói Phát Chân Xương ở trên hội nghị các chủ nợ của bán dẫn Hyundai oán giận, nghiệp vụ tinh thể lỏng của Hyundai sở dĩ mỗi bước gian nan, rơi vào thua lỗ, chính là phần lớn thị trường tinh thể lỏng bị Samsung, LG cùng với các xí nghiệp điện tử Nhật Bản phân chia, họ có lập trường gì làm cho tinh thể lỏng của Hyundai tiếp tục kiên trì. Mà nghiệp vụ chip chủ doanh của bán dẫn Hyundai cũng bị Samsung áp chế quá gắt gao. Bất kể là tầng quản lý của bán dẫn Hyundai hay là các chủ nợ phía sau đều tiếng oán than dậy đất, lần này thủ đoạn tối hữu hiệu vẫn là lợi dụng dư luận trong nước cản trở bán dẫn Hyundai giao dịch cùng Cẩm Hồ. Về phần Sony đề xuất với bán dẫn Hyundai kiện xâm quyền tinh thể lỏng, người phụ trách đàm phán thu mua của Cẩm Hồ là Trương Á Bình công khai biểu thị ái đạt tiếp nhận nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai sau đó có thể tiếp tục cùng Sony ra tòa, bởi pháp viện không ủng hộ nên đóng băng khoản giao dịch này. Phụ kiện tụng của Sony trái lại làm cho bán dẫn Hyundai càng muốn kéo nghiệp vụ tinh thể lỏng ra ngoài. Chương 1279, mưu đồ trong xe. Đã đến Bắc Kinh, Trương Á Bình trước đó từ Hàn Quốc chạy về Bắc Kinh chạy tới nhà ga đón Trương Khác, hắn vào thẳng trong nhà ga đón xe, thấy Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết xuống xe, hắn có phần kinh ngạc, cũng thoáng sửng sốt, đợi Trương Khác lộ mặt ra hắn mới đi tới cười hỏi, sao đi chung chuyến xe với họ vậy? Ai biết được đâu? Phó Tuấn ở phía sau nói, cũng kế hoạch bao cả toa xe rồi, trước khi đi lại để bảo chúng tôi hủy đi, bằng không thì sẽ không gặp nhau, đến đêm lại lo sợ ngủ không yên. Phải không? Trương Khắc hỏi, lúc tảng sáng Vương Hải Thúc gõ nhầm cửa phòng, không thấy các anh có động tĩnh gì, còn tưởng rằng ngủ say hết rồi chứ. Không cần phải lo lắng, cuộc sống kinh khủng hơn nhiều so với các anh tưởng tượng, tôi cũng không cần các anh cẩn thận chiếu cố. Vô cùng cẩn thận chiếu cố. Cuối cùng chỉ biết sẽ bị loại chiếu cố cẩn thận này cấm cố. Đây cũng không phải là cuộc sống mà Trương Khắc muốn. Phó Tuấn cười cười, không nói gì. Trên điểm này, ý kiến của Trương Khắc luôn không giống với người khác. Trương Khắc có cái nhìn của Trương Khắc, họ cũng có kiên trì của họ. Trương Á Bình cũng không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt này. Hắn nghĩ thầm khi Trương Khắc xuất hành ngồi xe lửa mà thuê cả một toa, không tính là khoa trương, chỉ là làm như vậy ít nhiều có chút không thú vị. Trương Á Bình nhìn qua văn nhã, nhưng lại là người thích mạo hiểm, hoạt động an hiểu nhất lại là leo núi.
Trước kia xây dựng Hoành Tín chủ yếu phát triển tại hai nơi Kinh Tân, quy mô nghiệp vụ tại Bắc Kinh rất lớn, Nghiêm Văn Giới tại Bắc Kinh vẫn rất có khí phái. Nhóm Trương Khác tới nhà ga, thấy bên Nghiêm Văn Giới đi vào một chiếc Lincoln dài, Bảo Tiêu đi theo ngồi vào một chiếc xe thương vụ nghênh ngang mà đi. Đem so sánh thì, đơn vị phục vụ của Bắc Kinh phái Volvo, Audi tới nhà ga tới đón nhóm Trương Khác có vẻ keo kiệt hơn. Ngồi vào trong xe, bỏ lại đám người Nghiêm Văn Giới, Trương Á Bình báo cáo cho Trương Khác tình hình đàm phán giữa tập đoàn bán dẫn Hyundai cùng với ủy ban chủ nợ phía sau màn. Các công ty Samsung, LG đã gây áp lực rất lớn cho Hyundai tại Hàn Quốc, có cá biệt giới truyền thông cực đoan thậm chí coi giao dịch lần này giữa Hyundai cùng chúng ta như bán nước. Tầng quản lý của bán dẫn Hyundai đã có ý lùi bước, nhưng các chủ nợ phía sau màn vẫn có phần chờ mong có thể thúc đẩy việc này. Dù sao những người cố muốn ngáng chân chúng ta còn chưa dám tùy tiện đã đem đầu mâu chỉ vào ngân hàng thống lĩnh ngành tài chính Hàn Quốc. Quyền quyết định vẫn ở trong tay các chủ nợ, chỉ cần họ có ý định thúc đẩy việc này, chuyện này có 8 phần 10 hy vọng, chúng ta cũng không thể tiếp tục kéo dài. Trương Khác khẽ khép mắt lại, xem lần này họ đưa ra yêu cầu thế nào rồi mới quyết định đi. Bán dẫn Hyundai là bộ phận chất bán dẫn của tập đoàn Hyundai trong khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 cùng bộ phận chất bán dẫn của LG trùng tổ mà thành, trên danh nghĩa thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai, quyền khống chế thực tế lại ở trong tay chủ nợ, những chủ nợ này chính là mấy ngân hàng thương nghiệp lớn của Hàn Quốc. Cũng may mà các tập đoàn tài chính Hàn Quốc như Samsung không nắm được nhược điểm cuối năm 97 Cẩm Hồ từng tham dự đầu cơ tiền won thu lợi. Bằng không thì các chủ nợ phía sau màn của bán dẫn Hyundai cũng sẽ không cản được áp lực mà lùi bước. So với nhân tố tính chính trị, Sony mượn cớ độc quyền tinh thể lỏng đệ trình kiện tụng, trái lại không tính trở lực gì. Tôi cùng với Lão Trần, Lão Tô thông qua điện thoại, cơ hội cho tập đoàn bên này có thể thoái nhượng không nhiều lắm, dù sao tuyến sản xuất tinh thể lỏng thuộc bán dẫn Hyundai mới là kỹ thuật đời thứ 3, chúng ta nắm được tấm chứng chỉ nhập môn này, sẽ phải lập tức kế hoạch thành lập tuyến đời thứ 5. Dự toán sẽ rất eo hẹp. Ngân hàng Hàn Hưng cũng không muốn nâng giá, chỉ cần giá thích hợp, họ cũng chưa hẳn không thể bán nước. Trương Khác nói, tôi để thương vụ Cẩm Hồ Giáng chi ra một số dự toán cho mọi người, hiện tại chúng ta mới xem như nắm giữ kỹ thuật đời thứ 3 thôi, so với kỹ thuật mới nhất còn một khoảng cách rất dài phải đuổi theo. Họ không thể ngăn cản chúng ta nắm được tấm chứng chỉ nhập môn này, chỉ là muốn tận khả năng kéo dài thời gian thôi. Một khi kéo dài không được, tôi sợ họ chơi thăng cấp kỹ thuật, sản nghiệp bỏ chúng ta ở phía sau. Hiện tại thị trường của thiết bị LCD cũng không lớn, cho dù họ muốn chơi thăng cấp kỹ thuật, sản nghiệp cũng sẽ lo lắng trong lòng. Họ cũng lo lắng kỹ thuật màn hình plasma cuối cùng áp đảo kỹ thuật tinh thể lỏng, và chiếm thượng phong của thị trường màn hình. Chúng ta phải canh lúc họ do dự mà nhanh chân đuổi kịp. Trương Á Bình gật đầu, hỏi, thương vụ Cẩm Hồ có thể chi ra bao nhiêu dự toán? Tôi cùng Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa thương nghị một chút, lại chi ra 100 triệu đô la Mỹ cho mọi người, tuy nhiên có thể tiết kiệm bao nhiêu thì tiết kiệm, đừng vung tay mạnh quá. Bên thương vụ Cẩm Hồ cũng có rất nhiều chỗ đang mở miệng đòi sữa. Trương Khác nói, mặc dù đàm phán vẫn do điện tử Tinh Bình Ái Đạt cùng chi nhánh công ty của Hàn Quốc điều nhân thủ liên hợp phụ trách, Trương Khác lại điểm danh để Trương Á Bình phụ trách đàm phán lần này. Sau khi đàm phán thành công, sẽ do điện tử Tinh Bình Ái Đạt tiếp thu nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Tuy nhiên đến lúc đó điện tử Tinh Bình Ái Đạt cũng sẽ thăng làm công ty tập đoàn, sẽ do Trương Á Bình kiêm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn điện tử Tinh Bình Ái Đạt. Điện tử LCD sẽ là một trong những hướng đi chủ yếu mà Cẩm Hồ đầu tư trên lĩnh vực sản nghiệp điện tử vào tương lai. Trương Khác đại thể biết kỹ thuật của lĩnh vực này, cạnh tranh nâng cấp kỹ thuật sẽ hình thành vòng xoáy hút tiền lớn thế nào. Nghĩ thầm cho dù dựa theo quỹ tích lịch sử đã định mà phát triển đến kỹ thuật LCD đời thứ 8. Đầu tư 3,500 triệu USD tài chính chỉ sợ vẫn còn chưa đủ. Trương Á Bình cười cười, dự toán có thể thêm hơn 100 triệu đô la Mỹ, cơ hội sẽ càng nhiều hơn, bằng không thì không thể nói chuyện được với bán dẫn Hyundai, quay lại đi thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của IBM, ít nhất cũng phải trì hoãn cả năm thời gian. So với giành được tiên cơ trên bố cục của sản nghiệp, chi thêm 100 triệu đô la Mỹ cũng không thể xem như là thiệt thòi. Ở trên xe còn nói đến hôn sự của Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương. Mặc dù theo ý của Tôn Tịnh Hương và Diệp Kiến Bân, lén lút cử hành hôn lễ còn chưa tính, chỉ chuyện này không thể không kinh động đến cao tầng của Cẩm Hồ, đặc biệt là muốn đem quyền lợi 3% của Cẩm Hồ chuyển rời đến danh nghĩa của Đinh Văn Di, không có khả năng không thông báo cho các cao tầng khác của Cẩm Hồ. Nếu Đinh Văn Di nguyện ý, bằng vào 3% quyền lợi này, thậm chí có thể lập tức trở thành thành viên của
hội nghị 29 người của Cẩm Hồ tiến vào tầng quyết sách nòng cốt của Cẩm Hồ. Nếu muốn cử hành hôn lễ, vậy cũng là việc càng sớm càng tốt, Tôn Tịnh Hương đã mang thai hơn 3 tháng rồi, chắc hẳn Tôn Tịnh Hương cũng không muốn vác cái bụng cử hành hôn lễ với Diệp Kiến Bân. Họ tạm thời cũng không có mặt mũi nói tình hình thực tế với người ngoài. Nhóm Trương Á Bình nhận được lời mời tham gia hôn lễ tự nhiên là vô cùng ngạc nhiên, chỉ là nhất thời còn chưa biết huyền cơ ở đâu. Chương 1280, Cẩm Hồ khiến người lo lắng một. Trương khác cũng sẽ không làm bà ba hoa, có lẽ trên hôn lễ Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương sẽ lộ ra sơ hở, cho dù họ che giấu được tốt mấy, đợi Tôn Tịnh Hương sinh con sớm, cũng sẽ giải đáp nghi ngờ trong lòng mọi người. Trương Á Bình ở trong xe hỏi thăm được cái gì, Trương khác chỉ lấy cớ y không rõ lắm. Trong lòng Trương Á Bình vẫn rất khó hiểu, hắn còn tưởng rằng Trương khác có lẽ sẽ ngăn cản Diệp Kiến Bân cùng Tôn Tịnh Hương kết hợp. Lại nói tiếp, sự quật khởi của Cẩm Hồ, ngoại trừ Trương khác, Tôn gia cùng Diệp gia đều phát huy tác dụng then chốt, cho nên quyền lợi mà vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa cùng Diệp gia nắm giữ tại Cẩm Hồ gần với Trương khác. Hai nhà họ nếu liên hợp lại, mặc dù còn chưa thể cân sức ngang tài cùng Trương khác tại Cẩm Hồ, nhưng cũng kém không xa rồi. Tuy nhiên ngẫm lại cũng thoải mái, việc làm của Trương khác trong gần 2 năm nay chính là nhấn mạnh quyền lãnh đạo của hội nghị 29 người đối với Cẩm Hồ. Xem như tập đoàn tài chính mới phát, tình huống nội bộ tranh quyền đoạt lợi sẽ thiếu một chút. Mà Trương khác tại nội bộ Cẩm Hồ tạm thời còn chưa phải là người ai muốn thay thế là có thể thay thế. Thăng 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 thăng. Buổi sáng đã hẹn cùng Phác Chân Xương gặp mặt, tuy nhiên nhóm Trương khác xuống xe lửa mới hơn 7 giờ, đoàn người đến khu biệt thự ở thành Nam nghỉ ngơi trước. Sau khi ăn cơm xong, Trương khác gọi điện thoại cho anh họ Lương Văn Giang, Lương Văn Giang cùng Vương Thải Linh cũng đang chuẩn bị hôn sự, có điều họ sẽ an bài hôn lễ vào mùa thu tháng 10. Thời gian vẫn còn sớm, Trương khác liên hệ Lương Văn Giang, là hy vọng có cơ hội gặp mặt Lương Chí, anh của Vương Thải Linh tại Văn Châu. Cái mũ khoa học công nghệ Hải Thúc này, ngoại trừ Hoành Tín có dũng khí tráng sĩ chặt cổ tay, bằng không thì mơ tưởng đơn giản cởi xuống. Trong 2 năm nay mặc dù Hoành Tín vơ vét không ít, nhưng bước tiến mở rộng càng lớn hơn, con đường huy động vốn căn bản là không thể đánh đồng cùng Cẩm Hồ. Hoành Tín đổ vào trong khoa học công nghệ Hải Thúc 3 tỷ tài chính, cho dù không nguyên khí đại thương, cũng có thể coi là tổn thương đến gân cốt. Lúc này tiến quân Chiết Đông, nghĩ đến Hoành Tín sẽ thành thật một chút, sẽ không còn kiêu ngạo giống như lần đầu gặp Nghiêm Văn Giới tại ngõ học phủ. Tôi tên Nghiêm Văn Giới, tôi nghĩ cậu sẽ nhớ kỹ tôi, những lời này quả là đặc sắc. Tôi đang suy nghĩ sau đó tự giới thiệu với ai, có phải cũng có thể nói như vậy hay không, tôi tên Trương khác, tôi nghĩ bạn sẽ nhớ kỹ thôi. Mấy ngày trước, bạn sẽ không phải như vậy, Trần Phi Dung cười thầm, cần phải mượn lời nói của người khác dùng. Khi đó là lòng tin chưa đủ, mới phải bày ra bộ dạng hung ác. Trương khác dùng đùi đắc ý, hiện tại hả? Người khác muốn hung ác thì cứ để cho họ hung ác đi. Lý Tại Thù của Samsung vừa mới đến khách sạn bái phỏng Phác Chân Xương, vừa mới rời khỏi rồi. Trương Á Bình treo điện thoại, báo cáo tình huống mới nhất cho Trương khác biết, Samsung có lẽ không thể thuyết phục ngân hàng Hàn Hưng không giao dịch cùng chúng ta, sợ họ thuyết phục ngân hàng Hàn Hưng kéo dài thời gian. Vậy chúng ta sẽ đi gặp Phác Chân Xương. Trương khác chợt đứng lên, dứt khoát nói, Hyundai sẽ không hạ quyết tâm khởi công tuyến sản xuất thế hệ mới nữa. Bên chúng ta đừng để lộ nội tình, trong mắt Phác Chân Xương, kéo dài thời gian càng lâu, nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai sẽ càng bị giảm giá trị, họ chưa hẳn sẽ nghe sắp xếp của Samsung. Thăng 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 thăng. Ngân hàng Hàn Hưng sẽ không vì cái gọi là lợi ích chỉnh thể của ngành điện tử Hàn Quốc mà làm theo họ. Trừ phi điện tử Samsung hoặc là các xí nghiệp khác nửa đường đánh ra, dành trước Cẩm Hồ thu mua nghiệp vụ tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai. Nhưng tài sản chính của nghiệp vụ tinh thể lỏng dưới cờ bán dẫn Hyundai đều là tuyến sản xuất tinh thể lỏng TFT đời thứ 3 mà điện tử Samsung kế hoạch sắp tới rút lại năng suất. Đối với điện tử Samsung mà nói, không có giá trị lớn bao nhiêu, thậm chí là một gánh nặng. Điện tử Samsung không có khả năng vì tấn công Cẩm Hồ mà trả cái giá tới 400 triệu đô la Mỹ thậm chí càng cao hơn. Huống chi cho dù điện tử Samsung lựa chọn làm như vậy, cũng không thể triệt để phá hỏng con đường Cẩm Hồ tiến quân vào ngành điện tử tinh thể lỏng.
toàn thế giới tổng cộng có 18 xí nghiệp điện tử sở hữu kỹ thuật TFT, bởi tinh thể lỏng TFT là sản nghiệp loại hình tập trung vốn, kỹ thuật, đầu tư cao, lại bởi thị trường của tinh thể lỏng TFT còn chưa chân chính mở ra, cho tới nay chưa có xí nghiệp nào thu được doanh thu với quy mô ổn định. Nghiệp vụ của Samsung tại phương diện này cũng liên tục thua lỗ 7 năm, năm ngoái mới có chút khởi sắc. Mặt khác, tại thị trường TV màn hình phẳng, plasma so với tinh thể lỏng còn sở hữu ưu thế kỹ thuật nhất định, hai loại kỹ thuật điện tử màn hình trong tương lai chưa biết ai thắng ai, lúc này kết luận còn quá sớm. Cho dù có thể khẳng định tinh thể lỏng TFT là vương giả của thị trường điện tử màn hình tại tương lai, nhưng ở trước mặt tư bản, đầu tư cao tập trung như vậy, cạnh tranh kỹ thuật, tư bản lại kịch liệt như thế. Xưởng tinh thể lỏng cuối cùng chân chính có thể thực hiện quy mô doanh thu cũng chỉ có 5,6 xí nghiệp, 18 xí nghiệp quả thực hơi nhiều. Tại loại tình huống này, chỉ cần Cẩm Hồ có thể đưa ra điều kiện đủ cao, cũng khẳng định sẽ có các xí nghiệp điện tử khác sẵn lòng chắp tay nhường lại nghiệp vụ tinh thể lỏng. Lý Tại Thù ngồi vào trong xe, đầu đau đến nhíu mày lại. Trong lòng thầm nghĩ, việc lúc này phải làm chính là tận khả năng kéo dài bước tiến của Cẩm Hồ tiến quân vào ngành tinh thể lỏng lá mỏng. Tận khả năng khiến cho Cẩm Hồ vì tiến quân vào sản nghiệp tinh thể lỏng lá mỏng mà trả giá càng nhiều hơn, giảm bớt tiềm lực cạnh tranh của Cẩm Hồ. Tuy nói điện tử Samsung liên tục thua lỗ 7 năm trên nghiệp vụ tinh thể lỏng lá mỏng, nhưng lấy ưu thế trong khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 won bị giảm giá trị trên diện rộng nên có lợi cho xuất khẩu, bài danh của điện tử Samsung trên thị trường tinh thể lỏng toàn cầu đã bước lên vị trí đầu, năm ngoái cũng thuận lợi thực hiện doanh thu. Tại thị trường máy nghe nhạc Portable, đầu đĩa, điện thoại di động số, điện tử Samsung đã đầy đủ lãnh hội được tiềm lực cạnh tranh mạnh mẽ của Cẩm Hồ một khi bùng nổ. Theo Lý Tại Thù, Cẩm Hồ mỗi lần bước chân vào lĩnh vực mới, đặc biệt là lĩnh vực tồn tại cạnh tranh cùng Samsung, thì phải hết sức cẩn thận. Kim Nam Dũng ngồi ở vị trí phó lái, lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn cầm lấy xem qua rồi quay đầu nói với Lý Tại Thù, điện thoại của Nghiêm Văn Giới gọi tới. Kim Nam Dũng an vị tại ghế phó lái tiếp điện thoại. Một lát sau giữ máy rồi quay đầu lại nói với Lý Tại Thù, Nghiêm Văn Giới đã ở Bắc Kinh, hỏi có tiện gặp mặt hay không. Lý Tại Thù hơi lắc đầu, Kim Nam Dũng liền nói với điện thoại trong tay, thật xin lỗi, nhật trình của anh Lý Tại Thù tại Bắc Kinh đều an bài cả rồi, sau khi về kiến nghiệp sẽ tìm cơ hội gặp mặt. Chương 1281, Cẩm Hồ khiến người lo lắng 2. Nhìn Kim Nam Dũng treo điện thoại, Lý Tại Thù mới giải thích cho hắn nguyên nhân không gặp mặt với bên Nghiêm Văn Giới. Cho dù Hoành Tín có thể đắc thủ trên khoa học công nghệ Hải Túc, cũng hoàn toàn không có tư cách đấu với Cẩm Hồ, trước đó mặc dù cũng không có hy vọng xa vời gì với Hoành Tín, nhưng còn tưởng rằng Hoành Tín chí ít có thể tại Trung Quốc thoáng kiềm chế Cẩm Hồ một chút. Ai ngờ họ lại kém trí như thế. Nếu đã sở hữu thực nghiệp quy mô lớn như vậy, giữa đầu tư sản nghiệp cùng đầu cơ chứng khoán cái nào nhẹ cái nào nặng lại không có chừng có mực, đối tượng hợp tác như vậy thật khiến người thất vọng. Ngay cả như vậy, hạng mục của Samsung Hoành Tâm còn phải tiếp tục, bên Hoành Tín cũng cần phải có lệ. Kim Nam Dũng nói, vậy cũng chỉ có lệ thôi. Lý Tại Thù lạnh lùng nói, nhưng mà quyền khống chế của hạng mục Samsung Hoành Tâm chúng ta phải nắm chặt trong tay, nhất thiết không để cho đối tượng hợp tác ngu xuẩn kéo xuống nước. Kim Nam Dũng gật đầu, ngồi thẳng người lại. Lý Tại Thù dựa người vào ghế, trong lòng yên lặng hồi tưởng bước tiến quật khởi trong mấy năm nay của Cẩm Hồ, có loại tiếc hận của tráng sĩ bóp cổ tay. Samsung vốn có cơ hội bóp chết Cẩm Hồ ở trong nôi. Samsung xem như một trong những xí nghiệp đầu đĩa sớm nhất toàn thế giới, từ cuối năm 94 ngay tại Trung Quốc đưa ra đầu đĩa VCD, cũng nhanh chóng thay thế Vạn Yến, gần như lũng đoạn thị trường đầu đĩa đương thời. Cũng là ngay lúc đó công ty tại Trung Quốc của Samsung quá cấp thiết, có lẽ là quá khinh thường tiềm lực thị trường của đầu đĩa VCD xem như sản phẩm chuyển tiếp, lúc đó không đầu tư quá nhiều về kỹ thuật lực lượng. Đến nỗi sản phẩm đầu đĩa của Samsung tại năm 95 xuất hiện liên tiếp vấn đề về chất lượng. Vì duy trì thương hiệu của Samsung nên bị ép rời khỏi thị trường đầu đĩa. Cẩm Hồ lại kịp thời chọn dùng kỹ thuật giải mã VCD mới nhất lúc đó bổ sung chỗ trống để lại sau khi Samsung rời khỏi, trở thành bá chủ của thị trường đầu đĩa VCD. Đầu đĩa VCD vốn chính là kỹ thuật chuyển tiếp của đầu đĩa DVD đưa ra trước đó, hơn nữa cánh cửa kỹ thuật tiến vào lại rất thấp, tồn tại vấn đề cạnh tranh quá độ. Cho dù Cẩm Hồ trở thành bá chủ của thị trường đầu đĩa VCD, tại ngành điện tử toàn cầu cũng chưa nói có lực ảnh hưởng gì. Ai có thể nghĩ đến Cẩm Hồ sẽ liên hợp TCQ thăng cấp kỹ thuật đầu đĩa VCD để phát triển ra kỹ thuật đầu đĩa SVCD thế hệ mới. Mặc dù đầu đĩa SVCD trên kỹ thuật vẫn còn kém DVD một bậc,
nhưng năm 97 Cẩm Hồ đã tiến hành bố cục sản nghiệp nhiều phương diện đối với SVCD, tại thời khắc đầu đĩa DVD khoan thai chậm chạp, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến hành thăng cấp cho toàn sản nghiệp. Chỉ ít trước khi kỹ thuật tiên tiến hơn được phổ biến, Lý Tại Thù nhìn không thấy khả năng thị trường đầu đĩa SVCD bị thay thế, ngoại trừ tại các quốc gia cùng khu vực mới phát. Hiện tại lượng tiêu thụ SVCD toàn thế giới hàng năm đạt 28 triệu máy, doanh thu đạt được 40 tỷ. Điện tử Ái Đạt thuộc Cẩm Hồ trực tiếp khống chế 26% phân ngạch thị trường đầu đĩa. Trừ điều đó ra, Lý Tại Thù biết Cẩm Hồ còn lấy danh nghĩa của City Hải Ngoại Liên Hợp TCQ khống chế cung ứng 80% chip giải mã SVCD. Nhà xưởng do điện tử Ái Đạt cùng Ti hợp doanh còn khống chế 60% lượng cung ứng tim máy của SVCD. Ngoại trừ SVCD, Cẩm Hồ còn nhúng chàm vào thị trường đầu đĩa DVD, trở thành một trong 8 xưởng DVD lớn trên toàn thế giới. Bố cục của Cẩm Hồ trên ngành đầu đĩa có phần trực tiếp lấy danh nghĩa của điện tử Ái Đạt, có phần lấy danh nghĩa của các công ty hợp doanh cùng vốn riêng khác tiến hành, có điều ở trong mắt của công chúng, điện tử Ái Đạt vẫn tập trung chủ yếu tài nguyên của Cẩm Hồ trên sản nghiệp đầu đĩa. Mặc dù thị trường đầu đĩa cạnh tranh có phần kịch liệt, nhưng lợi nhuận dòng năm ngoái của điện tử Ái Đạt vẫn đạt được hơn 1,2 tỷ đô la Hồng Kông. Tháng 5 năm 97 điện tử Ái Đạt khi niêm yết cửa sau, tổng giá cổ phiếu một dạo đột phá 10 tỷ đô la Hồng Kông, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính châu Á, tổng giá cổ phiếu từng rơi xuống 5 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng trong 2 năm nay chịu ảnh hưởng của làn sóng kinh tế mới kích thích, xem như bên trong phạm vi của công nghệ mới, tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt một dạo đột phá 38 tỷ đô la Hồng Kông. Đương nhiên, cho dù tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt đột phá 38 tỷ đô la Hồng Kông, tỷ số PE cũng chưa đến 32, thấp hơn tỷ số PE của mảng công nghệ mới trên thị trường chứng khoán Liên Hợp lúc đó bình quân là 46. Điều này chủ yếu là bởi Cẩm Hồ tuân thủ chức trách của đại cổ đông, tích cực khống chế giá cổ phiếu quá độ tăng lên, cũng bởi vậy bị các nhà đầu cơ không thích. Mặc dù lần này cũng định trước sẽ nhận được ảnh hưởng của nguy cơ bong bóng .com. Tuy nhiên lấy năng lực doanh thu vững vàng của điện tử Ái Đạt, ưu thế tiên cơ cùng thành phẩm trên bố cục sản nghiệp cùng với tỷ số PE sẽ không cao đến quá phận của mình, tin tưởng tổng giá cổ phiếu của điện tử Ái Đạt sẽ không rơi xuống quá sâu. Tại phương diện này, Cẩm Hồ biểu hiện ra khí độ cùng phẩm hạnh khác hoàn toàn với Hoành Tín, Cẩm Hồ luôn luôn tận khả năng chống lại giá cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán của mình thay đổi rất nhanh, căn bản là không nghĩ đến muốn thao túng giá cổ phiếu thu lợi. Đương nhiên, Lý Tại Thù tin tưởng việc này có quan hệ rất lớn với Sở Giao dịch Chứng khoán Liên Hợp Hồng Kông nghiêm khắc giám thị. Nhưng Cẩm Hồ cũng xem thường loại thủ đoạn thao túng giá cổ phiếu mưu lợi bất chính với trình độ thấp thế này. Ví dụ trực tiếp nhất chính là Cẩm Hồ cho tới bây giờ cũng không tiến hành để cho xí nghiệp của mình tại thị trường chứng khoán Trung Quốc công khai cố gắng đưa ra thị trường. Lý Tại Thù đã nhận thức sâu sắc Cẩm Hồ là một tập đoàn có khí chất khác hẳn các xí nghiệp khác của Trung Quốc, vượt quá nhận thức trước đó của mọi người đối với các xí nghiệp Trung Quốc nói chung. Như vậy thì càng phải coi trọng, huống chi xí nghiệp này phải lớn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của người bình thường. Năm 98 Cẩm Hồ đưa ra kỹ thuật máy nghe nhạc Portable DMP, ePlayer, trực tiếp khởi xướng công kích đối với phe máy phát MD của các xí nghiệp điện tử Nhật Bản. Thông qua trao quyền kỹ thuật rộng khắp, chỉ sau thời gian 2 năm, DMP, ePlayer đã trở nên nổi trội. Tại Bắc Mỹ, châu Âu thậm chí tại thị trường bản thổ Nhật Bản, lượng tiêu thụ của DMP, ePlayer đã vượt lên cả MD. Theo kỹ thuật Flash Memory thăng cấp, dung lượng lưu trữ của DMP, ePlayer cao cấp đã đạt tới 1GB, DMP, ePlayer tầm thấp với lượng lưu trữ nhỏ thậm chí tạo thành trùng kích rất mạnh đối với máy nghe nhạc Portable. Mùa xuân năm nay Cẩm Hồ ngay tại thị trường Trung Quốc đưa ra sản phẩm ePlayer tầm thấp với giá bán khoảng 120 đô la Mỹ, bắt đầu từ Sony Walkman tranh giành thị trường cao cấp của máy nghe nhạc Portable tại Trung Quốc. Giữa kỹ thuật DMP, ePlayer cùng MD, điện tử Samsung cũng rất sớm lựa chọn nghiêng về phía DMP, ePlayer, lượng tiêu thụ trên toàn thế giới chỉ sau Cẩm Hồ, Toshiba, CQ, bài danh đệ tứ, nhưng thị phần chưa bằng 1/3 của Cẩm Hồ. ePlayer của Cẩm Hồ trong thị trường âm nhạc Portable toàn cầu chiếm thị phần thậm chí sắp vượt qua cả Toshiba, cho dù kỹ thuật DMP, ePlayer nguyên từ Cẩm Hồ. Đây cũng là kết quả trước đây ai cũng không dự liệu được. Chương 1282, Nội tình của Cẩm Hồ 1. Tỉ mỉ nghiên cứu, âm nhạc toàn cầu lấy tạo ra shop âm nhạc online làm mục tiêu cùng lần kiện cáo kéo dài nửa năm Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ vào năm 99. Đã khiến Cẩm Hồ tại thị trường máy nghe nhạc Portable bay đến tận trời.
Đầu năm vẫn là dự đoán, lúc này xu thế đã tương đối rõ ràng, tổng lượng tiêu thụ năm nay của Cẩm Hồ rất có khả năng sẽ đột phá 5 triệu máy, dự tính lợi nhuận dòng toàn thế giới trên sản phẩm e-player của Cẩm Hồ sẽ đột phá 400 triệu đô la Mỹ, sang năm càng có khả năng đột phá 600 triệu đô la Mỹ. Bởi hai xí nghiệp thành viên trung tâm lớn dưới cờ Cẩm Hồ là tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ đều là công ty cá nhân, không cần công bố số liệu tài vụ với bên ngoài, Cẩm Hồ lại lợi dụng các công ty đông đảo bên trong hệ thống của nó tới gánh chịu các nghiệp vụ giữa các mắt xích khác nhau. Nếu không phải hình thức tổ chức sản xuất của nội bộ Samsung ngoài rất nhiều chỗ tương tự cùng Cẩm Hồ lại cùng coi trọng thị trường e-player, bằng không thì cũng tính ra không ra quy mô lợi nhuận trên sản phẩm e-player của Cẩm Hồ. Cẩm Hồ còn thông qua hình thức trao đổi kỹ thuật từ Toshiba thu được quyền toàn vẹn của Norflash, do đó tại thị trường Norflash cùng Samsung, Toshiba tam phân thiên hạ. Trước khi ePlayer được ra đời, phạm vi ứng dụng của Flash Memory mặc dù tương đối rộng, lượng nhu cầu lại cực kỳ hữu hạn, sản phẩm ePlayer bán chạy trực tiếp xúc tiến thị trường Norflash phát triển, dự tính tổng nhu cầu thị trường năm nay sẽ tiếp cận 3 tỷ đô la Mỹ. Cẩm Hồ, Samsung, Toshiba còn có 90% thị phần sẽ chia đều thị trường 3 tỷ đô la Mỹ này, Lý Tại Thù đương nhiên có thể rõ ràng ý thức được lợi nhuận của Cẩm Hồ trên Norflash kinh người thế nào, chí ít sẽ không thấp hơn biên lợi nhuận 40% của Samsung. Có lẽ toàn bộ lợi nhuận thu được trên ePlayer của Cẩm Hồ cũng không hẳn thấp hơn nghiệp vụ điện thoại di động, nhưng điều khiến cho công chúng quan tâm vẫn là nghiệp vụ điện thoại di động của Cẩm Hồ ở trong nước. Năm ngoái điện thoại di động Ái Đạt lấy 17% thị phần tại thị trường Trung Quốc gần với Motorola cùng Nokia. Samsung chỉ lấy con số xấu hổ 6% thị phần tại thị trường Trung Quốc bài danh thứ 6. Trong tháng 6 ở quá khứ, cũng chính trong thời gian nửa năm đầu của năm 2000, Cẩm Hồ ngay tại thị trường Trung Quốc tiêu thụ 4 triệu máy điện thoại di động, đề cao thị phần Trung Quốc 0,3%, mà Samsung cố gắng nửa năm mới đề cao thị phần 0,1%. Xem ra không quản lĩnh vực gì, Cẩm Hồ tại thị trường điện thoại di động Đông Nam Á xếp thứ 5, Samsung xếp thứ 4. Các xí nghiệp điện thoại di động bên ngoài rất khó tiến vào thị trường Nhật Bản phát triển, Cẩm Hồ cùng Samsung đều không ngoại lệ. Tuy nhiên khai thác đối với thị trường các quốc gia phát triển Âu Mỹ, Cẩm Hồ cùng Samsung đều có thành tích rất tốt, đặc biệt là năm ngoái lượng tiêu thụ điện thoại di động của Cẩm Hồ tại khu vực Bắc Mỹ đã từ từ có khởi sắc. Bởi các sản nghiệp điện tử dưới cờ Cẩm Hồ đều là phạm vi sản nghiệp có biên lợi nhuận cao, hơn nữa Cẩm Hồ phân tán các sản nghiệp điện tử của mình đến mấy xí nghiệp thành viên, lợi nhuận năm trên sản nghiệp điện tử của Cẩm Hồ tương đối kinh người, nhưng doanh thu cách top 500 xí nghiệp lớn thế giới còn có chút cự ly. Đương nhiên, nếu như tính toán toàn bộ nghiệp vụ dưới cờ Cẩm Hồ, vậy sớm đã bước vào top 500 xí nghiệp lớn thế giới. Cẩm Hồ như vậy lại để ý tới sản nghiệp tinh thể lỏng, làm sao không khiến người khác lo lắng. Thăng 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 thăng. Lý Tại Thù cũng sâu sắc ý thức được trên sản nghiệp điện tử Cẩm Hồ sẽ là đối thủ mạnh của Samsung. Tháng 7, sinh viên tốt nghiệp khóa này từ các trường đại học cao đẳng các nơi lục tục rời trường vào nghề, năm nay nhân số sinh viên tốt nghiệp của Trung Quốc đột phá 1 triệu, cung cấp cho các xí nghiệp Trung Quốc tài nguyên nhân lực giá rẻ chất lượng tốt. Lý Tại Thù luôn luôn cho rằng đó là một trong những nhân tố then chốt cho các xí nghiệp Trung Quốc có thể nhanh chóng trưởng thành. Các xí nghiệp thành viên khác bên trong hệ thống Cẩm Hồ không nhận được nhiều quan tâm của giới truyền thông, việc này có quan hệ rất lớn tới nội bộ Cẩm Hồ khống chế dư luận, tuy nhiên kế hoạch chiêu mộ của tập đoàn Ái Đạt khởi động từ năm trước đó đã được giới truyền thông trắng trợn truyền bá. Nhân số vào nghề của tập đoàn Ái Đạt năm nay sẽ đạt 5.000 người, trở thành xí nghiệp trong nước được chú ý nhiều nhất. Trong đó 2.000 người sẽ chảy về vườn sồi, cơ cấu nghiên cứu phát triển nòng cốt của Cẩm Hồ. Khác biệt với sự tuyển dụng của các xí nghiệp công nghệ cao khác của Trung Quốc, vườn sồi sớm nhất tại các trường đại học ở kiến nghiệp cùng địa phương thiết lập cơ chế bồi dưỡng song đạo sư với tính chất thực nghiệp, tiến cử các sinh viên ưu tú trong trường thuộc các bộ môn tương quan như vi điện tử, công trình thông tin, đến phòng thí nghiệm của vườn sồi tiến hành thực tập, do các nhân viên trung cao cấp của vườn sồi chỉ đạo trên học thuật cùng kỹ thuật, xem như người thầy thứ hai. Điều này đã bù đắp rất lớn cho sự thiếu thốn về nhân tài kỹ thuật chung, cao cấp được bồi dưỡng từ các trường đại học cao đẳng tại Trung Quốc. Theo vườn sồi tại các thành phố trung tâm khác thiết lập cơ cấu nghiên cứu chi nhánh, tự nhiên cũng đem theo cơ chế bồi dưỡng song đạo sư. Thời gian 3 năm trôi qua, cơ chế bồi dưỡng song đạo sư cũng đã đến mùa có thể thu hoạch, trong số 2.000 con người mới tăng thêm của vườn sồi lần này, trên 60% là sinh viên tốt nghiệp khóa này được bồi dưỡng ra từ cơ chế song đạo sư. Khi họ ở trong trường đã thực tế hoàn thành bồi dưỡng của một nghiên cứu viên sơ cấp nên có.
Nghiên cứu viên chính thức trước đây của vườn sồi mới chỉ 4.000 người, nhưng loại cơ chế song đạo sư này cùng loại với cơ chế dự trữ nuôi dưỡng, khiến nhân viên thực tế của vườn sồi vượt xa con số mà Cẩm Hồ công bố, thường sẽ khiến bên ngoài đánh giá thấp thực lực của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù quanh năm để ý đến Cẩm Hồ. Trong 2 năm nay, mỗi năm hơn phân nửa thời gian đều ở kiến nghiệp, suy nghĩ thấu một số huyền cơ của Cẩm Hồ, cũng sẽ dùng một số thủ đoạn bất nhập lưu để dò hỏi cơ mật thương nghiệp của Cẩm Hồ. Hắn biết vườn sồi nửa đầu năm nay tại quốc nội đệ trình xin độc quyền phát minh trên 2.600 hạng mục, tại hải ngoại trên 800 hạng mục. Trên thực tế, từ sau khi Cẩm Hồ tự lực khai phát kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động số, đã có cơ cấu phân tích quốc tế chuyên môn bắt đầu quan tâm đến thực lực của Cẩm Hồ. Nhưng Cẩm Hồ dù sao cũng là xí nghiệp khoa học công nghệ mới phát vừa mới quật khởi, số liệu cùng tư liệu công khai rất ít, có lẽ là do Cẩm Hồ cố ý làm vậy. Mặc dù những số liệu cùng tin tức này công bố có thể tăng lực ảnh hưởng của các thương hiệu dưới cờ Cẩm Hồ, nhưng đắp nặn thương hiệu và thương dự là một hệ thống công trình tương đối phức tạp, cái gọi là quá vẫn không đủ, Cẩm Hồ tại phương diện này vẫn rất biết đắn đo đúng mực. Trừ phi như Lý Tại Thù đặc biệt mở to một mắt nhìn chằm chằm Cẩm Hồ, bằng không thì rất khó tỉnh táo biết nội tình của Cẩm Hồ. Lúc trước Cẩm Hồ vì chiêu mộ nhân viên kỹ thuật trung cao cấp trên toàn thế giới đã tung ra, kế hoạch 100 người, đã khá là kinh người rồi. Trên thực tế, bao gồm chuyên gia trung cao cấp mà Trung Tinh Vi Tâm tiến cử, nhân viên kỹ thuật trung cao cấp mà, kế hoạch 100 người, của Cẩm Hồ trương mộ được gần tới 1.000 người. Vì thế giá thành phúc lợi mà Cẩm Hồ phải trả thêm vượt quá 100 triệu đô la Mỹ. Chương 1283, nội tình của Cẩm Hồ 2. Trong tuyên truyền công khai đối với giới truyền thông bên ngoài, tập đoàn Ái Đạt công bố năm nay dự toán tài chính của toàn bộ hệ thống nghiên cứu vườn sồi là 400 triệu đô la Mỹ. Xí nghiệp Trung Quốc đầu tư như vậy trên nghiên cứu phát triển đã khiến người trố mắt nghẹn lời, bên ngoài dự tính thu nhập trong năm 2000 của tập đoàn Ái Đạt sẽ đột phá 30 tỷ, đầu tư vào nghiên cứu phát triển sẽ chiếm 10% tổng thu nhập, đó cũng đã là thuộc mức đầu tư hạng nhất của quốc tế rồi. Cho dù điện tử Samsung luôn luôn chịu chi trên nghiên cứu phát triển, dự toán cho nghiên cứu phát triển trong năm 2000 cũng chỉ chiếm 8% tổng thu nhập. Cho dù một số cơ quan phân tích tự cho là đúng cho rằng đã đánh giá cao quyết tâm của Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển kỹ thuật, Lý Tại Thù lại rõ ràng dự toán 400 triệu đô la Mỹ đó chỉ là đạn khói mù mà Cẩm Hồ phóng ra. Hắn phân tích qua số liệu tài vụ của Ái Đạt, đầu tư của Cẩm Hồ trên nghiên cứu phát triển sản nghiệp điện tử, năm ngoái rất có khả năng cũng đã vượt qua 400 triệu đô la Mỹ, đầu tư năm nay thậm chí có khả năng cao hơn 800 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng tính cả đầu tư trên lĩnh vực đầu đĩa của điện tử Ái Đạt cùng với trên nghiên cứu phát triển công nghệ mới chế tạo tinh viên của Trung Tinh Vi Tâm. Bởi vì thương vụ Cẩm Hồ đã gánh chịu trọng trách huy động vốn của Cẩm Hồ tại hải ngoại, thương vụ Cẩm Hồ phải công bố một số số liệu tài vụ chủ yếu đã trải qua thẩm tra nghiêm ngặt đối với các đối tượng huy động vốn. Bộ môn tình báo của Samsung coi như xứng chức, hơn nữa số liệu sản phẩm của tập đoàn Ái Đạt rất khó che giấu. Cho nên không khó tính ra lượng tiền mặt mà tập đoàn Ái Đạt thực tế có thể thu được. Cho dù sẽ có tương đối một bộ phận lợi nhuận từ hải ngoại để cho thương vụ Cẩm Hồ giữ lại, nhưng năm 99 lợi nhuận tập đoàn Ái Đạt thu được tại thị trường điện thoại di động Trung Quốc vượt quá 500 triệu đô la Mỹ. Biên độ tăng trưởng năm nay dự tính sẽ không thấp hơn 50%, hơn nữa tập đoàn Ái Đạt còn có rất nhiều thu nhập ngầm, lưu lượng tiền mặt chảy vào sẽ vô cùng khổng lồ. Lý Tại Thù sớm chú ý tới Cẩm Hồ đều hết sức chặt chẽ bảo đảm tài chính chảy vào đều cung cấp cho bản thân tập đoàn Ái Đạt sử dụng, các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ như thế kỷ Cẩm Hồ, giấy Tân Quang, điện khí Thịnh Hâm, từ sau năm 98 cũng nhận được rất nhiều ủng hộ tài chính từ Ái Đạt. Mặt khác, đầu tư trên nhà xưởng của tập đoàn Ái Đạt luôn thiên về bảo thủ, tựa như lượng tiêu thụ điện thoại di động năm nay của Ái Đạt thậm chí có thể có đột phá 10 triệu máy. Dưới tình huống này mà kế hoạch mở rộng năng suất điện thoại di động năm nay của các nhà xưởng dưới cờ chỉ có 8 triệu máy, cho nên vẫn là có thể tính ra dự toán chân chính của Cẩm Hồ trên nghiên cứu sản nghiệp điện tử. Cẩm Hồ trước đó, cũng có thể nói trong mắt một số người thiếu lý giải đối với Cẩm Hồ thì sẽ rất khó tưởng tượng một xí nghiệp Trung Quốc đầu tư vào trên hệ thống nghiên cứu phát triển lại có quyết tâm mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể nói là dã tâm. Then chốt vẫn là trên sản phẩm điện tử tiêu dùng Cẩm Hồ kiếm được quá nhiều tiền. Cho dù là đầu tư vào nghiên cứu khoa học với tỷ lệ cao như vậy cũng sẽ không tạo thành áp lực tài chính lớn lắm. Dã tâm của Cẩm Hồ trên sản nghiệp điện tử quả thật nghe rợn cả người. Lý Tại Thù tâm tư nặng nề, hơi ngồi xích lên phía trước, vỗ vỗ vai Kim Nam Dũng hỏi, anh cho rằng dã tâm của Cẩm Hồ lớn thế nào, lấy Samsung chúng ta làm mục tiêu, hay là lấy Sony làm mục tiêu? Năm 2000, Sony vẫn là vương giả của ngành điện tử tiêu dùng.
Lý Tại Thù tự nghĩ điện tử Samsung đã rất mạnh, nhưng lúc này ở trước mặt Sony vẫn chỉ có thể cúi đầu xưng thần, cho dù Sony, trước đó cùng Cẩm Hồ tranh chấp cũng đã bị bại trên trận chiến tim máy đầu đĩa. Lúc này tại thị trường máy nghe nhạc Portable, đặc biệt là thị trường máy nghe nhạc số Portable cũng liên tiếp bị bại. Kim Nam Dũng không trả lời vấn đề này của Lý Tại Thù, hiện tại người sáng suốt đều có thể nhìn ra dã tâm của Cẩm Hồ trên ngành điện tử tiêu dùng. Xí nghiệp điện tử tiêu dùng bài danh đệ nhất Trung Quốc đã không thể thỏa mãn khẩu vị của Cẩm Hồ. Hắn nói, tôi nghĩ Cẩm Hồ sớm đã có bố cục trên TFT, LCD. Tôi đã thu thập một danh sách, phát hiện Cẩm Hồ từ khủng hoảng tài chính châu Á năm 97 đã có ý thức chiêu mộ các nhân viên bộ phận tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai, kế hoạch 100 người còn chiêu mộ rất nhiều chuyên gia hàng đầu của lĩnh vực kỹ thuật tinh thể lỏng. Tinh thể lỏng STN do điện tử Tinh Bình sản xuất, nhưng ở trong ngành tinh thể lỏng, kỹ thuật STN là kỹ thuật phải đối mặt với đào thải, tiền đồ phát triển tương đối hữu hạn, không đáng có quy mô lớn, đầu tư nhiều như vậy. Lần này Cẩm Hồ đề xuất với bán dẫn Hyundai thu mua bộ môn tinh thể lỏng TFT, đối với trong ngành mà nói có phần đột nhiên. Tôi cho rằng khả năng Cẩm Hồ đã sớm có chuẩn bị thỏa đáng rồi. À, Lý Tại Thù nói, anh nói ra suy đoán của mình xem. Tôi hoài nghi Cẩm Hồ đã nắm giữ kỹ thuật tương quan của TFT rồi. Cho dù Cẩm Hồ ngoài dự đoán tuyên bố đã nắm giữ một dạng kỹ thuật băng tần cơ sở điện thoại di động, hiện tại khả năng lớn nhất chính là Nhật Bản cùng các xí nghiệp Hàn Quốc chúng ta trên ngành tinh thể lỏng TFT đã bố cục nhiều năm, có cái bẫy độc quyền Cẩm Hồ không vòng qua được, họ thu mua bộ môn tinh thể lỏng của bán dẫn Hyundai có lẽ chỉ là vì mua một tấm giấy nhập môn, Kim Nam Dũng nói. Anh cho rằng như thế sao? Lý Tại Thù đột nhiên ngồi thẳng người dậy, loại suy đoán này khác biệt rất lớn với dự đoán trước đó. Trước đó dự đoán Cẩm Hồ thu mua bộ môn tinh thể lỏng của Hyundai sau đó còn phải dựa vào hệ thống sản xuất cùng nghiên cứu phát triển của Hàn Quốc, Cẩm Hồ muốn triệt để dung hợp với hệ thống của Hàn Quốc cũng không phải chuyện đơn giản. Cho dù Cẩm Hồ thu mua thành công, vẫn có thể thiết lập rất nhiều bẫy dập. Nếu như Cẩm Hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị trên kỹ thuật, lần này chỉ vì một tấm giấy nhập môn, cũng ý nghĩa mức độ dựa vào hệ thống nghiên cứu phát triển cùng sản xuất tinh thể lỏng Hàn Quốc của Cẩm Hồ rơi xuống thấp nhất, muốn động tay chân gì sau này sẽ càng khó khăn. Khả năng rất lớn, Kim Nam Dũng nói. Họ có quyết tâm lớn như vậy, lẽ nào họ kiên định cho rằng kỹ thuật TFT sẽ áp chế các kỹ thuật ion? Lý Tại Thù hỏi. Nếu như Cẩm Hồ ngay từ đầu lấy Samsung chúng ta hoặc là Sony làm đối tượng để đuổi kịp, trên kỹ thuật TFT cùng các kỹ thuật ion cũng không có cơ hội lựa chọn. Kim Nam Dũng nói, Lý Tại Thù gật đầu, hắn hiểu ý của Kim Nam Dũng, tinh thể lỏng TFT tồn tại khó khăn về kỹ thuật trên màn hình lớn, màn hình plasma lại tồn tại khó khăn về kỹ thuật trên màn hình nhỏ. Hiện tại Cẩm Hồ vẫn lấy điện thoại di động làm sản nghiệp nòng cốt, trên lựa chọn kỹ thuật màn hình, TFT là lựa chọn đương nhiên. Ngay cả như vậy, cũng không có thủ đoạn ngăn cản. Lý Tại Thù khẽ thở dài một hơi. Nếu như bán dẫn Hyundai biết đây là nội tình của Cẩm Hồ, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Kim Nam Dũng nói. Ừ, anh lập tức giúp tôi liên hệ Phát Chân Xương, không quản tình huống chân thực thế nào, cũng có thể để cho Phát Chân Xương tin tưởng có loại khả năng này, Lý Tại Thù nói. Chương 1284, nội tình của Cẩm Hồ 3. Trước đó các chủ nợ phía sau màn của bán dẫn Hyundai cho rằng thời gian càng kéo dài sẽ giảm giá trị các tài sản vô hình. Hữu hình như kỹ thuật tinh thể lỏng cùng với tuyến sản xuất tinh thể lỏng, cho nên cũng có chờ mong sớm ngày thúc đẩy giao dịch. Nhưng bọn họ vững tin thứ Cẩm Hồ thèm muốn không phải là hệ thống sản xuất cùng nghiên cứu phát triển của bán dẫn Hyundai, chỉ có tấm giấy nhập môn mới có giá trị mấu chốt đối với Cẩm Hồ, thời gian kéo dài sẽ hạ thấp phiêu lưu đến mức thấp nhất. Samsung là hy vọng bán dẫn Hyundai có thể kéo dài thời gian. Thăng 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 thăng. Thư ký chạy qua dì tai nói Lý Tại Thù rời đi không lâu sau lại gọi điện thoại tới, Phát Chân Xương sinh nghi, hắn vẫn lặng lẽ rời khỏi bàn đến thư phòng bên cạnh tiếp điện thoại của Lý Tại Thù. Nhìn Phát Chân Xương đi vào gian phòng sát vách tiếp điện thoại, Trương Khắc hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Trương Á Bình. Những con quỷ hút máu này thật không dễ nói chuyện. Trương Á Bình cười cười, góc độ hắn ngồi có thể qua cái cửa thấy được tình hình Phát Chân Xương nói điện thoại. Mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, nhưng thấy hắn có vẻ lưỡng lự nhòm qua bên này, cuộc điện thoại này hình như có quan hệ với họ. Trương Á Bình nhỏ giọng nói cho Trương Khắc, không biết có phải tạm thời đạt được tin tức bất lợi gì với chúng ta không, ánh mắt của ông ta hơi cảnh giác.
Trương Khắc híp mắt lại, lặng yên nói, tôi đã có giác ngộ bị họ gõ cho một cái. Tôi đã suy nghĩ, họ còn muốn nâng giá, cũng không phải không thể nói chuyện, nhưng chúng ta cũng yêu cầu họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho chúng ta một chút áp lực trên tài chính. Tôi nghĩ những người làm tài chính như họ luôn cần có khách hàng. Trương Á Bình gật đầu, trong phương án đã định, nói tới bộ phận tài chính thu mua sẽ do các ngân hàng trái quyền, dẫn đầu là ngân hàng Hàn Hưng cung cấp cho vay, nếu như đối phương tăng giá mua, họ tương ứng có thể yêu cầu ngân hàng trái quyền đề cao hạn ngạch cho vay để trung hòa áp lực trên tài chính. Về phần thế chấp để vay nợ, hoàn toàn có thể lấy tài sản cố định sau khi thu mua để làm thế chấp. Phác Chân Xương không thể xác định phán đoán của Lý Tại Thù. Dù sao Lý Tại Thù không có khả năng đem số liệu cùng tư liệu có quan hệ mà bộ môn tình báo của Samsung thu thập được bưng đến trước mặt hắn. Phác Chân Xương thậm chí hoài nghi Lý Tại Thù có ác ý phá hư lần giao dịch này. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng người của Samsung sẽ làm như thế. Đương nhiên, lời của Lý Tại Thù cũng có khả năng tồn tại. Cẩm Hồ lặng lẽ nghiên cứu xuất thủ với kỹ thuật chip băng tần cơ sở điện thoại di động đã khiến người khác thất kinh. Phải biết rằng điện tử Samsung đã từng hai lần thất bại trên kỹ thuật chip băng tần cơ sở. Phác Chân Xương sẽ không lập tức thử ý của Cẩm Hồ, dù sao hắn chỉ có thể đại biểu cho ngân hàng Hàn Hưng, mà lần này hắn là muốn mượn cơ hội đến Bắc Kinh là để kiến thức một chút cái bóng của người trẻ tuổi phía sau Cẩm Hồ. Cái bóng này đã làm cho Lý Kiện Hy, vị thần kinh doanh của Hàn Quốc cũng có phần thưởng thức. Nhớ tới Lý Tại Thù bái phỏng, Phác Chân Xương nhìn không được khẽ nhếch môi cười, được Lý Kiện Hy thưởng thức quả thật không phải là chuyện tốt gì. Mặc dù trước khi tới Bắc Kinh hắn có nghe một số lời đồn về thanh niên trước mắt. Trong lòng Phác Chân Xương đã có chuẩn bị, thế nhưng sau khi thấy được Trương Khắc, nỗi kinh ngạc trong lòng vẫn rất mãnh liệt. Phác Chân Xương cũng như rất nhiều người Hàn Quốc, đều có chút đam mê với chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cảm thấy có một số người luôn có được thành tựu về một số sự nghiệp đặc biệt. Có lẽ rất khó lấy sự quật khởi của Cẩm Hồ liên hệ cùng với thanh niên trước mắt. Căn cứ vào dự đoán của ngân hàng Hàn Hưng, nghiệp vụ sản phẩm điện tử tiêu dùng của tập đoàn Ái Đạt tại Trung Quốc cùng với ngoài Trung Quốc năm nay có thể thu được lợi nhuận thậm chí vượt qua rất nhiều xí nghiệp điện tử Hàn Quốc có tiếng tăm lừng lẫy tại châu Á. Tập đoàn Ái Đạt nhìn qua có hơi nhỏ yếu, là tập đoàn Ái Đạt đem đại bộ phận nghiệp vụ hải ngoại đặt lên danh nghĩa của thương vụ Cẩm Hồ, lại có nhiều công ty hải ngoại sẽ không công bố số liệu tài vụ với bên ngoài, giấu đi thu nhập vốn có thể sáp nhập đến dưới cờ của tập đoàn Ái Đạt. Ngay cả như vậy, tập đoàn Ái Đạt vẫn là xí nghiệp điện tử bài danh thứ hai của Trung Quốc, gần với điện tử Hoa Hạ tốt mã rẻ cùi, doanh thu công bố ra cũng vượt xa điện tử Hoa Hạ. Mặt khác, Phác Chân Xương là người đặt lợi ích lên cao nhất, không có đam mê với dân tộc quá mạnh mẽ. Tương phản, hắn cảm thấy có chút khó hiểu đối với loại tư tưởng cực đoan tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng của một số thanh niên Hàn Quốc. Trong mắt hắn, Hàn Quốc trên khu vực căn bản là khuyết thiếu khả năng trở thành cường quốc. Chen lẫn giữa các nước lớn theo đuổi lợi ích của bản thân mới là quan trọng nhất, không cần phải quá cảnh giác đối với Trung Quốc cùng các xí nghiệp Trung Quốc. Đương nhiên, nếu như phán đoán của Lý Tại Thù là thật, Phác Chân Xương cũng sẽ không quên đại biểu ngân hàng Hàn Hưng bắt chẹt Cẩm Hồ một khoản. Chỉ là phán đoán này với hắn mà nói còn chưa có đầy đủ chứng cứ ủng hộ, cần phải sau khi trở lại Hàn Quốc sẽ cùng các đại biểu chủ nợ khác của bán dẫn Hyundai thảo luận quyết định. Thăng 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 đồng thời lại tại nước sở giao dịch chứng khoán New York Mỹ đi vào hoạt động, tài chính huy động ở hai nơi trên 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là lần hoạt động huy động vốn lớn nhất tại khu vực châu Á ngoài xí nghiệp của Nhật Bản, trở thành một trong những sự kiện tài chính và kinh tế quan trọng nhất của tháng 7. Cũng có thể nói chỉ số NASDAQ tăng mạnh trở lại đã sáng tạo hoàn cảnh tài chính bên ngoài tốt đẹp cho China Anicom thành công đưa ra thị trường. Chủ yếu nhất là China Anicom thông qua một lần huy động vốn lần này đã giải quyết cơn khát tài chính trước đó. Từ đầu năm, Cẩm Hồ vẫn ẩn thân phía sau màn thúc đẩy China Anicom cùng Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa tiến hành hợp tác nghiệp vụ điện thoại di động định chế. Bởi lo lắng năng lực chịu tải cùng mật độ phân bố mạng GSM của China Anicom, cũng vì tránh quá độ kích thích China Mobi, Trương Khắc thuyết phục China Anicom đồng ý bỏ kế hoạch cấp tiến trước đó. Trước đó chọn một số thành phố trung tâm có thiết bị mạng GSM đầy đủ để thử nghiệm mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế.
Cho tới nay đã có gần nửa năm thời gian trôi qua, China Anicom phân biệt tại gần 10 thành phố trung tâm như Bắc Kinh, Quảng Đông, kiến nghiệp mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế, khai triển các loại hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ cùng loại với nạp tiền tặng điện thoại để thúc đẩy mở rộng người sử dụng mới. Chiêu này rất hiệu quả, tại các thành phố China Anicom mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế, biên độ tăng trưởng của người dùng mới đề cao trên diện rộng so với trước đây. Chương 1285, Chiến lược điện thoại di động 1. Khi người thường còn coi điện thoại di động như một vật phẩm xa xỉ, hoạt động nạp tiền tặng điện thoại tự nhiên có lực mê hoặc rất mạnh, càng hấp dẫn rất nhiều nhân sĩ thương vụ cùng với tầng quản lý của các đơn vị xí nghiệp. Rất nhiều đơn vị xí nghiệp hơn phân nửa sẽ không chi trả chi phí mua điện thoại, nhưng hơn phân nửa sẽ chi trả phí dụng thông tin cho người quản lý hoặc nhân sĩ thương vụ, những người này xưa nay được coi là quần thể người dùng cao cấp trong ngành thông tin di động. Đầu năm, Trường Khác hứa hẹn cung cấp cho Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa 1 triệu bộ chip băng tần cơ sở với giá thấp dùng cho China Anicom sản xuất điện thoại di động định chế, 1 triệu máy thậm chí còn xa mới đủ để ứng phó cho nghiệp vụ điện thoại di động định chế mở rộng được China Anicom thí nghiệm tại các thành phố trung tâm. Trước đó, một mặt là có ước định cùng Trường Khác, một mặt là China Anicom cũng tự biết tài vụ khan hiếm, cho dù thủ đoạn phát triển người dùng mới bằng mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế rất có hiệu quả, phía China Anicom cũng khắc chế không đề xuất yêu cầu gì khác. Hiện tại đã khác với trước kia, China Anicom một lần huy động vốn với kim ngạch trên 6 tỷ đô la Mỹ, tại phương diện lợi dụng nghiệp vụ điện thoại di động định chế phát triển người dùng mới không hề khuyết thiếu tài chính, vì bàn giao với các nhà đầu tư Hồng Kông và Mỹ, China Anicom cần phải có số liệu tăng trưởng người dùng tốt. Mặt khác, trước đó ước định thời gian nửa năm cũng sắp đến kỳ rồi. Trường Khác hứa hẹn trước Tết âm lịch của cùng Liên Thông tại nửa năm sau sẽ đưa ra chip băng tần cơ sở đời thứ 2 bản tăng cường cung cấp cho Liên Tín cùng Khoa Vương Cao Khoa sản xuất điện thoại di động định chế với tính năng càng ổn định hơn, công năng càng hoàn thiện hơn. Dương Dung Bình biết được Trường Khác đến Bắc Kinh, liền hẹn y gặp mặt tại Bắc Kinh, cũng nhằm có thêm nhận thức chung sơ bộ cho kế hoạch hợp tác tiếp theo. Trường Khác lại không hy vọng China Anicom quá cấp thiết, nếu không khuyết thiếu tài chính. Việc đầu tiên phải làm cũng có thể là hoàn thiện mạng lưới thông tin trước, loại bỏ vùng khuất tín hiệu, đề cao băng thông chịu tải thông tin, sau đó mới cùng China Mobile quyết định thắng bại cũng không muộn. Trường Khác biết có một số việc chưa hẳn có thể tận như nhân ý, China Anicom bị cục thông tin di động, tiền thân của China Mobile áp chế vài năm, cảnh ngộ vẫn luôn thảm đạm. Lần này có cơ hội trở mình, có thể nào áp chế được nỗi kích động trong lòng. Mặt khác, China Anicom bị áp chế nhiều năm mà vẫn sinh tồn được, cũng là bằng vào thủ đoạn mũi kiếm đâm lệch không theo lệ thường. Hiện tại phát đạt rồi, tư duy cũng rất có chuyển biến, vẫn rất trung tình với thủ đoạn mũi kiếm đâm lệch. Lợi dụng các chính sách ưu đãi chiến giá cả với China Mobile, nhưng vẫn chỉ dùng một mặt của mũi kiếm đâm lệch, chủ yếu vẫn là China Anicom quyết tâm ở ngoài mạng lưới thông tin GSM tạo một mạng CDMA để đối kháng với mạng GPRS của China Mobile sẽ thăng cấp từ mạng GSM. Lần này Liên Thông thu được 6 tỷ đô la Mỹ vốn huy động, sẽ chủ yếu dùng làm chi phí hoạt động cùng kiến thiết mạng CDMA. Lúc này Trường Khác vẫn chưa thể phán đoán ra nếu hoãn lại kế hoạch cấp tiến của Liên Thông nửa năm có thể sản sinh bao nhiêu hiệu ứng tích cực, nhưng trong lòng y rõ ràng nếu không làm gì hết. China Anicom đại khái rất khó trở thành xí nghiệp cạnh tranh sản sinh uy hiếp với China Mobile. Trường Khác nhớ kỹ doanh thu của China Anicom ở trong kiếp trước từ xa xưa đến nay đều chỉ ở mức 1/10 so với China Mobile. Thật sự xin lỗi với chính sách giúp đỡ họ thu được sau năm 2000, cũng thật sự xin lỗi tấm giấy phép kinh doanh thông tin di động mang tính chất lũng đoạn trong tay họ. Chip băng tần cơ sở của Cẩm Hồ phát triển ra mẫu tăng cường đời thứ hai, có thể nói đã trưởng thành trên kỹ thuật thông tin GSM, đã có đủ điều kiện để sản xuất điện thoại di động với cấp bậc nên có. Nếu China Anicom nếu muốn trên nghiệp vụ điện thoại di động định chế thu được ưu thế thành phẩm vượt lên China Mobile, họ phải dựa vào phương án giải quyết kỹ thuật của Cẩm Hồ. Nói ích kỷ một chút, lúc này China Anicom phổ biến phương án mở rộng cấp tiến, có thể vừa lúc trợ giúp Cẩm Hồ mở rộng phân ngạch thị trường điện thoại di động trung cao cấp ở trong nước, đối với Cẩm Hồ vẫn là lợi lớn hơn hại. Tại Tết âm lịch Trường Khác đều có hứa hẹn với China Anicom, Liên Tín cùng với Khoa Vương Cao Khoa, trong thời gian 2 năm. Kỹ thuật băng tần cơ sở ISS của Cẩm Hồ chỉ ủng hộ nghiệp vụ điện thoại di động định chế của China Anicom. Trong thời gian 2 năm Cẩm Hồ không trực tiếp sử dụng chip băng tần cơ sở ISS để sản xuất điện thoại tầm thấp, tránh trực tiếp cạnh tranh cùng Liên Tín, Khoa Vương Cao Khoa tại thị trường trong nước. Thăng 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 thăng.
anh cho rằng China Unicom sẽ có khẩu vị lớn thế nào? Trên đường đi gặp Dương Dung Bình, Trương Khắc ngồi ở trong xe hỏi Trương Á Bình. Đầu năm, China Unicom chế định năm nay muốn phát triển kế hoạch mở rộng 10 triệu người dùng mới, khí thế thật là kinh người. Trương Á Bình nói, tôi nghĩ lần này China Unicom cầm về từ hải ngoại nhiều tài chính như vậy, tâm tư cao tầng của họ có lẽ đã nóng lên. Thật đúng là đau đầu, họ cũng không thiếu tiền, chỉ thiếu chút kiên trì. Nếu như có thể kiên trì nửa năm bỏ chút công phu trên cơ sở, thế cục của China Unicom sẽ thay đổi rất nhiều. Lúc này không thích hợp quá cường thế. Trương Khắc gãi gãi đầu, cau mày nói. China Unicom nhất định muốn chọc thần kinh của China Mobi. Đây cũng là việc người bên cạnh không thể thuyết phục được. Trương Á Bình nói. Có lẽ cao tầng của China Unicom cũng biết đả thảo kinh xà là một nước cờ dở, nhưng China Unicom còn vùi đầu đi làm công tác cơ sở, không đưa ra một số liệu đẹp trên việc tăng trưởng người dùng mới. Các phương diện cũng khó mà ăn nói, nếu lý giải chỗ khó xử của họ, họ không chỉ muốn tương lai giao phó cái gì cho China Unicom. Ừ. Trương Khắc gật đầu, biết Trương Á Bình không hài lòng đối với bố cục thị trường hai ông trùm của ngành viễn thông Trung Quốc, cũng không có bực tức gì để mà phát. Theo lập trường của bản thân hắn, hình như cũng không nên buồn lo vô cớ vì China Unicom. Chỉ là loại cục diện này chưa hẳn có lợi với Cẩm Hồ. Năm ngoái người dùng thông tin di động trong nước tăng 14 triệu, dự tính năm nay sẽ vượt quá 25 triệu. China Unicom đề xuất phát triển kế hoạch 10 triệu người dùng, có vẻ như không khoa trương, nhưng đã vượt quá năng lực chịu tải của mạng GSM. Biết rằng lượng người dùng cả năm ngoái của China Unicom chỉ có 2.6 triệu. Đầu năm China Unicom tiếp thu kiến nghị của Trương Khắc quyết định tạm hoãn thực thi kế hoạch mở rộng cấp tiến trước khi chế định, nhưng không triệt để vứt bỏ hoặc là đưa ra bản sửa chữa. Năm nay từ tháng 1 đến tháng 7, China Unicom phát triển 3 triệu người dùng. Nếu như China Unicom vẫn lấy 10 triệu người dùng làm mục tiêu, nói cách khác China Unicom trong mấy tháng thời gian còn lại của năm nay còn phải phát triển thêm 7 triệu người dùng nữa. Nghĩ vậy, Trương Khắc hơi nhíu mày nói. China Unicom thật muốn làm như thế, China Mobi sẽ không ngồi chờ chết. Tôi nghĩ kế hoạch tăng trưởng người dùng mới trong 5 tháng còn lại của China Mobi cũng khoảng 7 đến 8 triệu. Sao China Mobi lại cho phép trong khoảng thời gian ngắn như vậy để số liệu tăng trưởng người dùng bị China Unicom san bằng? China Mobi khẳng định sẽ đánh trả, cũng quá nửa có khả năng sẽ chuyển rời áp lực đến trên đầu chúng ta. Chương 1286, Chiến lược điện thoại di động 2. Trương Á Bình hoàn toàn biết sẽ có áp lực thế nào sẽ chuyển rời đến trên đầu Cẩm Hồ. Cẩm Hồ cùng China Unicom lén lút hiệp nghị, trong thời gian 2 năm chip băng tần cơ sở ISS thực tế chỉ cung cấp cho nghiệp vụ điện thoại di động định chế của China Unicom, để trợ giúp China Unicom thu được ưu thế thành phẩm trên nghiệp vụ điện thoại di động định chế mà China Mobi không thể so sánh. Nếu China Mobi muốn phục chế hình thức của China Unicom, cũng cần phải tiến hành hợp tác cùng Cẩm Hồ mới được. Trước đó tại China Unicom vẫn chỉ chọn tiến hành thí điểm tại một số thành phố, không có đả thảo kinh xà, cho dù có chút thành tựu, vẫn chưa thể uy hiếp được địa vị của China Mobi tại thị trường thông tin, Cẩm Hồ cũng hoàn toàn có thể lấy cớ năng suất không đủ để cự tuyệt hợp tác cùng China Mobi. Thế nhưng, China Unicom muốn toàn diện khai hỏa cuộc chiến tranh giành người dùng với China Mobi, tình thế sẽ hoàn toàn khác. Cẩm Hồ sẽ không thể lấy cái cớ như thế đi có lệ cho China Mobi. Việc này ngẫm lại cũng khiến người ta đau đầu. Tôi thấy chúng ta cứ yêu cầu tiếp tục hạn chế bước tiến của China Unicom một chút, chip băng tần cơ sở ISS, năm nay chúng ta cũng chỉ cung ứng 3 triệu chiếc. China Unicom muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động định chế, cũng không thể chỉ đặt ánh mắt vào điện thoại tầm trung và thấp. Trương Á Bình nói, tập đoàn có thể đè thấp lợi nhuận trực tiếp cung cấp cho China Unicom một bộ phận điện thoại trung cao cấp, nếu China Mobi có yêu cầu. Cũng có thể đè thấp lợi nhuận cung cấp cho China Mobi một bộ phận điện thoại di động trung cao cấp. Có điều, tôi nghĩ China Mobi muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động định chế trung cao cấp, chưa hẳn sẽ hợp tác cùng chúng ta. Tôi thấy trên cung ứng chip băng tần cơ sở ISS, chúng ta còn phải thắt chặt hơn, mỗi tháng cung cấp 50 vạn bộ là đủ rồi. Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín mỗi xí nghiệp 25 vạn bộ, anh là tổng giám đốc bộ phận linh kiện, ngày hôm nay anh có thể trực tiếp ngả bài với Dương Dung Bình. Trương Khắc nói, nếu China Unicom thật muốn trong 5 tháng còn lại của năm nay phát triển 7 triệu người dùng, nghiệp vụ điện thoại di động định chế mỗi tháng phải gánh chịu kế hoạch tăng trưởng người dùng 80 đến 100 vạn. Cẩm Hồ chỉ hứa hẹn cung ứng 50 vạn bộ,
mỗi tháng China Unicom sẽ phải có chỗ hổng 30 đến 50 vạn cần phải bổ sung. Ngay cả như vậy, so sánh với tháng 7 năm trước, bình quân mỗi tháng cung ứng 15 vạn bộ, biên độ tăng trưởng đã xem như là tương đối khả quan rồi. Lần này Trương Khắc không phải là đặc biệt vì chuyện này mà đến Bắc Kinh, y ngồi xe đến phòng làm việc của Dương Dung Bình tại tổng bộ China Unicom ngồi chốc lát rồi cáo từ rời khỏi trước, hội ngộ cụ thể do Trương Á Bình phụ trách. Trên đường về biệt thự, Trương Khắc gọi điện thoại cho Trần Tĩnh nói đến việc nghiệp vụ điện thoại di động định chế của Liên Thông. Mọi người phải buộc chặt một chút, China Mobi cũng không thể nghi vấn. Đổi lại người khác, đều hận không thể thoáng cái kiếm hết tất cả tiền rồi. Trần Tĩnh ở bên kia điện thoại vừa cười vừa nói, lại hỏi Trương Khắc khi nào sẽ về kiến nghiệp, nghe nói con tiểu yêu tinh Trần Phi Dung sau này sẽ quanh năm ở cạnh anh. Trương Khắc nhìn Trần Phi Dung, đem ống nghe áp chặt vào lỗ tai một chút, tránh để âm thanh của Trần Tĩnh để cho cô nghe được. Y lại giả bộ cùng Trần Tĩnh thảo luận đích đề tài thương vụ trong điện thoại, tại các phương diện như kỹ thuật, sản xuất cùng với doanh tiêu trước khi chưa có làm tốt chuẩn bị đầy đủ, mở rộng quá độ cũng không thể xem như là một chuyện tốt. Tiền là thứ kiếm không hết, nếu muốn lưu danh muôn thuở. Y lại nói một số việc của nhà xưởng Kim Sơn rồi treo điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cho Tiêu Thụy Dân của Liên Tín, qua điện thoại chỉ nói với Tiêu Thụy Dân việc chip băng tần cơ sở ISS mặc dù có thể thành công thăng cấp đến loại tăng cường đời thứ hai, nhưng năng suất vẫn là hữu hạn, không thể mở rộng cửa cung ứng. Ngoại trừ khoa Vương cao khoa, Liên Tín còn phải cung cấp cho khoa Vương lượng chip băng tần cơ sở ISS nhất định. Trương Khắc cùng Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Quý, Trương Á Bình khi chế định mục tiêu tiêu thụ điện thoại di động năm nay, mục tiêu trong nước định tại 8 triệu máy, hiện tại 6 tháng đầu đã hoàn thành tiêu thụ 4 triệu máy, cho dù không có kế hoạch doanh tiêu đặc biệt, dựa theo biên độ tăng trưởng tự nhiên, năm nay hoàn thành tiêu thụ 10 triệu máy cũng không có độ khó quá lớn. Dự tính tổng tiêu thụ của thị trường điện thoại di động trong nước cả năm sẽ đạt 50 triệu máy, trở thành thị trường điện thoại di động lớn thứ tư sau Mỹ. Châu Âu cùng với Nhật Bản, thị phần của Cẩm Hồ tại thị trường trong nước sẽ đạt được 20%.